Đại Hào môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 361, ý ta đã quyết. Tiêu Phàm đồng chí, Trọng Ninh đồng chí nói rất có đạo lý, ta nhìn hay là cùng một chỗ thương lượng một chút." Đặng Bồi Hằng chậm rãi nói, hắn là phó bộ cấp cán bộ lãnh đạo, lại là hai ván lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, nói, "Đặng bộ trưởng, rất rõ ràng nếu sinh hùng một là hướng về phía ta đến, Trần Dương bất quá là thụ vạ lây. Dưới loại tình huống này mặt, mặc kệ là dạng gì cứu người phương án, đều phải coi đây là tiền đề. Nếu như ta không có đúng hạn xuất hiện tại Bắc ruộng thành phố, Liễu Sinh Hùng một khẳng định sẽ thương tổn Trần Dương. Người này bên ngoài đồng hồ khiêm tốn, nội tâm lãnh khốc, chuyện gì đều làm được. Chính là bởi vì dạng này, cho nên chúng ta mới không thể để cho tiêu trưởng phòng đi mạo hiểm. Từ một cái góc độ khác đến nói, đã Liễu Sinh Hùng một mục tiêu là tiêu trưởng phòng, như vậy tại hắn không có nhìn thấy ngươi trước đó trần dương đồng chí chính là an toàn khoảng thời gian này chính là chúng ta cứu người cơ hội tốt nhạc thu phong lập tức nói hắn đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào tiêu phàm an toàn mới là vị thứ nhất dù là trần dương vì vậy mà bị thương tổn thậm chí là hy sinh cũng không thể để tiêu phàm đi mạo hiểm đây không phải nhạc thu phong bỡ đỡ mà là trách nhiệm cùng nghĩa vụ vấn đề tiêu phàm không phải chiến sĩ mà Trần Dương làm nhân viên đặc công, bản thân xử lý chính là cao nguy hiểm làm việc. Thật giống như thời kỳ chiến tranh, quân nhân vì chống cự sự xâm lược mà dục huyết phấn chiến, vì nước hy sinh, kia cũng là bổn phận. Lại không thể lấy đồng dạng tiêu chuẩn đi yêu cầu bình dân. Giả sử Tiêu Phàm cũng là tình trị người viên, vậy liền coi là chuyện khác. Dù là hắn là lão Tiêu gia tử đệ, cần phải mạo hiểm thời điểm, vẫn là phải dũng cảm tiến tới. Tân Lâm bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhà cục trưởng các ngươi trong cục có thể tìm tới một vị tướng mạo cùng dáng người đều cùng tiêu phàm giống nhau người A. À. Lập tức ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở vị này một mực giữ im lặng đứng tại tiêu phàm phía sau trên mặt cô gái, đã sớm có người đang hoài nghi tân lâm thân phận. Cảm thấy nàng tám thành là đại nội thị vệ, bởi vậy có thể thấy được, lão tiêu nhà đối vị này đích trưởng tôn an toàn gì cùng coi trọng. Nhạc thu phong lập tức ánh mắt sáng lên, nói tân tiểu thư có ý tứ là nói, chúng ta có thể thay mận đổi đào. Lúc trước tiêu diệt viễn đông chi hổ thi đấu vũ mấy tên thủ hạ, Tân Lâm cũng tham dự việc, Trần Dương hướng Nhạc Thu Phong ký càng báo cáo qua, cho nên Nhạc Thu Phong biết Tân Lâm danh tự. Audio điện tử võ tấn bền Tân Lâm nhẹ gật đầu, nói chỉ cần giống nhau đến 7 phần, liền có thể đạt tới 100% hiệu quả. Thất diệu cung dịch dung tuyệt kỹ, diệu tuyệt thiên hạ, Tân Lâm nói lời này tự nhiên là lực lượng 10 phần. Liền hiện tại, mọi người tại chỗ nhìn thấy, cũng không phải tân lâm diện mục chân thật. Vô luận là ai, chỉ cần nhìn chằm chằm tân lâm nhìn thời gian hơi lâu một chút, lập tức liền sẽ đầu váng mắt hoa. Đây là cái biện pháp tốt, Phương Trọng Minh cũng hưng phấn lên, mặc dù có quan hệ tiêu phàm truyền kỳ, Trần Dương đã từng hướng hắn vị này trực quản cấp trên báo cáo qua, dù sao Phương Trọng Minh không có thấy tận mắt biết, chỉ là nửa tin nửa ngờ. Tại Phương Trọng Minh trong suy nghĩ, loại này hành động, tự nhiên hay là bọn hắn những này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện an toàn cảnh sát đến chấp hành tương đối đáng tin cậy. Từ một vị an toàn cảnh sát giả trang tiêu phàm, đã có thể thỏa mãn liễu sinh hùng một yêu cầu, lại có thể để tiêu phàm không đếm xỉa đến, chính là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Già nhi, không được, tiêu phàm lại khe khẽ lắc đầu, tân lâm một đôi mắt đẹp liền nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu phàm nói, liễu sinh hùng vừa cùng ta giao thủ qua. Hắn đối ta rất quen thuộc, thật giống như ta đối với hắn cũng rất quen thuộc, những người khác nếu như dịch dung giả trang hắn, ta một chút liền có thể nhìn ra được. Đây là một loại trực giác, giống tiêu phàm loại này siêu cấp đại cao thủ, trên thân luôn luôn lại phát ra một loại không giống bình thường khí chất, người bình thường có lẽ không phân biệt được. Nhưng cùng là cao thủ liễu sinh hùng một, lại nhất định có thể có phát giác. Trên cơ bản, tại an toàn hai ván tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bên trong muốn tìm ra một vị cùng tiêu phàm tương xứng đại cao thủ, chỉ sợ là tương đương không dễ dàng chỉ cần không phải mặt đối mặt ta cam đoan hắn nhìn không ra tân lâm thái độ khác thường rất kiên duy trì ý kiến của mình đối thuật dịch dung của mình tân lâm rất có lòng tin tiêu phàm hay là nhẹ nhàng lắc đầu không phải hắn không tin được tân lâm thuật dịch dung mấu chốt là tiêu phàm không thể cầm trần dương sinh mệnh an toàn đi đánh cái này cược đừng bảo là trần dương quan hệ với hắn mật thiết coi như chỉ là bằng hữu bình thường Trần Dương bởi vì hắn mà bị người bắt cóc, tiêu phàm cũng quả quyết không thể ngồi yên không lý đến. Già nhi, người phải hiểu được, liễu sinh hùng một mục tiêu là ta, không có đạt thành mục đích, hắn là không sẽ bỏ qua. Trần Dương chỉ là gặp vạ lây, coi như lần này tiêu phàm không tuân theo, mặc cho Trần Dương hy sinh, liễu sinh hùng một khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa. Tân lâm trầm mặc xuống dưới, tiêu trưởng phòng, bất kể nói thế nào, đây là chúng ta an toàn cơ quan nhiệm vụ, rất cảm tạ người đối Trần Dương đồng chí quan tâm, nhưng là, chuyện này nhất định phải bằng vào chúng ta làm chủ. Nhạc Thu Phong kiên định nói, tiêu phàm khoát tay áo, nói, nhà cục trưởng, tâm ý của người ta minh bạch. Chuyện này liền khỏi phải nghiên cứu, ta sẽ đi bắt ruộng. Đã vấn đề phát sinh, luôn luôn muốn mặt đúng, việc này ta đến xử lý, ta hy vọng an toàn bộ môn đồng chí không nên khinh cử vọng động, để tránh đánh cỏ động rắn nhạc thu phong trên mặt không khỏi hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái, cái khác an toàn cảnh sát sắc mặt cũng gần giống như hắn. Tiêu phàm lời này, làm sao nghe làm sao không đúng vị. Tiêu nhất thiếu đây là không tin được an toàn bộ môn đồng chí A, sợ bọn họ chuyện xấu. Đến cùng ai mới là nhân sĩ chuyên nghiệp, tiêu phàm đồng chí, ta không đồng ý. Chốc lát, đặng bồi hằng trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc vô so. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chạp nhưng lại kiên định nói, đặng bộ trưởng, ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngài. Đây là quyết định của ta, mặc kệ an toàn bộ môn làm thế nào, ta đều sẽ tiến về bắc ruộng thành phố. Nhưng là ta hy vọng đảng bộ trưởng cùng các vị lãnh đạo nhất định không nên đánh giá thấp liếu sinh hùng một. Người này thật không đơn giản, phía sau hắn đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì thế lực là chúng ta không biết. Nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể tạo thành thương vong nhiều hơn. Đoàn người lần nữa hai mặt nhìn nhau, Đặng Bồi Hằng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ước chừng qua nhiều năm như vậy, đã không có người tại Đặng Bồi Hằng trước mặt nói chuyện như thế ngay thẳng. Cho dù Tiêu Phàm là tiêu gia đích hệ tử đệ, Đặng Bồi Hằng cũng cảm thấy người trẻ tuổi kia không khỏi cuồng vọng chút. Phảng phất chỉ muốn hắn làm quyết định, tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn. Đặng Bộ trưởng, nhà cục trưởng, các vị lãnh đạo, cáo từ, không đợi Đặng Bồi Hằng bọn người lại nói cái gì, Tiêu Phàm liền là đứng dậy khẽ khom người làm lễ, xoay người rời đi. Tiêu Phàm đồng chí, đặng Bồi hằng trên mặt mũi có chút không nhịn được, mặt âm trầm gọi một tiếng. Nơi này dù sao cũng là an toàn bộ môn địa đầu, hắn là đang ngồi tất cả mọi người lãnh đạo, Trần Dương là thuộc hạ của hắn, chuyện này lẽ ra phải do hắn tới làm chủ. Cái này thể thống là nhất định phải giảng cứu một chút. Tiêu Phàm dừng lại bước chân, lần nữa hướng hắn khe gật đầu, không nói một lời, trực tiếp kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tiêu chân nhân tính tình khiêm tốn là khiêm tốn, một khi làm ra quyết định, người khác muốn cải biến quyết định của hắn nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Chân chính đại nhân vật đều có loại này đặc biệt họ. Trong phòng họp một mảnh yên lặng, đặng Bồi hằng sắc mặt càng thêm âm trầm, "Bộ trưởng, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta khai thác hành động của chúng ta." Phương Trọng Minh cứng cổ, tức giận nói, "Rất rõ ràng, Tiêu Phạm thái độ này để tất cả mọi người không phải quá dễ chịu." Phương Trọng Minh nhất là cảm thấy nhận xem thường. An toàn bộ môn cao cấp cảnh sát, tinh anh đặc công, đang hành động lực phương diện thế mà bị tông giáo cục đồng chí chất vấn, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là thật là tức cười. Phương Trọng Minh là thật không tin, tiêu phàm sức chiến đấu so với bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp còn cường hãn hơn. Nhạc thu phong chừng mắt liếc hắn một cái, chuyển hướng đặng bồi hằng, thấp giọng nói, bộ trưởng. Tiêu phàm người này, không nhìn tướng mạo, thâm bất khả chắc, có lẽ, hắn thật sự có nắm chắc, có nắm chắc, có cái gì nắm chắc, hắn có nắm chắc, người có nắm chắc không? Nhạc thu phong một lời chưa tất, liền bị đặng bồi hằng đánh gãy, bắn liên thanh như dừng lại chất vấn. Nhạc thu phong lập tức liền rụt cổ một cái, có chút ngượng ngùng cười. Đặng bồi hằng là hai ván lão cục trưởng, cũng là hắn lão cấp trên, hắn có thể nói là đặng bồi hằng một tay bồi dưỡng, đặng bồi hằng đối với hắn mà nói, đã là lãnh đạo lại là lão sư, bị đặng bồi hằng gian dậy, Nhạc Thu Phong sớm đã thành thói quen, sẽ không cảm thấy có nửa phân mất mặt. Lại nói, đặng bồi hàng chất vấn là rất có đạo lý. Người có nắm chắc, có thể bảo đảm tiêu phàm 100% an toàn. Chỉ cần có cái vạn nhất, người đi hướng tiêu ra, đi hướng tiêu lão ra tử bàn giao. Thế nhưng là, nhìn cái này tư thế, sợ là ngăn không được hắn, chúng ta cũng không thể cấm chỉ hắn xuất cảnh. Nhạc Thu Phong còn nói thêm, vì cái gì không thể, thông chi thủ đô sân bay, cấm chỉ tiêu phàm xuất cảnh. Mặt khác, chúng ta lập tức nghiên cứu một cái giải cứu Trần Dương đồng chí phương án ra, lập tức biến thành hành động. Động tác phải nhanh, đặng bồi hằng vung tay lên, quả quyết nói. Đến cùng là nhìn quen sóng to gió lớn lão giang hồ, quan trọng trước mắt, nửa điểm nghiêm túc. Vâng, nhạc thu phong rất thẳng người đáp, liền ở thời điểm này, đặng bồi hằng điện thoại vang lên. Đặng bồi hằng cầm điện thoại di động lên xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này đứng dậy, đi hướng phòng họp một góc, ấn xuống nút trả lời. Lão Bí Thư, Đặng Bồi Hằng thấp giọng nói, Bồi Hằng đồng chí, nghe nói các người một vị trẻ tuổi đồng chí tại Đông Đảo Quốc gặp ngoài ý muốn, đến cùng là cái tình huống như thế nào, người nói với ta một chút. Điện thoại bên kia, truyền tới một già nua nam tính thanh âm, tràn ngập uy nghiêm. Đặng Bồi bền lòng bên trong giật mình, làm sao kinh động lão nhân ra ông ta rồi. Trong lúc này, Đặng Bồi Hằng cũng không tốt trần chờ lập tức liền đem tình huống hướng bí thư làm giản lược nói tóm tắt nói rõ, có quan hệ tiêu phàm tình huống, cũng không có chút nào giấu giếm. Cùng tiêu ra người trẻ tuổi dính líu quan hệ rồi, bồi hằng đồng chí, không muốn phạm bệnh ấu trĩ, nên giảng nguyên tắc nhất định phải giảng. Đã cùng tiêu ra người trẻ tuổi có quan hệ, vậy sẽ phải kịp thời hướng nhưng đức đồng chí báo cáo, hiểu chưa? Đặng bồi hằng không khỏi hơi sững sờ, chiếu lão nhân ra ý tứ này, rõ ràng chính là đồng ý tiêu phàm tham dự việc này chỉ là để hắn thông báo tiêu ra một tiếng, nếu không, có cần gì phải đi kinh động tiêu lão gia tử. Lão bí thư, đặng bồi hằng vẫn có chút không nắm chắc được, trần chờ nói. Để lão tiêu ra đích trưởng tôn đi đông đảo quốc mạo hiểm, trách nhiệm như vậy, thực tế có chút không đảm đương nổi. Trong điện thoại lại vang lên tút tút âm thanh bận, bên kia đã cúp điện thoại. Đặng bồi hằng sau nghi chăm chú nhau. chương 362, Liễu Sinh Hùng một dựa vào. Trần Cảnh Sát, thật có lỗi. Nếu như tiêu tiên sinh thật rất để ý ngươi, dùng không được mấy ngày, các ngươi liền có thể gặp mặt. Chặt đứt cùng tiêu phàm video liên hệ, liễu sinh hùng một liền chuyển hướng một bên Trần Dương, khẽ cười nói, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm trêu chọc ý vị. Ngươi có ý tứ gì? Trần Dương lạnh lùng nhìn qua hắn, lạnh lùng hỏi, thần sắc vẫn còn chấn định, bất quá nhãn thần chỗ sâu. Tổng có một vệt khó mà che giấu kinh hoàng chi ý. Vô luận là ai, ở vào Trần Dương hiện nay tình huống này, muốn 100% chấn định tự nhiên, thế chỗ khó có thể. Trần Dương nhìn qua, cũng không có có gì không ổn, quần áo cách ăn mặc là đông đảo quốc người trẻ tuổi đều rất thường gặp loại kia trang phục, trung quy trung củ, không có nửa phân đặc thù, trang cũng hóa rất nhạt, cũng không đặc biệt làm người khác chú ý. Đã muốn trường kỳ tại đông đảo quốc chấp hành nhiệm vụ, từ chỉ có thể là dung nhập vào nơi đó trong xã hội, càng bình thường càng tốt. Chỉ là Trần Dương thiên sinh lệ chất, vô luận nàng trang phục phải như thế nào phổ thông, luôn luôn tương đối thụ nam nhân chú ý. Duy nhất cùng đầu đường cô gái bình thường khác biệt chính là Trần Dương Trắng noãn thủ đoạn ở giữa, mang theo một bộ sáng bóng còng tay. Kiểu mới nhất còng tay, dù coi như là mở khóa đại sư, tại không có nguyên phối chìa khóa tình huống dưới, cũng rất khó mở ra. Trần Cảnh sát, không nói gạt ngươi, ta mời tiêu tiên sinh đến bác ruộng đến, là nghĩ giết hắn. Liễu sinh hùng một vừa cười vừa nói. Trần Dương bỗng nhiên từ ghế sofa bên trong thẳng tắp thân thể, gắt gao tiếp cận Liễu Sinh Hùng một. Ngươi nói cái gì? Liễu Sinh Hùng một đối mặt với nàng phẫn nộ hai con ngươi, thần sắc càng thêm bình tĩnh, mỉm cười nói, ta nói, ta muốn giết Tiêu Phàm, giết bạn trai ngươi. Trần Dương gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng nhiên liền cười, chậm rãi ngồi trở lại đi, khóe miệng hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Khe khẽ lắc đầu, khinh thường nói, ngươi đừng nằm mơ, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Coi như ngươi luyện thêm 30 năm, cũng vẫn là cản không được tiêu phàm một chiêu nửa thức. Liễu sinh hùng nói chuyện nghe được lời này, Trần Dương chỉ là nửa tin nửa ngờ. Tại nàng nghĩ đến, Liễu sinh hùng vừa cùng tiêu phàm cũng không có thâm cửu đại hận, cũng chính là trước đó không lâu luận bàn thời điểm, thua ở tiêu phàm trong tay. Mặc dù rất mất mặt, tối thiểu cũng chưa nói tới sinh tử đại thù. Liễu sinh hùng một làm sao đến mức như thế trăm phương ngàn kế, muốn đưa tiêu phàm vào chỗ chết. Những này quỷ tử hơn phân nửa là kham phá mình bộ dạng liễu sinh hùng một phụng mệnh làm việc đem mình tóm lấy mượn cơ hội này để tiêu phàm đến đây bắt ruộng tính là công báo tư thù liễu sinh hùng một cười cười nói trần cảnh sát người thật thuần khiết uổng cho người hay là chuyên nghiệp đặc công như thế ngây thơ Người cho rằng tại các ngươi chi kia cái kia buổi tối ta thật ra toàn lực a ta không hướng hắn yếu thế hắn sẽ nghênh ngang chạy tới nơi này tới cứu ngươi gặp địch giả yếu dụ địch xâm nhập cái này nhưng đều là các người châu Á binh pháp bên trên viết hết sức rõ ràng. Các người châu Á truyền thống văn hóa đúng là bác đại tinh thâm, đáng tiếc các người những hậu nhân này quá bất tranh khí, ngay cả một điểm ra mau đều không có học được. Lớn như vậy quốc gia, năm đó bị chúng ta đánh cho ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nói, liễu sinh hùng một lắc đầu, trên mặt khinh thường thần sắc càng thêm rõ ràng. Cái này ngay miệng, Trần Dương tự nhiên không tâm tư cùng hắn tranh luận hoa hạ văn minh yêu khuyết, đầu cao tốc vận chuyển, Suy nghĩ cái này quỷ tử nói mỗi một câu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi lần này chuyện ma quỷ A. À. Ngươi nếu không sợ tiêu phàm, thủ đoạn liền sẽ không như thế hèn hạ. Liễu sinh, ta thật xem trọng ngươi, ngươi kỳ thật chính là cái điển hình tiểu nhân, thua không nổi. Tiểu nhân, thua không nổi, liễu sinh hùng một không khỏi sướng sờ, lập tức cười lên ha hả, bên cạnh cười bên cạnh không ngừng lắc đầu. Trần cảnh sát, xem ra ngươi đối bạn trai ngươi hiểu rõ thật rất không đủ. Hắn có rất nhiều chuyện đều giấu giếm ngươi. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta muốn giết hắn, căn bản liền không phải là bởi vì lần kia luận bàn, mà là bởi vì bị giết đệ đệ ta, ta muốn báo thù, các ngươi châu Á có câu nói, gọi là lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Ngươi rõ chưa? Liễu Sinh hùng một ngữ khí đã nghiêm túc, tiếp cận Trần Dương, nói từng chữ từng câu. Trần Dương cũng sừng sốt, nháy nháy mắt, nàng thật đúng là không biết có loại này nội tình như là liếu sinh hùng một chỗ nói, nàng đối bạn trai hiểu rõ xác thực rất không đủ, tiêu phàm tại sao lại giết liếu sinh hùng một đệ đệ. Cái này chuyện khi nào? Nói đến, tông giáo cục tiêu trưởng phòng thật đúng là vị không chịu yên tĩnh chủ, nhìn qua ôn tồn lễ độ, khiêm cung lễ phép, vụng trộm lại là giết người không chớp mắt, đây chính là Trần Dương tận mắt nhìn thấy, không mang nửa điểm hư giả. Xem chừng chết tại tiêu phàm trong tay ra hỏa, xa không chỉ Tây Sơn biệt thự mấy cái kia quốc tế phần tử phạm tội không phải sao, lại tăng thêm một cái liễu sinh hùng một đệ đệ. Trần Dương chố mắt chốc lát, nói, liễu sinh, nếu như ngươi lúc này nhất định phải được lời nói, khả năng ngươi phải thất vọng. Tiêu phàm kỳ thật cũng không phải là bạn trai ta, lần kia hắn là đi hỗ trợ, có như thế cái danh nghĩa dễ nói chuyện một điểm. Ngươi cho rằng bắt lấy ta, hắn liền nhất định sẽ đổi tới bắc ruộng đến A. Liễu sinh hùng một ánh mắt nhàn rỗi ở giữa trở nên lăng lệ vô so, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Trần cảnh sát, tiêu phàm tốt nhất là đừng để ta thất vọng. Nếu như hắn khiến ta thất vọng, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Cho nên, người tốt nhất cầu nguyện hắn thật là bạn trai ngươi. Trần Dương nghiêm nghị không sợ, lạnh cười nói, nếu như hắn thật đến, liễu sinh, người cũng tốt nhất cho mình cầu nguyện, không muốn chết phải quá khó nhìn. Liễu sinh hùng hung ác hung ác chừng nàng một chút, cất giọng kêu lên, người tới. Đương nhiên, lần này kêu là đông đảo lời nói hai tên người mặc màu sáng kimono cô gái trẻ tuổi đẩy cửa đi đến hướng về liễu sinh hùng một cúi người chào cùng kêu lên nói chủ nhân có dặn dò gì mời trần tiểu thư đi nghỉ ngơi liễu sinh hùng một vung tay lên nói ai hai tên kimono nữ tử lần nữa hướng liễu sinh hùng khom người chào sau đó chuyển hướng trần dương trần tiểu thư mời nói vậy mà cũng là hán nữ chỉ là không bằng liễu sinh hùng một như vậy tiêu chuẩn ngữ điệu nghe vào có chút cổ quái Trần Dương chậm rãi đứng dậy, chấn định tự nhiên, bất quá giờ phút này Trần Dương nội tâm nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng liếc thấy được đi ra, cái này hai tên kimono cô gái trẻ tuổi đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ, thân thủ khá tốt. Nhìn các nàng tại Liễu Sinh Hùng một mặt trước như thế kính cẩn, mà lại miệng nói chủ nhân, Trần Dương đối Liễu Sinh Hùng một thân phận chân thật, càng nhiều hơn mấy phân lo nghĩ. Người này, có thể khẳng định, tuyệt không phải phổ thông đông đảo quốc cảnh sát, cũng không phải phổ thông nhân viên đặc công. Phổ thông đặc công, cái kia đến như vậy lớn phái đoàn. Theo hai tên kimono nữ tử một ra khỏi phòng, Trần Dương lại lấy làm kinh hãi. Gian ngoài vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng hai hàng áo đen kiếm khách, từng cái tay đè chuôi kiếm, nhìn không chớp mắt, lộ ra 10 điểm nghiêm chỉnh huấn luyện, thân bên trên tán phát ra một loại rét căm căm khí tức, khiến người gặp một lần phía dưới, liền trong lòng phát hàn. Trần Dương cơ hồ lập tức liền kết luận, Liễu Sinh Hùng một hẳn là đông đảo quốc cái nào đó gia tộc cổ xưa hoặc là cổ lão lưu phái nhân vật trọng yếu, có được không cho người ngoài biết khủng bố tiềm lực. Trần Dương tin tưởng, đây không phải Liễu Sinh Hùng một cố ý muốn làm cho nàng xem. Không cần phải vậy, thân phận của nàng bây giờ, bất quá là Liễu Sinh Hùng một tù nhân mà thôi, Liễu Sinh Hùng vừa xong toàn không cần phải hướng nàng khoe khoang. Ra gian ngoài, Trần Dương liền phát hiện, mình đưa thân vào một tòa rất cổ lão phòng ở bên trong, có chút cùng loại nước ta cổ đại những cái kia cao môn đại hộ đại trạch viện, mà lại bảo tồn được phi thường hoàn hảo, mang theo 10 điểm cổ pháp khí tức. Hai tên kimono nữ tử cùng đi Trần Dương đi xuyên qua làm bằng gỗ hành lang phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, Trần Dương liền có thể nhìn thấy hai tên áo đen kiếm sĩ, đứng tựa vào kiếm. Cả tòa đại trạch viện đều bị một mảnh túc sát chi khí bao phủ, làm người ta trong lòng phi thường kiềm chế. Trần Dương lòng trầm xuống, trước đó nàng đối tiêu phàm lòng tin chưa hề dao động qua, nhưng bây giờ, Trần Dương lòng tin rốt cuộc bắt đầu dao động. Lần này, tiêu phàm muốn mặt đúng, không phải liễu sinh hùng một một người, mà là một cái cổ lão môn phái. Môn phái này, lẽ ra không chỉ liễu sinh hùng một một cao thủ như vậy. Mà lại, hiện tại là vũ khí nóng thời đại, tiêu phàm cận thân bác kích thuật lại cao minh, thân thủ lại nhanh nhẹn, cũng không nhanh bằng đạn. Đừng tới, tuyệt đối không được tới. Trần Dương kìm lòng không đặng tải ở sâu trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Mắt thấy Trần Dương bị hai tên thị nữ mang đi, Liễu Sinh Hùng một lập tức cũng đi ra khỏi phòng, đi ra gian ngoài thời điểm, lại có hai tên thị nữ quỳ dạp trên đất, vì hắn thay đổi quốc gỗ. Quốc gỗ gõ lấy cổ lão bàn đá xanh mặt đường, phát ra cộc cộc thanh âm, tại yên tĩnh thâm thúy trong đại viện nghe đặc biệt chói tai. Không lâu sau đó, quốc gỗ âm thanh rốt cục tại một cái đơn độc tiểu viện tử trước ngừng lại khu nhà nhỏ này ở vào cả tòa đại trạch viện góc Tây Bắc, phi thường vắng vẻ cũng phi thường yên tĩnh, tĩnh phải không như có người ở lại. Liễu Sinh Hùng một tại tiểu cửa viện trước ngồi sổng hạ xuống, cung kính thanh âm, đệ tử Liễu Sinh Hùng một, bái kiến hai vị lão tổ tông. Trong viện vẫn như cũ yên lặng, sau một lát mới truyền ra một cái giả nua chi cực thanh âm. Hùng một, có chuyện gì? Khởi bẩm lão tổ tông, Hùng tưởng tượng mời hai vị lão tổ tông rời núi, đối phó một địch nhân đối phó một địch nhân, cái gì địch nhân như vậy quan trọng, cần chúng ta hai cái lão gia hỏa tự thân xuất mã. Già nua chi cực giọng nam hơi có vẻ kinh ngạc, đã không biết bao nhiêu năm không có người cần kinh động đến bọn hắn. Một cái chi người kia, chi người kia, đúng vậy, lão tổ tông, trước đó không lâu liễu sinh hùng hai đi châu Á chấp hành nhiệm vụ, chính là chết ở trong tay người nọ. Trong vòng ba ngày, cái này chi người kia sẽ xuất hiện tại bắc ruộng thành phố. Hừ, liễu sinh hùng hai, ngươi là muốn chúng ta hai cái lão gia hỏa tự thân xuất mã vì hùng hai tên phế vật này báo thù a à. già nua giọng nam bỗng nhiên lạnh lẽo trở nên 10 điểm không vui liễu sinh hùng một không chút kinh hoàng tựa hồ đối với đây hết thảy đều trong dự liệu lại nhẹ nhàng hạ thấp người chậm rãi nói hai vị lão tổ tông cái này chi người kia tên là tiêu phàm căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem tiêu phàm là châu á vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân Già Nua giọng nam lập tức kêu lên, tiếng kêu cực kỳ kinh ngạc, còn kèm theo nói không nên lời thống hận chi ý. Hắn là Triệu Chỉ Thủy lão gia hỏa kia người nào? Đồ đệ, lão tổ tông, Tiêu Phàm là Triệu Chỉ Thủy thân truyền đệ tử, truyền nhân y bát. Trong sân nhỏ lại yên tĩnh lại, thật lâu mới truyền ra một trận cùng loại lầm bầm lầu bầu thanh âm nha tây. Một sợi tươi cười đắc ý, từ Liễu Sinh hùng một khóe miệng nổi lên. Chương 363, năm đó ân oán người thật muốn đi đông đảo, leo lên đại bôn ghế lái, tân lâm không có vội vã lái xe, quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, hỏi, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, đây là cái cái bẫy, tân lâm thoảng qua đề cao một điểm âm điệu, ta biết, liễu sinh hùng một mục tiêu là ta, ta đi đông đảo, hắn sẽ đem tất cả thực lực đều lộ ra tới. Muốn tiêu diệt bọn hắn, đây là cơ hội tốt nhất. Lần này không đi, lần sau không biết hắn lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Già nhi, chỉ có ngàn nói làm tặc không có ngàn nói phòng trộm đạo lý. Trong xe khôi phục bình tĩnh, chốc lát, tân lâm lạnh nhạt nói ta đi chung với ngươi. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, tân lâm khởi động xe, thẳng đến văn nhị thái ra ở nhà cấp 4 mà đi. Chuyện này, tiêu phàm khẳng định phải cùng nhị sư huynh thương lượng một chút. Liễu sinh hùng một mặc dù nói chỉ cần tiêu phàm độc thân tiến về, nhưng việc này, sao có thể hoàn toàn thụ cái này quỷ tử trưởng khống? Có loại sự tình này, văn nhị thái ra nghe xong, thọ lông mày bỗng nhiên dương lên. Sư đệ, ngươi là thế nào cùng cái này liếu sinh hùng một kết thù? Vẹn vẹn một lần luận bàn, quyết không đến mức đến tình trạng như thế. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, nói, sư huynh, ta còn thực sự nghĩ không ra. Những năm này tiêu phàm trên giang hồ kinh lịch không ít, nhưng đa số thời điểm đều là ở trong nước, cái này đông đảo quốc cửu gia như thế nào kết xuống quả thật có chút không rõ ràng cho lắm nhìn liễu sinh hùng một cái này tư thế là muốn liều chết với hắn tân lâm song nghi cao lại bỗng nhiên nói lần trước tại dương tây chấn có một cái đông đảo ninja, ra tự xưng là ẩn trong khói phái truyền nhân bị ta giết tình huống này tiêu phàm cũng là biết đến lúc ấy trong phòng cho huyền thiên thiên chữa thương diệp vương bỗng nhiên xuất hiện đem cơ khinh xa cùng phạm nhạc đều dẫn đi chỉ còn lại có Tân Lâm một cá nhân, đối cái kia đảo quốc ninja, hạ thủ không lưu tình. Đáng tiếc Tiêu Phàm chưa từng thấy tận mắt Liễu Sinh Hùng hai, không phải hoặc nhiều hoặc ít có thể từ hắn hai anh em tướng mạo bên trên nhìn ra một chút manh mối tới. Văn Nhị thái ra tay trái bấm niệm pháp quyết, liền chiếm bài học, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói: "Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, giữa hai cái này là có chút liên quan, xem ra cái này Liễu Sinh Hùng một là muốn hướng sư đệ trả thù." Sư đệ người cùng cái này liễu sinh hùng một giao thủ qua, người này đến cùng thuộc về lưu phái nào. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ta đối đông đảo võ thuật lưu phái, biết được không phải quá kỹ càng. Bất quá liễu sinh hùng một kiếm thuật, nhìn qua là, nhất đao lưu, bên trong lại mang theo mấy phân tà khí, âm trầm trầm. Âm trầm trầm, chẳng lẽ là cửu quỷ lưu, văn nhị thái ra lấy làm kinh hãi. Tân Lâm liền vội vàng hỏi, lão gia tử, cửu quỷ lưu, là cái dạng gì lưu phái? chỉ nghe cái tên này cũng có thể biết cái này lưu phái vô cùng tà dị văn nhị thái ra vuốt vuốt sợi dâu chậm rãi nói cử quỷ lưu là đông đảo quốc bắc bộ một cái võ thuật lưu phái am hiểu côn thuật cùng kiếm thuật đi đều là nhập đề còn cùng vu thuật có liên hệ nhất định cái này lưu phái tại đông đảo quốc thế lực rất lớn nhất là tại phương bắc đảo tính được là hạng nhất phái cùng đông đảo quốc bên trong rất nhiều chính khách đều có liên hệ nếu như cái này liếu sinh hùng một thật sự là cử quỷ lưu truyền nhân như vậy hắn lớn lối như thế liền rất dễ giải thích. Yagyu gia tộc tộc vốn chính là cửu quỷ lưu, lớn nhất truyền thừa gia tộc. Tân Lâm trầm tư nói, lão gia tử, cái kia bị ta giết chết đông đảo ninja, giống như nói hắn là ẩn trong khói phái. Văn nhị thái gia lập tức nói, cái này liền đúng, cửu quỷ lưu chính là ẩn trong khói phái nhất đại phân chi. Nhớ năm đó, sư phụ còn cùng cửu quỷ lưu, ninja giao thủ qua. Tiêu phàm cùng Tân Lâm đều đều mừng rỡ, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, sư phụ cùng cửu quỷ lưu, ninja giao thủ qua. Làm sao việc này, lão nhân gia ông ta không có tại nhật của rơi thiên bên trong viết ra. Có quan hệ chỉ thủy tổ sư tử viết ghi chép, Tiêu Phàm cơ bản đều nghiêm túc được đọc qua, lại là không có một đoạn này. Văn nhị thái ra cười một tiếng, ngạo nghễ nói, kháng nói mười mấy năm, sư phụ giết quỷ tử nhiều đi. Nơi nào có thời gian một một ghi chép lại, đây là lão nhân gia ông ta có một lần cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, ngẫu nhiên nhắc lên. Kia một lần là tại Trung Nguyên bớt, 4-3 năm đi, vừa mới có chỗ làm rượu, người chết đói đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất a. Nói đến đây, Văn Nhị Thái ra nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng thương xót chi sắc. 4-2 năm trận kia, hắn là tận mắt nhìn thấy, quá thê lương, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Lần kia tại Trung Nguyên, sư phụ nghe nói có một đám quỷ tử lãng nhân chuyên môn bắt chúng ta vũ sư trở về luyện công, phi thường, cẩn thận sau khi nghe ngóng, mới biết được là cửu quỷ lưu, ninja Sư phụ lúc này liền giết đến tận cửa đi, một trận đại chiến xuống tới, bảy tám cái quỷ tử ninja trên cơ bản bị sư phụ giết sạch sành xanh, chỉ có mạnh nhất hai cái quỷ tử trọng thương đào tẩu. Sư phụ lúc đầu dự định đuổi theo trảm thảo trừ căn, không nghĩ tới đại đội quỷ tử trước tới tiếp ứng, sư phụ cũng chỉ phải tạm thời dừng tay. Về sau sư phụ còn chuyên đi quỷ tử cứ điểm tìm hiểu qua tin tức, không có phát hiện kia hai cái trọng thương ninja, đoán chừng là trốn về đông đảo bổn quốc. Cũng thua thiệt bọn hắn chạy nhanh, mới nhặt hai đầu cầu mệnh. Không phải, lấy sư phụ cái kia họ tử, cắt cỏ nhất định trừ tận gốc. Bất quá kia hai cái quỷ tử thụ bị thương rất nặng, nó bên trong một cái mù một con mắt, một cái khác bị sư phụ chém rụng một cánh tay, coi như trốn về đông đảo quốc, xem chừng không chết cũng tàn phế phế. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết có phải hay không là còn sống trên đời, hẳn là đã sớm chết đi. Lão gia tử thực nghiêu. Tân Lâm nghe được hiểu ý cười một tiếng, tán thắn nói. Nàng vốn là cực kỳ nhạt họ tử, bất quá chỉ thủy tổ sư là tiêu phàm thụ nghiệp ân sư, cũng là thúc đẩy hai người bọn họ cùng một chỗ chủ yếu phía sau màn đẩy tay, đối chỉ thủy tổ sư cảm nhận, tự nhiên cùng người khác khác biệt. Thống khoái, tiêu phàm cũng từ đáy lòng khen, sư đệ, thống khoái là thống khoái, bất quá sư phụ cũng nói, mấy cái kia quỷ tử ninja ra, đều tương đối trẻ tuổi, học nghệ không tinh, cho nên lão nhân gia ông ta dùng ít địch nhiều, thắng được gọn gàng. Nhưng cửu quỷ lưu kiếm thuật côn thuật cùng ẩn trong khói phái nhẫn thuật, đều có độc đáo chi bí, cho thấy tiềm lực rất mạnh. Nếu thật là luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật rất nhanh, các loại sắc bén giết người vũ khí tầng tầng lớp lớp. Sư đệ độc thân tiến về đông đảo, chỉ sợ không phải thượng sách. Văn nhị thái ra trực tiếp biểu thị ý kiến phản đối của mình. Tân lâm vội vàng nói, lão gia tử, cho nên chúng ta đến tìm ngài thương lượng tiêu phàm lại chậm rãi nói sư huynh ngươi không cảm thấy đây là người ta sớm liền tính toán tốt lắm sao tây sơn bên kia vừa náo ra một điểm động tính Liễu sinh hùng một ngựa bên trên ngay tại đông đảo hô ứng lẫn nhau tây sơn bên kia náo ra loại này động tĩnh đến nói rõ liền là muốn kiềm chế lại sư huynh cùng nghĩ xa bọn hắn sư huynh đệ mấy cái để sư huynh không dám rời xa kinh sư tân lâm lập tức cũng lấy lại tinh thần đến nói đúng a à, bọn hắn căn bản chính là cùng một bọn, không phải, liễu sinh hùng một làm sao biết cái kia ẩn trong khói phái ninja là chết tại trong tay chúng ta. Lúc ấy ta còn kỳ quái, cái kia đảo quốc ninja không khỏi quá cùi bắc một chút, bây giờ mới biết, kế hoạch của bọn hắn đủ chu đáo, mưu lo đủ sâu xa. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, già nhi, người tại dương tây chấn sát rơi cái kia đảo quốc ninja, mặc dù cực kỳ cải bắp, đoán chừng thân phận vô cùng ghê gớm, khả năng cùng liễu sinh hùng vừa có lấy rất gần thân duyên quan hệ, Chuyên từ đảo quốc mời như thế cái thái điểu ninja qua đi tìm cái chết, tốn hao không nhiều, lại đem toàn bộ Yagyu gia tộc tộc thậm chí toàn bộ, cử quỷ lưu, đều cột lên chiến xa, làm ăn này xác thực làm được qua, rất có lời a. À. Cứ việc chỉ là phân tích, cũng đã đến gần vô hạn sự thật thậm chí liền là chân tướng. Một cái thái điểu liễu sinh hùng hai chết tại tân lâm trong tay, lập tức liền khiêu động toàn bộ Yagyu gia tộc tộc. Nếu thật là dùng tiền đi mời liễu sinh hùng một tới đối phó tiêu phàm, không nói đến giá tiền nhất định đắt vô cùng mấu chốt là không nhất định mời được đến liễu sinh hùng một cũng không giống như liễu sinh hùng hai như thế không có đầu óc dễ lắc lư sư đệ đã quyết định rồi văn nhị thái ra nhíu mày hỏi ừm tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu An toàn bộ môn bên kia là cái ý kiến gì bọn hắn đương nhiên là không đồng ý ta đi mạo hiểm đoán chừng khẳng định cũng có kế hoạch của bọn hắn văn nhị thái ra lúc này mới khẽ vuốt cằm nói đã dạng này Ta đề nghị sư đệ hay là cùng bọn hắn cân đối hành động cho thỏa đáng. Dù sao đây là đang nước ngoài, bọn hắn lại là chuyên gia, rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Tiêu Phàm trên mặt lại hiện lên một vòng kỳ lạ thần sắc, nhàn nhạt lắc đầu, nói, "Sư huynh, Trần Dương tại Liễu Sinh Hùng một tay bên trong, ta cho rằng vẫn là phải y theo Liễu Sinh Hùng một yêu cầu tới làm. Về phần an toàn bộ môn bên kia hành động, ta nhìn sẽ có người cho bọn hắn cân đối." Ngữ khí rất là chắc chắn văn nhị thái ra cảm thấy kỳ quái hỏi ngược lại sư đệ làm sao khẳng định như vậy tiêu phàm mỉm cười nói sư huynh nghe nói ta còn có một vị sư tỷ là sư phụ ký danh văn thiên thọ lông mày một dương kinh ngạc nói đúng là có một người như vậy bất quá vị sư muội này ngay cả ta đều chưa từng gặp qua thậm chí cũng không biết nàng tên gọi là gì chỉ là sư phụ ký danh sư môn gia phả bên trên đều không có ghi lại sư đệ làm sao đột nhiên hỏi lên nàng đến rồi tiêu phàm cười cười nói không có gì ta chính là muốn biết một chút vị sư tỷ này tình huống bàn về đến nàng hẳn là tứ sư tỷ giống như cùng ngũ sư huynh tuổi tác cơ bản tương đương văn nhị thái ra nói nguyên bản ký danh là không tính tại gia phả xếp hạng phía trên bất quá sư phụ tựa hồ ở trên người nàng hao phí không ít tâm huyết người muốn như thế sắp xếp cũng được tóm lại cũng là ta vô cực môn truyền thừa Tân Lâm kỳ quái mà hỏi thăm, lão gia tử, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đồng môn sư huynh muội chưa từng gặp mặt cũng coi như, làm sao ngay cả tên của nàng cũng không biết. Văn nhị thái ra liếc nàng một cái, nói, nếu là sư phụ an bài như thế, làm tự nhiên không thể hỏi nhiều. Sư phụ lão nhân ra ông ta khẳng định có lo nghĩ của mình. Tân Lâm liền gật đầu, bất kể nói thế nào, đây là vô cực môn nội bộ sự vụ, Tân Lâm dưới mắt cũng không tốt vượt vào quá nhiều chỉ thủy tổ sư một đời tông sư, vô luận làm cái gì, luôn luôn có nguyên nhân. Bất quá tiêu phàm bỗng nhiên vào lúc này đưa ra vị này tứ sư tỷ, lại không biết là loại nguyên nhân nào, liệu tất cũng không chỉ hắn vừa mới nói như vậy đơn giản. Chẳng lẽ vô cực môn mỗi một vị trưởng giáo chân nhân, đều là như thế thần thần bí bí. chương 364, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, phải có đảm đương. Tiêu phàm tại trong tứ hợp viện tiếp vào thôi thư ký điện thoại. Tiêu trưởng phòng, bận bịu a à, đầu điện thoại bên kia, thôi thư ký rất khách khí. Từ khi lão gia tử khôi phục về sau, thái độ khác thường, trở nên 10 điểm sinh động, thôi thư ký phân lượng cũng giữa bất trí bất giác trở nên càng trọng yếu hơn, bất quá đối tiêu phàm thái độ, lại là càng ngày càng khách khí. Đương nhiên đây là bởi vì tiêu phàm tại tiêu gia địa vị xảy ra biến hóa nguyên nhân, chẳng những lão gia tử, bao quát tiêu trạm thậm chí diệp khí vân cùng tiêu hệ đại tướng ở bên trong, đối tiêu phàm thái độ đều lên biến hóa rất lớn lục hồng cùng phương lê cũng đã minh xác biểu thị cùng tiêu ra thân cận mục đích dưới mắt tiêu ra thậm chí tiêu hệ đều tại cao tốc phát triển cùng khuếch trương bên trong ngoại nhân không hiểu rõ chân tướng nhưng làm lão gia tử bên người nhân viên công tác thôi thư ký tự nhiên hết sức rõ ràng tạo thành loại biến hóa này chính là nguyên bản ai cũng không coi trọng bị kinh sư hào môn thế ra coi như trò cười tiêu phàm thậm chí có một loại truyền ngôn nói phương lê cố ý muốn chiêu tiêu phàm làm con rể chỉ là trở ngại nhà hắn khuê nữ niên kỳ còn nhỏ, tạm thời không có đem lời nói làm rõ. Phương Lê chức vụ của mình, cứ việc vẫn chỉ là phó bộ cấp, nhưng toàn bộ phương gia tại kinh sư thế gia hào trong cửa thực lực lại không nhỏ, cứ việc còn chưa nói tới là một cùng một siêu cấp đại hào môn, nhưng cũng tính được là một cùng thế gia. Thế mà đối tiêu phàm coi trọng như thế, cái này đạo sĩ hẳn là muốn thời lai vận chuyển rồi sao? Tiêu phàm mỉm cười, nói thôi thúc thúc, thôi thư ký liền nói tiêu trưởng phòng, thủ trưởng mời ngươi lập tức tới ngay một chuyến hắn có chút sự tình muốn hướng ngươi chứng thực a à, đúng tiêu bộ trưởng lập tức cũng sẽ chạy tới xem chừng an toàn bộ môn đã đem tình huống hướng tiêu lão gia tử cùng tiêu trạm làm thông báo tiêu gia phụ tử nhất thời liền ngồi không yên nói đùa cái gì để tiêu phàm độc thân tiến về đông đảo đấu quốc tế phần tử phạm tội được rồi thôi thúc thúc ta lập tức đi tới thôi thúc thúc mẹ ta sẽ tới a à? Việc này hướng lão gia tử cùng lão cha giải thích là một loại phương thức, nếu như giản tú hoa tại, kia lại là một loại khác giải thích phương thức. Thôi thư ký nói, ta được đến tin tức là chỉ có tiêu bộ trưởng một người tới, giản chủ nhiệm khả năng không có thời gian đi. Cái này tự nhiên là khách khí thuyết pháp, kỳ thật chính là giấu giếm giản tú hoa. Nếu như giản tú hoa biết chuyện này, kia căn bản cũng không có bất luận cái gì trừ chỗ thương lược, tiêu phàm nếu có thể đi ra khỏi nhà một bước mới là lạ. Cúp máy thôi thư ký điện thoại tiêu phàm đứng dậy hướng văn nhị thái gia cáo từ. Sư đệ, muốn đánh có nắm chắc chi cầm, không nên tùy tiện làm việc. Văn nhị thái ra rất ngưng trọng phân phó nói. Ừm, um, ta biết, tiêu phàm nhẹ gật đầu. Văn nhị thái ra ở nhà cấp 4, cách tiêu lão gia tử ở lại nhà cấp 4 cũng không xa, đại bôn quấn mấy vòng, gần 10 phút liền đến. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tân lâm lưu trong xe. Đối với tiêu gia trưởng bối mà nói, tân lâm là không tồn tại, hiện tại toàn bộ lão tiêu nhà, biết được tân lâm tồn tại, chỉ có tiêu thiên. Tiêu phàm chậm rãi đi hướng na tòa nhà cổ lão mà quen thuộc nhà cấp 4. Tại Khánh Nam dưỡng thương nửa năm, khỏi bệnh hồi kinh về sau, tiêu phàm ngược lại là thường xuyên sang đây xem nhìn lão gia tử. Mặc dù nghịch thiên cải mệnh không có hoàn toàn thành công, thất bại trong gang tất cản khôn đại hoàn đan hay là lên tác dụng nhất định, tiểu đã qua một năm, lão gia tử tình trạng cơ thể coi như không tệ. Bất quá tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được, tướng đối vừa mới xuất viện kia một trận, lão gia tử tinh khí thần tự nhiên phải kém hơn một chút. Dù sao đối với thân thể 10 tuổi điệt mạo lão nhân mà nói, cái này hiển nhiên giả dạ yếu quy luật luôn luôn không thể tránh né, mỗi nhiều sống một ngày đều là rất đáng gờm. Bất quá hôm nay nhà cấp 4 bầu không khí lại có chút túc sát. Tự nhiên, cũng chỉ có tiêu phàm dạng này có cực kỳ nhạy cảm giác quan thứ sáu thuật sư mới có thể cảm ứng được. Tiêu trạm đã trước hắn một bước đến, bồi tiếp lão gia tử ngồi tại trong xương phòng, Lão gia tử sắc mặt cũng là coi như bình thản, Tiêu Trạm sắc thực sụ mặt, thần sắc rất là không vui. Trước đó không lâu, này bên trên đã tự mình tìm hắn từng đàm thoại, dựa theo lúc trước nghị định, hắn sắp bàn giao việc quan bộ trưởng chức vụ, đảm nhiệm nào đó bớt bí thư tỉnh ủy. Ai ngờ tại cái này ngay miệng, lại có người hướng hắn báo cáo, Đông đảo quốc phần tử khủng bố, chỉ mặt gọi tên muốn con của hắn đi Đông đảo quốc cứu người. Cái gì loạn thất bát tao? Đối với Tiêu Trạm mà nói, tin tức này quả thực không hiểu thấu. Tiêu phàm làm sao liền cùng đông đảo quốc phần tử khủng bố dính líu quan hệ rồi. Tông giáo cục cùng đông đảo quốc ở giữa, cơ vốn là không có gì hỗ động, đông đảo quốc phần tử khủng bố làm sao để mắt tới tiêu phàm. Loại sự tình này đến cùng là thế nào phát sinh, nhưng hướng tiêu ra thông báo tình huống này, chính là an toàn bộ môn tổng cảnh giám, thân phận địa vị cùng tiêu Trạm tương đương, tin tức chân thực họ không thể nghi ngờ vững như vậy nặng như núi một vị chính tỉnh bộ cấp thực quyền lãnh đạo, sao có thể có thể cầm chuyện như vậy cùng tiêu chạm nói đùa. Tiêu chạm bản thân cũng là uy nghiêm nặng nề, nghiêm túc thận trọng họ tử. Thôi thư ký tựa hồ cũng biết sự tình không thể coi thường, cho tiêu chạm châm một chén nước trà, liền thối lui đến cửa xương phòng miệng chờ. Trương y tá cũng lui ra ngoài, trên thực tế khoảng thời gian này đến nay, lão gia tử không có cái gì thói xấu lớn, trương y tá lượng công việc so sánh với trước kia hàng không ít, mắt thấy tiêu phàm đi tới, thôi thư ký vội vàng nghinh đón tiếp lấy, nhẹ giọng nói tiêu trưởng phòng, đến rồi. Ai nha, chuyện này làm sao làm? Lão gia tử nghe tới báo cáo về sau, phát lớn tính tình, thanh chén trà đều quẳng. Tiêu phàm cũng lấy làm kinh hãi. Lão gia tử họ cách, một mực là lấy không màng danh lợi chứ danh, coi như trước kia tại trước sân khấu thời điểm, cũng rất ít nổi giận, lần này thế mà quảng chén trà, bởi vậy có thể thấy được lão gia tử thái độ đối với chuyện này. Tiêu Phàm, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, trong phòng đã vang lên lão gia tử kêu gọi. Xem ra lão gia tử một mực đều chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, chuyện này đối với lão gia tử mà nói, thực tế không thể coi thường, thậm chí xa xa so những cái được gọi là quốc tế đại sự quốc gia đại sự còn trọng yếu hơn được nhiều. Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm cũng là cháu của hắn, huống chi, bây giờ Tiêu Phàm cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia bị người chế giễu người xuất ra, tại lão gia tử trong suy nghĩ Tiêu phàm ẩn ẩn thành đại gia tộc nhân tài mới nổi, lão tiêu nhà tương lai trụ cột. Thôi thư ký liền chăm chú cùng tiêu phàm bắt tay, cái gì đều không nói thêm lời, bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến vào xương phòng. Ra ra, cha, nhìn qua, lão ra tử khí sắc coi như bình thản, bất quá nhãn thần sắc bén như đao, thẳng tắp quét tới. Tiêu chạm nhưng liền không có như vậy bình thản, hư một tiếng, trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra. Người giải thích rõ ràng, tiêu phàm cười cười, nói cha Từng bộ trưởng làm sao cùng ngài thông báo tình huống, chính là như vậy chuyện." Tiêu Trạm vùng tay lên, thần sắc càng thêm phẫn nộ không đúng. "Thứ nhất, cái kia Trần Dương, đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta làm sao không biết ngươi đàm cái bạn gái? Thứ hai, vì cái gì kia Đông đảo phần tử khủng bố sẽ chỉ mặt gọi tên cho ngươi đi qua?" Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói cha, Trần Dương cùng ta đúng là bằng hữu quan hệ, bất quá còn chưa nói tới là nam nữ bằng hữu. Ta cùng nàng ở giữa có một ít cái khác lui tới. Cái gì cái khác lui tới? Tiêu Trạm Sinh họ nghiêm cẩn, dạng này lập lờ nước đôi lời nói, nhưng ứng phó không được hắn. Nhất là tại như thế quan trọng trước mắt, Tiêu Trạm càng là một câu đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm hơi hơi dừng lại, mới lên tiếng, cùng loại quan hệ thầy trò, ta truyền thụ một chút nội công phương pháp cho nàng. Tiêu Trạm liền choáng một chút, cứ việc được chứng kiến Tiêu Phàm một chút thần kỳ pháp thuật, nhưng ở Tiêu Trạm tư duy bên trong, cái gọi là nội công thật đúng là cái cổ quái kỳ lạ danh từ chỉ có tại một chút hoàn toàn không đáng tin cậy văn nghệ tác phẩm bên trong xuất hiện qua một chút chính búa công văn bên trong cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái từ ngữ này nhưng mà muốn tiêu chạm đem nội công cùng con trai mình liên hệ đến cùng một chỗ vẫn là tương đối khó khăn vậy vậy cái đông đảo phần tử khủng bố đâu gọi liếu sinh hùng một đi hắn lại là chuyện gì xảy ra ân ngươi ngồi xuống trước ngồi xuống nói lúc này mở miệng lại là tiêu lão gia tử ngữ khí có chút ôn hòa. Vâng, tạ ơn ra ra, tiêu phàm theo lời tại một bên ngồi xuống, tướng mạo lão ra tử cùng tiêu chạm. Cái này liễu sinh hùng một, nghiêm chỉnh mà nói, không phải phần tử khủng bố, thân phận chân thật của hắn, hẳn là đông đảo quốc nhân viên tình báo. Trần Dương bị hắn bắt cóc, đoán chừng cũng là đông đảo quốc cơ quan tình báo cao tầng quyết định. Về phần ta cùng liễu sinh hùng một ở giữa, quả thật có chút ân oán cá nhân. Trước đó không lâu, Liễu Sinh Hùng vừa đến qua chúng ta trong nước. Tiêu Phàm liền đem nhu đạo quán luận bàn sự tình thuyết minh sơ qua một chút. Đối lão gia tử cùng lão ba, hắn tạm thời chỉ có thể nói như vậy. Cũng không thể nói cho bọn hắn, hộ vệ của mình từng tại Dương Tây chấn sát rơi một cái đông đảo ninja, bởi vậy kết oán. Dạng này võ hiệp kịch bản, lão gia tử còn dễ nói, chỉ sợ tiêu chạm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liên vì chuyện này, tiêu Trạm có chút nửa tin nửa ngờ. Thật muốn như vậy, kia liễu sinh hùng một cũng không tránh khỏi quá thua không nổi bất quá tiêu chạm một mực nỗi lòng lo lắng cũng là buông ra hơn phân nửa chỉ cần là luận bàn tổng so phần tử khủng bố tốt hơn nhiều về phần trần dương sự tình tự nhiên do an toàn bộ môn đi giải quyết nhân viên đặc công tại hải ngoại bị bắt hoặc là bị bí mật giam tình huống diễn ra vô số kể đại đa số cuối cùng đều là lấy trao đổi phương thức đến giải quyết tiểu phàm người đến cùng muốn hướng chúng ta giấu giếm cái gì Lão gia tử nhìn qua hắn, thần sắc ôn hòa, hỏi lên lời nói lại hào nghiêm túc. Lão gia tử gì cùng dạng người, nếu rơi vào tay tiêu phàm như thế một phen liền hồ lộng qua, cũng không tránh khỏi quá khôi hài. Tiêu phàm thở dài, nói, ra ra, kỳ thật lần này Trần Dương là gặp vạ lây, cái kia đông đảo người liễu sinh hùng một là hướng về phía ta đến. Nếu như ta lần này không thanh vấn đề này giải quyết hết, chẳng những Trần Dương sẽ hy sinh vô ích, phiền phức vẫn như cũ vẫn còn, ta thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị. Đã sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy ta liền không có làm rùa đen rút đầu đạo lý. Quỷ tử ở trước mặt khiêu chiến ta, dù sao cũng phải cho hắn cái giáo huấn. Lão gia tử lập tức bắt đầu trầm mặc, tiêu chạm lông mày lại càng nhau càng chặt. Ngươi đi đi, chốc lát, lão gia tử chậm rãi nói. An toàn bộ môn bên kia, ta sẽ đốc xúc bọn hắn, để bọn hắn làm cho ngươi tốt chi viện làm việc. Ba ba, tiêu chạm giật nảy cả mình, kêu lên, lão gia tử khoát tay áo, nói, giải phóng, nam tử hán đại trượng phu, phải có đảm đương. Nếu là chính mình sự tình, liền muốn tự mình giải quyết, không có hy sinh người ta khuê nữ đạo lý. Tiêu trạm lập tức nghẹn lời, tiêu phàm đứng dậy, thật sâu cho lão gia tử bái. mươi 365, gia chủ. Mùa còn tại tháng 7, hoa hạ thủ đô chính là nóng bức khó chịu, nhưng máy bay tại bắc ruộng sân bay hạ xuống, tiêu phàm đi ra cabin, lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh phương bắc đảo là đông đảo quốc tận cùng phía bắc đại đảo vĩ độ rất cao tiêu phàm không phải từ thủ đô sân bay thẳng bay tới bắc ruộng là phương bắc đảo lớn nhất thành thị một trong có bay thẳng châu á thủ đô chuyến bay nhưng tiêu phàm không có ngồi thẳng bay chuyến bay bởi như vậy hành tung của hắn liền rất dễ dàng bị nắm giữ hắn từ thủ đô sân bay cất cánh nửa đường tại đông đảo quốc thủ đô dừng lại một buổi tối sau đó lại từ đông đảo quốc thủ đô ngồi máy bay, bay hướng bắc ruộng thành phố. Vì thận trọng lý do, tiêu phàm rời kinh thời điểm, dùng tiêu một nhóm danh tự cùng thẻ căn cước, còn có hộ chiếu. Tiêu một nhóm cái tên này cùng tiêu phàm cái tên này đồng dạng, có trọn vẹn hữu hiệu giấy chứng nhận. Tiêu phàm mặc dù đầy đủ điệu thấp, nhưng mà hay là có rất nhiều người biết tiêu phàm là tông giáo cục phó sử cấp cán bộ, nhưng là biết tiêu một nhóm người cũng rất ít. Ngay cả hai ván người cũng không biết hắn là khi nào rời đi thủ đô, tiêu phàm không có cùng bọn hắn chào hỏi. Cũng không phải tiêu phàm không tin được hai ván đồng chí, mấu chốt Trần Dương An Nguy nhất định phải đặt ở vị thứ nhất đến suy tính, tiêu phàm không có ý định vừa lên đến liền đi dò xét liễu sinh hùng một là không có thể thủ vững danh giới cuối cùng. Vạn nhất cái này quỷ tử nói được thì làm được, tiêu phàm bên này nhiều tới một người, hắn lập tức liền đối Trần Dương hạ độc thủ, coi như phiền phức. Mà lại căn cứ tiêu phàm phân tích của bọn hắn, Liễu Sinh Hùng một có rất lớn có thể là đông đảo quốc nhân viên tình báo. Tình chỉ cơ quan ở giữa tương hỗ phái ra gián điệp cùng hoạt động gián điệp là chuyện thường xảy ra, an toàn bộ hai ván giữ bí mật hệ thống cũng không phải tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tiêu phàm mặc dù đầy đủ tự tin, lại không tự đại. Nên cẩn thận thời điểm, hắn so bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Ứng ừ Liễu Sinh Hùng một yêu cầu, hắn là lẻ loi một mình đến đây bắt ruộng, không có bất kỳ người nào tùy hành, thậm chí Tân Lâm đều không ở bên cạnh hắn may mà tiêu phàm đông đảo ngữ còn miễn cưỡng không có trở ngại cứ việc không giống liễu sinh hùng một như thế là hoa hạ thông tiêu chuẩn bình thường nói thường sẽ lời nói hay là không thành vấn đề nếu không thật đúng là khá là phiền toái liễu sinh hùng một yêu cầu tiêu phàm trong vòng ba ngày đuổi tới bắc ruộng tiêu phàm sớm một ngày ngược lại là có thể thong dong làm việc trước giàn xếp lại tiêu phàm ở tại một nhà gọi phản ruộng khách sạn quy mô không nhỏ công trình cũng không có trở ngại sở dĩ lựa chọn khách sạn này bởi vì phản ruộng khách sạn là ngoại giao khách sạn, hòa nói bên trong tiếp đãi đa số đều là châu Á khách nhân. Từ khi dần dần giàu có về sau, rất nhiều người nước hoa thích đến đông đảo quốc du lịch, phương Bắc đảo là đông đảo quốc du lịch thắng địa một trong, hoang vắng, rất nhiều nơi đều bảo lưu lấy thiên nhiên nguyên trạng. Phản ruộng khách sạn là mấy nhà quy mô rất lớn châu Á công ty du lịch xác định vị trí khách sạn. Phương Bắc đảo nổi danh nhất chính là cảnh tuyết, bây giờ chính là mùa hè, không có cảnh tuyết có thể nhìn, đến đây phương Bắc đảo du lịch du khách tương đối ít, phản ruộng khách sạn sinh ý tương đối thanh đạc, bất quá vẫn là có hai cái cỡ nhỏ du lịch đoàn tại phản ruộng khách sạn ngủ lại. Nếu như Liễu Sinh Hùng một con là phổ thông bọn cướp, tiêu phàm không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, chung quy bác ruộng cũng không phải quá tiểu nhân thành thị, một người ngoại quốc vì tiện ở tại cái nào khách sạn, bọn cướp còn có thể ngay lập tức biết được. Nhưng Liễu Sinh Hùng một rõ ràng cùng khác bọn cướp không giống, người này chẳng những là tình trị người viên, gia tộc hoặc là môn phái tại phương Bắc đảo thế lực đoán chừng cũng phi thường khó lường. Tiêu phàm vừa bước lên bắc ruộng thổ địa, chẳng khác nào bước vào ổ sói hang hổ, tứ phía thụ địch. Tiêu phàm tại phản ruộng khách sạn vào ở chính là xa hoa phòng xếp. Cũng không phải tiêu chân nhân thích sĩ diện, mấu chốt ở chỗ xa hoa phòng xếp đủ rất rộng rãi, có khá lớn hoạt động không gian. Một khi gặp được tình huống khẩn cấp, có thể xê dịch phải mở. Tiêu phàm vừa mới vào ở phản ruộng khách sạn không lâu, hắn gian phòng cách phách liền ở tiến vào tới một cái đông đảo nữ nhân, tên là Võ Cung Linh Tử, ước chừng trên dưới 30 tuổi, cách ăn mặc xinh đẹp, 10 điểm diễm lệ. Đông đảo khách sạn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đặc biệt sạch sẽ, trong phòng công trình rất nhân tính hóa. Tiêu phàm tự nhiên sẽ không đi chú ý những này, mới vừa vào cửa, cổ tay khẽ đảo, một kiện trắng noãn mai rùa liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, huyền vũ giáp làm vô cực môn bảo vật chấn giáo, không những ở bói toán phương diện có thần kỳ công hiệu, mà lại có nhất định dự cảnh công năng. Bắc ruộng thành phố đã thuộc về Liễu Sinh Hùng một đại bản doanh, tiêu phàm mặc dù khai thác nhất định giữ bí mật biện pháp, nhưng loại trình độ này giữ bí mật biện pháp đến cùng có thể có phần lớn hiệu quả, kia liền không nói được. Cân nhắc đến trong vòng 3 ngày nhất định phải lấy diện mục thật sự cùng Liễu Sinh Hùng vừa thấy mặt, tiêu phàm cũng không có sử dụng thuật dịch dung loại hình cải biến bề ngoài thủ đoạn. Không có cái kia tất yếu, ngược lại tự dưng bị liếu sinh hùng một khinh thường. Tiêu phàm tay cầm huyền vũ giáp, đang phòng xếp bên trong tuần sát một tuần, không có phát hiện dị thường, trong lòng thoảng qua bình yên mấy phân. Liên ở thời điểm này, trên vách tường vang lên nhẹ nhàng đánh thanh âm, không hay xảy ra, rất có quy luật, liên tiếp gõ ba lần. Tiêu phàm hiểu ý cười một tiếng, cũng ở trên vách tường gõ không hay xảy ra hồi âm. Tân lâm đã đến, liền ở tại cách vách của hắn. Bất quá, nếu như Tân Lâm không nói cho hắn chính mình là võ cung linh tử, lấy thất diệu cung thuật dịch dung chi tinh diệu, dù coi như đối diện gặp lại, tiêu phàm cũng muốn thoảng qua chố mắt một chút, mới có thể nương tựa theo nhạy cảm dị thường giác quan thứ sáu đem dịch dung giả dạng về sau Tân Lâm nhận ra. Bắc Xuộng là một cái thành phố cổ xưa, có thật nhiều bảo tồn hoàn hảo cổ kiến trúc. Góc đông bắc liễu sinh trang viên chính là nó một, tại Bắc Xuộng thành phố, Yagyu gia tộc tộc là truyền thừa gia tộc cổ xưa nhất, Yagyu gia tộc tộc tại Bắc ruộng thanh danh chi lớn, là gia tộc khác hoàn toàn so gia kém. Yagyu gia tộc tộc chẳng những tài hùng thế lớn, mà lại tinh thông kiếm thuật nhu đạo cùng cổ lão thuật pháp, phổ thông Bắc ruộng thị dân đối góc đông bắc kia một mảnh liên miên bất tuyệt cổ lão trang viên lại kính vừa sợ, bình thường không dám đến gần. Liễu sinh trang viên gian nào đó tràn đầy nét cổ xưa mà 10 điểm tinh xảo bên trong phòng tiếp khách, liễu sinh hùng một tại tatami bên trên ngồi xếp bằng, một thân màu đen kimono, hai mắt khép hờ, một thanh đen nhánh mang vỏ kiếm đao trường kiếm đặt tại tay phải bên cạnh dưới tay của hắn khoanh chân ngồi một tên mặc màu lam nhạt màu trắng nát hoa kimono cô gái trẻ tuổi thân thể có chút uốn lượn đối liễu sinh hùng một duy trì kính cẩn lễ tiết đăng một tiếng vang nhỏ nguyên bản yên tĩnh đến cực điểm cửa phòng bỗng nhiên nhiều một đầu bóng đen mặc màu đen bó sát người y phục dạ hành vác trên lưng lấy trường kiếm quỳ một chân trên đất gia chủ nói đi liễu sinh hùng một lạnh nhạt nói vâng áo đen ninja khẽ khom người, khởi bẩm gia chủ, tiêu phàm đã đến. Ở tại, phản ruộng khách sạn, thứ tam tam không số 6 xa hoa phòng, đăng ký tên gọi tiêu một nhóm, chi người kia, 27 tuổi. Liễu sinh hùng một mỉm cười, nói, động tác ngược lại là rất nhanh chóng. Một mình hắn đến sao? Trước mắt đến xem, là như vậy, không có người nào cùng hắn đồng hành. Cách phách của hắn, ở là một cái đông đảo nữ nhân, tên là Võ Cung Linh Tử, 31 tuổi, kinh đô người, thân phận là một nhà tạp chí xã chụp ảnh phóng viên, chúng ta xác minh qua, cái thân phận này là chân thật. Ồ, kinh đô người, tạp chí xã chụp ảnh phóng viên, liễu sinh hùng một liền cười lên, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười. Áo đen ninja vội vàng nói, nhà chủ yếu là đối với nữ nhân này có hoài nghi lời nói, chúng ta lập tức lại tiến hành điều tra. Liễu sinh hùng nói chuyện nói, ta cũng không thể khẳng định nữ nhân này liền tương đối khả nghi, nhưng loại thời điểm này, xuất hiện tại tiêu phàm bên người bất luận kẻ nào, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều phải cẩn thận để ý. Gia tộc của người này, tại chi thế lực đó chi lớn, là các người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Mặc dù tại tạo uy hiếp phía dưới, hắn là một thân một mình đến bác ruộng. Nhưng tất cả đây hết thảy, khẳng định đều chỉ là biểu tượng, châu Á cơ quan tình báo những người kia, là tuyệt đối sẽ không thật để hắn lẻ loi một mình đến đây mạo hiểm, bên cạnh hắn đến cùng ẩn giấu đi người nào, chúng ta bây giờ còn không biết. Bởi vậy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Áo đen ninja trần chờ một chút, không người nói, gia chủ, Cát dây leo cho rằng, mặc kệ cái này chi người kia tại chi kia là cỡ nào ghê gớm, nhưng bây giờ hắn đến bác ruộng. Bác ruộng là chúng ta Yagyu gia tộc tộc địa bàn, hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thật sao, cát dây leo quân thật cho rằng như vậy, liễu sinh hùng một không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía phía dưới quỳ một gối xuống lấy áo đen ninja ngữ khí mang theo ba phân mỉa mai chi ý áo đen ninja cao giọng nói đúng vậy gia chủ cát dây leo liền cho là như vậy nhà tây đã như vậy cát dây leo quân cứ dựa theo kế hoạch đã định làm việc ai áo đen ninja lần nữa khẽ khom người thấy liễu sinh hùng một không có phân phó gì khác bóng người lóe lên thoáng qua ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa mắt thấy áo đen ninja biến mất tại cửa ra vào màu lam nhạt kimono nữ tử rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, gia chủ, nếu như cái kia tiêu phàm thật sự có ngài nói lợi hại như vậy, cắt dây leo quân dựa theo kế hoạch đã định làm việc, tỷ lệ thành công thật không cao. Liễu sinh hùng nhìn một cái nàng một chút, thân sắc trở nên 10 điểm ôn hòa, mỉm cười nói, thu tử, ngươi là đang chất vấn ta tại sao phải để gia tộc vệ sĩ đi không công chịu chết a? Màu lam nhạt kimono nữ tử vội vàng khẽ không người, nói thu tử không dám. Chính là cảm thấy, không cần thiết làm hy sinh vô vị, chúng ta có thể có cái khác lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn, liễu sinh Hùng nhất trọng phục một câu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Thu tử, người biết lúc trước Hùng Hai đi chi kia, ta vì cái gì không có ngăn cản hắn A. Bởi vì Hùng Hai quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ta hy vọng hắn đi chi kia, có thể tốt tốt mở mang kiến thức một chút, nhận thức đến thiếu sót của mình. Nhưng là ta không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất đi chi kia liền gặp cao thủ mạnh nhất. Đây là vận khí của hắn không tốt. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Yagyu gia tộc tộc các tinh anh, trải qua mấy lần thực chiến. Tất cả mọi người là mù quáng tự tin, mù quáng lạc quan, thậm chí bao gồm chính ta ở bên trong. Thẳng đến, ta cũng tại chi kia gặp cái này tiêu phàm. Thu tử, người biết không, hắn tay không tất sắt phá mất ta một đao chảm. Tay không tất sắt, thu tử giật nảy cả mình, nghẹn ngào kêu lên. Nàng chỉ nghe Liễu Sinh Hùng nói chuyện qua tiêu phàm rất lợi hại, nhưng lại không biết cái kia chi người kia thế mà tay không tắc sắt phá mất Liễu Sinh Hùng một một đao chảm. Làm gia chủ cận vệ, thủ tử rất rõ ràng Liễu Sinh Hùng một toàn lực thi triển một đao chảm lúc là uy thế cỡ nào. Tay không phá mất một đao chảm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. chương 366, Bọ Ngựa Bắt Phe Đúng vậy, chính là tay không tất sắt, cho nên, để cắt dây leo bọn hắn dây vào nếm mùi thất bại cũng tốt để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì là cao thủ chân chính. Ngẫu nhiên ăn đánh bại, đối với chúng ta Yagyu gia tộc tộc phát triển sau này, không có gì chỗ xấu. Liễu sinh hùng dừng một chút chậm nói, ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Thế nhưng là, gia chủ, hiện tại là vũ khí nóng thời đại. Thu tử vẫn còn có chút nghi hoặc, tại Bắc ruộng Yagyu gia tộc tộc một mực là đệ nhất đại gia tộc, tại giới chính trị, giới kinh doanh cùng giới võ thuật, đều có được cực lớn thế lực nhưng là theo thời đại tiến bộ, Yagyu gia tộc tộc thu hoạch được tôn kính phương thức cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Bây giờ Yagyu gia tộc tộc tại Bắc ruộng thậm chí tại toàn bộ phương Bắc đảo Thanh Thế, chủ yếu là dựa vào hùng hậu chính giới kinh doanh tài nguyên đến thu hoạch, giới võ thuật thế lực đã kinh biến đến mức không phải như vậy quan trọng. Mà tại vũ khí lạnh thời đại, Yagyu gia tộc, tộc tộc tinh anh võ sĩ là một cỗ bất luận cái gì thượng vị giả cũng không dám sơ sót cự thế lực lớn. Vũ khí nóng thời đại, thu tử, người cho rằng tại vũ khí nóng thời đại, vũ khí lạnh liền không có tác dụng rồi sao? Mặc kệ là vũ khí gì, luôn luôn muốn từ người đi thảo khống. Cầm kiếm tay chân tay máy định, dạng này kiếm khách chính là vô dụng, đồng dạng đạo lý, nắm súng tay chân tay máy định, dạng này chiến sĩ cũng là không dùng được. Quyết định chiến tranh thắng bại yếu tố mấu chốt, mãi mãi cũng là người, không phải vũ khí. Tỷ như đối phó cái này tiêu phàm, người cho rằng có thể dùng máy bay đại pháo đem phản điền khách sạn tạc bằng A. Thu tử thấp giọng nói, máy bay đại pháo không thực tế, nhưng là ngắm bắn bước súng có thể cân nhắc. Tại Yagyu gia tộc tộc, thu tử ước chừng là duy nhất có thể cùng Liễu Sinh Hùng một nói thêm mấy câu hạ nhân. Ngắm bắn, Liễu Sinh Hùng một đôi lông mày có chút nhân lại, nhưng không có vội vã nói chuyện. Căn cứ bên kia đạt được tin tức, bọn hắn từng làm qua phương diện này nếm thử. Liễu Sinh Hùng một cũng thừa nhận, cao tư cái kia nói tai man người, là gần đây quật khởi nhanh nhất độc hành thương thủ liễu sinh hùng nghiên cứu một chút quá cao tư tư liệu cảm thấy cái này nói tai man người đối với súng ống sử dụng có vượt mức bình thường một tính dĩ vãng hành động cho tới bây giờ chưa từng bị thua thẳng đến hắn gặp gỡ tiêu phàm nhưng là đối với cao tư chết bên kia cho tin tức để liễu sinh hùng vừa có chút mê hoặc nghe nói cao tư là chết tại một loại nào đó động vật lợi chảo phía dưới căn cứ vết chảo đến phân tích loại kia động vật có thể là mèo mà lại cao tư trước khi chết thậm chí ngay cả một súng cũng không kịp mở Vô luận là chuôi này ba lôi đặc biệt 50 trọng hình ngắm bắn bước súng hay là cao tư tùy thân mang theo dùng phòng thân hai chi đột nhiên lãng thả tay súng, ổ đạn đều là đầy, một súng chưa thả. Một tên độc hành sát thủ, mất mạng tại miêu trảo phía dưới, điểm này để liễu sinh hùng một nửa tin nửa ngờ. Mèo loại động vật này, lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi. Liễu sinh hùng một đôi cự ly xa ngắm bắn trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng những người khác hiển nhiên không nghĩ như vậy ngay tại áo đen ninja cắt dây leo rời đi liễu sinh trang viên không lâu liễu sinh trang viên phía đông trên sườn núi trong rừng rậm nhô ra hai chi kính viễn vọng một chi kính viễn vọng là song ống còn có một chi thì là phối tại hạng nặng ngắm bắn bước súng phía trên tia hồng ngoại ống nhắm liễu sinh trang viên tại thành thị góc đông bắc phía đông là một tòa núi nhỏ rừng cây rậm rạp lại ra bên ngoài chính là vùng ngoại thành phía tây thì là một mảnh nhà cao tầng leo lên phía đông núi nhỏ liễu sinh trang viên toàn cảnh liền thu hết vào mắt. Đàm Hiên hai tay giơ bội số lớn quân dụng kính viễn vọng, tỉ mỉ quan sát lấy chân núi liễu sinh trang viên. Thời khắc này Đàm Hiên cũng không tiếp tục là trong nước bộ kia đoan trang lộng lẫy, dáng vẻ muôn vàn quý phụ nhân cách ăn mặc, mà là màu đen quần áo bó, ngay cả nhu thuận mái tóc đều lấy màu đen khăn lụa bao vây lại. Màu đen bóp ra khắc đưa nàng yểu điệu tư thái rất tốt che lấp. Bên người nàng là một lùm thấp bé bụi cây, trong bụi cỏ, nhô ra một chi đen ngòm hạng nặng ngắm bắn họng súng trường. Thương thủ là một tên khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, đang cùng đàm hiên đồng dạng, xuyên thấu qua ngắm bắn súng ống nhắm nghiêm túc quan sát đến liễu sinh trang viên tình hình. Đàm tỷ, cái này chim trang viên đủ lớn, chỉ chốc lát, tay bắn tỉa ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy thanh sầm sầm dâu ria gốc dạ, vậy mà là an toàn bộ hai ván phó cục trưởng Phương Trọng Minh, từ hắn nhìn về phía đàm hiên ánh mắt có thể nhìn ra được, Hắn đối Đàm Hiên là lại kính vừa sợ An toàn bộ hai ván phó cục trưởng Dù coi như ở trong nước tình trị cơ quan bên trong Phương Trọng Minh cũng muốn xem như có phần có phân lượng đại đầu mục Ai ngờ lại tự mình đuổi tới bác ruộng Ở đây sung làm thương thủ Thậm chí còn không là người chịu trách nhiệm Chỉ là một tên tùy tùng Đàm Hiên không có để ống nhòm xuống Tiếp tục quan chắc Lạnh lùng nói Yagyu gia tộc tộc tại bác ruộng thế lực lớn bao nhiêu Người lại không phải không rõ ràng trang viên này là nơi ở của bọn hắn. Thế nhưng là như thế lớn trang viên, ta hiện tại vị trí, rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Phương Trọng Minh ăn ngay nói thật, mặc dù toàn bộ trang viên đều tại ngắm bắn bước súng tầm bắn bao trùm bên trong, thế nhưng trang viên thực tế quá lớn, chỗ xa nhất khoảng cách Phương Trọng Minh ẩn núp chỗ bắn lén đưa cơ hồ vượt qua 1.000 mét. Chỉ dựa vào một mình hắn một chi súng cung cấp hỏa lực chi viện, dù coi như là tại ban ngày hành động, cũng là còn thiếu rất nhiều. Nếu như ở buổi tối hành động, dựa vào tia hồng ngoại nhắm chuẩn nghi vậy thì càng thêm phản ứng không kịp cuống hồ lần hành động này mục tiêu không phải đánh tan yagyu gia tộc tộc phòng thủ mà là cứu người đối với hỏa lực chi viện yêu cầu liền cao hơn đây là đang đông đảo quốc bên trong tại yagyu gia tộc tộc hang ổ hành động nhất định phải cam đoan một lần thành công một khi thất thủ bọn hắn sẽ không còn có cơ hội thứ hai thậm chí tham dự cứu viện những chiến hữu này phải chăng có thể toàn thân trở ra đều rất khó nói hành động lần này nhưng không có lấy được đông đảo quốc quan phương cho phép lại càng không cần phải nói hợp tác xuyên thấu qua ngoại giao con đường đến đàm phán chuyện như vậy thủ tục chi dườm già hiệu suất thấp dưới quả thực không cùng luân so thật đợi đến đông đảo quốc quan phương cho ra chính thức trả lời chắc chắn chỉ sợ trần dương đều gặp bất chắc thật lâu đàm hiên ái nữ sốt ruột quả quyết sẽ không cho phép loại tình hình này phát sinh bởi vì là bí mật hành động không có đạt được đông đảo quốc quan phương cho phép Thời gian lại 10 điểm khẩn trương, vội vàng ở giữa, chỉ tới kịp tạo thành một chi nho nhỏ đội ngũ cứu viện. Đương nhiên, đều là tình chỉ cơ quan tinh anh, nhất là an toàn hai ván, càng là tinh nhuệ ra hết. Ngay cả Phương Trọng Minh vị này phó cục trưởng, đều tự mình xung làm tay bắn tỉa. Đàm Hiên lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ là trước tìm hiểu một chút trang viên chỉnh thể kết cấu, chưa hề nói muốn lập tức hành động. Ừm, bây giờ mấu chốt là phải biết Trần Dương vị trí cụ thể. Đàm Tỷ Thật không biết liễu sinh hùng một là thế nào cùng tiêu phàm kết oán. Phương Trọng Minh nghi ngờ nói. Cho tới bây giờ, Phương Trọng Minh hay là như rơi vào sương mù dày đặc. Có vẻ như đông đảo quốc Yagyu gia tộc tộc, cùng châu Á tiêu gia tám gậy tre đều kéo không lên quan hệ. Làm sao liễu sinh hùng một liền tất muốn đẩy tiêu phàm vào chỗ chết cho thống khoái đâu. Bao lớn thù A, còn liên lụy Trần Dương gặp vạ lây. Đàm Hiên không có trả lời hắn vấn đề này, hỏi ngược lại Trọng Minh tiêu phàm đã đến đi. Đã đến, hắn mặc dù không có chủ động cùng chúng ta liên hệ, nhưng hành tung của hắn chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Nói đến đây, Phương Trọng Minh liền nở nụ cười, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Cái này tiêu đại thiếu, còn cho là mình cỡ nào thần không biết quỷ không hay đâu. Thay cái thẻ căn cước cùng hộ chiếu đăng ký, liền có thể giấu giếm được an toàn bộ môn, khi an toàn bộ môn đồng chí đều là bất tài sao. Bất quá nói thật, Phương Trọng Minh ngược lại là tương đối bội phục tiêu phàm can đảm, vậy mà thật cứ như vậy lẻ loi một mình đến đây bắc ruộng thành phố. Người tuổi trẻ bây giờ a à, vì tình yêu, thật đúng là cái gì còn không sợ đâu. Tốt, tùy thời giám sát bọn hắn tình huống bên kia. Cùng tiêu phàm thanh bên này chủ lực đi hấp dẫn tới, chúng ta liền hành động. Đàm Hiên tỉnh táo nói, tùy thời giám sát khách sạn tình huống không có vấn đề, chúng ta sớm đã làm an bài. Bất quá, cùng tiêu phàm thanh bên này chủ lực đều hấp dẫn tới đàm tỷ người cảm thấy cái này đáng tin cậy a à. phương trọng minh tê tê nói tựa hồ có chút đau răng phản điền khách sạn bên kia đã sớm an bài nội ứng đi vào cái này phản điền khách sạn đại đa số thời điểm làm chính là châu á du khách sinh ý sớm đã gây nên cơ quan tình báo coi trọng tại khách sạn xếp vào cái tuyến nhân bất quá là một bữa ăn sáng thôi để cho an toàn gần nhất vào ở phản điền khách sạn lữ hành đoàn bên trong cũng xếp vào an toàn bộ môn nhân thủ. Lần này đột phát sự kiện, đem an toàn bộ môn đầu đầu não não nhóm đều đánh cho trở tay không kịp, làm cái người ngã ngựa đổ. Trần Dương muốn cứu ra, tiêu phạm an nguy cũng không thể phất lờ. Thậm chí tại an toàn bộ môn thủ trưởng trong lòng, tiêu phạm an nguy xa xa nặng tại Trần Dương an nguy. Nếu như không phải tiêu phạm kiên trì muốn đi trước bắc ruộng, an toàn bộ môn là tuyệt sẽ không chủ động sách loại yêu cầu này. Khuya ngày hôm trước, Tiêu lão gia tử tự mình cho phân công quản lý tình trị cơ quan một vị nào đó quân đội cự đầu gọi điện thoại. Lão gia tử lời nói nói đến rất là khiêm tốn, biểu thị ủng hộ cháu mình vì nước xuất lực, quốc gia an nguy, người người đều có trách nhiệm nha. Bất quá lão gia tử cũng cho thấy, Tiêu Phàm dù sao không phải chuyên nghiệp nhân viên đặc công, đấu tranh kinh nghiệm có khiếm khuyết, hy vọng an toàn cơ quan có thể nhiều hơn phối hợp hắn. Đã Tiêu lão gia tử tự mình gọi điện thoại chú ý chuyện này, mặc kệ hắn như thế nào tỏ thái độ đối toàn bộ an toàn bộ môn đều là một cái cự đại vô so áp lực. Tiêu phàm không phải chuyên nghiệp đặc công, không có hy sinh nghĩa vụ nha. Nghe Phương Trọng Minh lời nói, Đàm Hiên rốt cuộc buông xuống kính viễn vọng, quay đầu nhìn Phương Trọng Minh một chút, nói Trọng Minh, người không tin tiêu phàm. Phương Trọng Minh cười hắc hắc, nói cũng không là không tin hắn, chính là cảm thấy, chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Đàm Hiên lắc đầu, nói Trọng Minh, người sai, chúng ta hy vọng thật đúng là muốn ký thác ở trên người hắn nếu như tiêu phàm không thể đem trang viên chủ lực dẫn ra đơn dựa vào chúng ta mấy người này muốn đột phá trang viên phòng ngự cơ hồ là không thể nào người quá coi thường trang viên này đàm hiên song nghi chăm chú nhau trọng minh đừng bảo là trong trang viên vệ sĩ đông đảo cao thủ nhiều như mây coi như trang viên này bố cục nếu như không có tìm tới địa đồ muốn chuyển ra ngoài đều rất không dễ dàng có đúng không nhìn qua giống như cũng không có gì đặc biệt. Phương Trọng Minh lại ở trên cao nhìn xuống hướng trang viên nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Người từ trên nhìn xuống, đương nhiên không có gì đặc biệt. Chỗ đặc biệt, đều bị che lại, chờ người chân chính tiến vào trang viên, người liền biết lợi hại. Đàm Hiên lạnh nhạt nói, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. chương 367, Nữ Thích Khách Đối khách sạn xung quanh tình huống không quen, Tiêu Phàm không có ý định ra ngoài dùng cơm, liền trong phòng gọi một cái định ăn, cũng chính là đông đảo thức gói phục vụ. Phản điền khách sạn phục vụ phi thường chu đáo, điện thoại đánh qua về sau không có vài phút, chuông cửa liền bị theo vang. Mời tiến vào, Tiêu Phàm lấy đông đảo ngữ nói, cửa phòng vốn là hờ khép, không có đóng bên trên. Một tên mặc tinh mỹ kimono, trải lấy cao cao búi tóc, nùng trang diễm mà tuổi trẻ đông đảo nữ tử, hai tay dâng một cái làm bằng gỗ hộp cơm, đẩy cửa ra, cúi người chào thật sâu. Tiêu tiên sinh ngày tốt, ngài muốn định ăn đưa tới. Thanh âm thanh thúy, cũng là dễ nghe. Lấy tới đi, tiêu phàm nhẹ gật đầu. Trẻ tuổi đông đảo nữ hầu mặc màu trắng biết tất, một đường tiểu toái bộ, đem màu đỏ hộp cơm nâng đến trên khay trà phòng khách, đưa lưng về phía tiêu phàm, bao khỏa quá chặt chẽ cao cao mân mê, rất là. Bình thường lần đầu đến đông đảo du lịch độc thân nam nhân trẻ tuổi, nhìn thấy cái này tràn ngập dị tộc phong tình phù, đều sẽ có chút thất thần liền tại cái này thất thần nháy mắt, nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén vô so đoạn kiếm nhanh như thiểm điện hướng về tiêu phàm đâm tới, cái này ngay miệng, thậm chí kia nữ hầu đều không có hoàn toàn quay người, vẻn vẹn chỉ bằng một loại nào đó trực giác, chủy thủ trong tay liền chuẩn xác vô cùng đâm về tiêu phàm cái cổ. Vừa nhanh vừa chuẩn, tàn nhẫn 10 phần, một kiếm đâm ra về sau, kia đông đảo kimono nữ hầu mới mượn vận kiếm quen họ, đem thân thể xoay đi qua, đối mặt với tiêu phàm bôi chết lấy thật dày son phấn trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng mỉa mai chi ý trong mắt thì lóng lánh khát máu quang mang nữ nhân này chấp hành cùng loại nhiệm vụ đã không phải là lần đầu không có bất kỳ cái gì một lần thất thủ qua một kiếm đâm ra chính giữa yết hầu đối phương lập tức biến thành một bộ thi thể chưa từng có ngoại lệ chỉ là hôm nay muốn ám sát cái này người thực tế quá nhỏ yếu như vậy ôn tồn lễ độ nhã nhận thanh tú cùng dĩ vãng ám sát đối tượng hoàn toàn khác biệt nữ hầu thậm chí có một nháy mắt đều động lòng chắc ẩn, có chút không nỡ hạ thủ. Giết loại này tiểu bạch kiểm, thật không có ham muốn. Sau đó, nữ hầu hung lệ mắt tam giác bỗng nhiên mở thật lớn, lộ ra tuyệt đối không dám tin thần sắc, cầm kiếm tay phải phản xạ có điều kiện thức về sau dùng sức co lại, lưỡi kiếm lại trở nên như là cương kiêu thiết chú, một mực cố định tại tiêu phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, vô luận nàng sử xuất khí lực lớn đến đâu, đều giống như chuồn chuồn lay cột đá, dung chuyển không được mảy may. Cứ việc bôi dày một tầng dày son phấn, nữ hầu sắc mặt hay là nháy mắt đỏ bừng lên, tựa hồ nàng huyết dịch cả người đều trong phút chốc tập trung đến cổ bộ vị, trên cổ gân xanh từng cái từng cái tăng vọt mà lên, thần thái trở nên 10 điểm giữ tợn đáng sợ. Động tác thuần thục như vậy, xem ra giết qua không ít người đi. Tiêu phàm ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy chủy thủ của nàng, nhẹ nói, thần sắc nhàn nhạt. Nữ hầu đến cùng cũng là trải qua huấn luyện tinh anh thích khách, chố mắt cũng chỉ là nháy mắt sự tình, cơ hồ là lập tức liền lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, bay lên một cước, hướng về tiêu phàm đá vào, động tác vẫn như cũng nhanh chóng vô cùng, lại chuẩn lại hung ác. Bình thường sát thủ, đụng phải vừa rồi loại kia tình hình, bình thường đều là vô ý thức buông ra trùy thủ, lập tức lui lại, trước cầu tự vệ. Cái này nữ hầu lại phương pháp trái ngược, trực tiếp liền cho tiêu phàm đến một chiêu liêu âm thối, nó hung tàn bạo ngược, quả nhiên không hề tầm thường cử quỷ lưu huấn luyện tử sĩ, liền không có lâm chiến lui lại thuyết pháp này, vô luận nam nữ đều là giống nhau, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ liền nhất định phải phân thắng bại định sinh tử. Tiêu phàm một tiếng lạnh hư, trong mắt tinh quang lóe lên, kẹp lấy chủy thủ ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng đi lên vừa nhất, nữ hầu chỉ cảm thấy thủ đoạn kịch chấn, một cỗ không thể cùng kháng cự lực nhàn rỗi ở giữa đánh tới, rốt cuộc không cầm nổi, năm ngón tay buông lỏng, sáng như tuyết chủy thủ lập tức liền đến tiêu phàm trong tay sau đó, đùi phải xương ống chân một trận không có chút nào dự cảnh kịch liệt đau nhức. Nữ hầu kêu thảm một tiếng, cả người lập tức cách mặt đất bay lên, chân phải mắt cá chân bị tiêu phàm nắm trong tay, tựa như lớn giống như quạt gió, tại không trung chuyển một vòng, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm liên tiếp không ngừng mà truyền vào nữ hầu trong tay, hô một tiếng, gần trăm mười cân thân thể đằng vân giá vụ trùng điệp ngã tại trên sàn nhà. Thẳng đến lúc này, loại kia sâu tận xương tùy kịch liệt đau nhức mới đâm vào đến nữ hầu trong óc, há to miệng lại nửa điểm thanh âm đều tuyên bố ra bị tinh mỹ kimono bao vây lấy xinh đẹp tư thái giờ phút này tại mềm mại trên mặt thảm vặn vẹo thành một cái kỳ quái đến cực điểm hình dạng dưới tình huống bình thường liền xem như tạp kỹ diễn viên hoặc là nhu thuật vận động viên hai chân cũng không thể vặn vẹo thành như thế tư thế màu trắng hiển lộ ra đã bị nhiễm ẩm ướt một mảnh toàn bộ thân hình hoàn toàn không nhận mình khống chế nữ hầu nhận qua nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện căn cứ nàng vô so phong phú giết người kinh nghiệm, nàng hoàn toàn có thể phán đoán được đi ra, tiêu phàm vừa rồi kia vung mạnh, đã làm nàng toàn thân khớp nối toàn bộ vỡ nát. Cái mới nhìn qua này nhã nhận tú khí nam nhân, không có cho nàng lưu lại dù là một cây hoàn chỉnh xương cốt. Giết người giết tới loại tiêu chuẩn này, nữ hầu thật không biết hẳn là mắng to tiêu phàm vẫn là phải đầu dạp xuống đất, chỉ ít nàng coi như luyện thêm 100 năm, cũng tuyệt đối không đạt được dạng này cảnh giới. Người công tác chuẩn bị làm được quá không đúng chỗ, phản điền khách sạn tất cả phục vụ viên, cùng du khách ở giữa đều là dùng hán ngữ đối thoại. Mà lại người sát khí trên người quá nặng, tiêu phàm liếc qua vặn vẹo thành cổ quái hình dạng nữ sát thủ, lạnh nhạt nói. Nữ hầu một câu đều nói không nên lời, cái này hoa hạ nam tử, giết lên người đến so với bọn hắn cử quỷ lưu thích khách ác hơn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không có cấp nàng lưu hạ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tại nữ thích khách ý thức triệt để mơ hồ trước đó, nàng kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chậm rãi tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, đem chủy thủ đặt ở một bên, cầm qua cái kia hộp cơm mở ra, bắt đầu dùng cơm. Lúc này hắn thế mà còn có thể nuốt trôi cơm, mà lại là ăn nàng đưa tới xử lý, động tác không chút hoang mang, đâu vào đấy. Đây là người nào a? À? Sớm biết đời này sẽ đụng tới nam nhân như vậy, có lẽ ta liền sẽ không hướng ra chủ tuyên thể hiệu chung, ta sẽ hướng cái này cái nam nhân tuyên thể hiệu chung. Đây là nữ thích khách cuối cùng lóe qua bộ não suy nghĩ, lập tức liền lớn chừng mắt hai mắt, rơi vào vô biên đen trong bóng tối. Tiêu phàm từ từ ăn lấy đông đảo định ăn, bộ này bữa ăn 10 điểm thanh đạm, cũng là phi thường phù hợp tiêu phàm khẩu vị. Theo tu vi dần dần tinh thâm, tiêu phàm gần đây lại dần dần tiến triển đến nửa tích cốc trạng thái, hòa nói bên trong chủ yếu là dùng ăn một chút ích khí bổ bên trong dược vật cùng thực phẩm thiên nhiên. Bất quá lần này đến đông đảo tình huống không giống bình thường, tiêu phàm nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực, nhất định dinh dưỡng bổ sung là nhất định định ăn bên trong là không thêm cái khác gia vị, tiêu phàm vẫn có thể phân biệt ra được. Bất quá cái này định ăn, tiêu phàm cuối cùng không có ăn xong. Không phải tiêu chân nhân muốn tận lực lãng phí lương thực, thực tế có người nhất định phải qua tới quấy giày. Cùng cái khác đông doanh nhìn ra tương đối mà nói, cắt dây leo tú xuyên là cái gấp họ tử. Đẹp tốt tử tiến vào cái kia người gian phòng, thời gian dài như vậy, thế mà lại không có tin tức gì truyền tới. Ám sát hoặc là thành công, hoặc là thất bại, đều hẳn là có cái kết quả làm sao đến bây giờ đều giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như đẹp tốt tử đã là các dây leo tú xuyên thủ hạ tinh nhuệ nhất kinh nghiệm phong phú nhất nữ thích khách đã từng chí ít có qua ba lần trở lên thành công ám sát ghi chép xưa nay chưa từng xảy ra qua hôm nay tình hình như vậy không có lý do a à. lại cùng hai phút vẫn là không có nửa phân động tính các dây leo tú xuyên rốt cục nhịn không được giơ tay phải lên trùng điệp hướng xuống vung lên sớm đã vận sức chờ phát động bốn tên áo đen ninja bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, phần phật hướng tiến vào tam tam không số 6 gian phòng. Bởi vì là tại khách sạn, những này Yagyu gia tộc tộc nuôi dưỡng gia tướng ngược lại là không có kêu đánh kêu giết, trầm mặc cực kỳ, chỉ là song tay cầm thật chặt chuôi kiếm, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, không dám có chút chủ quan. Thậm chí bởi vì khẩn trương mà dùng sức quá mức nguyên nhân, song đầu ngón tay đều hơi trắng bệch. Cát dây leo tú xuyên lập tức cũng vào phòng. Hắn ngược lại là không có rút đao, trường kiếm còn tại bên hông. Gian phòng bên trong chỉ có tiêu phàm một người, tình báo này khẳng định chuẩn xác, không thể nghi ngờ. Đối với thủ hạ nhóm này kiếm sĩ năng lực, các dây leo tú xuyên hay là rất tự tin. Không phải liền là một cái nam tử A. À. Thậm chí, ngay cả ninja kỹ xảo các dây leo tú xuyên đều chưa từng thi triển. Vừa đến đây là khách sạn, cũng không người điểm thích hợp thi triển nhẫn thuật. Cái gọi là nhẫn thuật đơn giản chính là huyễn thuật cùng chứng nhãn pháp kết hợp thôi. Nhẫn thuật cao thấp, liền nhìn hai cái này bản thân cao minh trình độ cùng kết hợp tiêu chuẩn cao thấp. Muốn thi triển nhẫn thuật, đối hoàn cảnh cũng là có nhất định yêu cầu. Hai, cát dây leo tú xuyên cho rằng không cần thiết làm cho thận trọng như thế việc. Cái kia cũng quá để mắt cái này người. Năm người, năm chuôi kiếm, đem cái này người chặt thành thịt muối, cắt lấy đầu lấy về giao cấp gia chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Tại cát dây leo tú xuyên trong đầu hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy bởi vậy các dây leo tú xuyên đối với mấy tên thủ hạ khẩn trương rất xem thường đám rác rưởi này không có trải qua thực chiến ra hỏa chính là không thể tiến nhiệm a muốn luyện được tinh binh còn phải thực chiến tựa như đẹp tốt tử như thế giết nhiều mấy người kinh nghiệm liền ra cũng chấn định thực chiến cho tới bây giờ đều là tốt nhất luyện binh trận theo thế hệ trước các võ sĩ nói mấy chục năm trước Yagyu gia tộc tộc luyện binh sân bãi chính là chiến trường, luyện binh đối tượng chính là những cái kia vũ sư. Giết chết những cái kia vũ sư gia tộc nam nhân, lăng nhục nữ nhân của bọn hắn, mạnh nhất ninja, chính là như vậy luyện ra. Sau đó, các dây leo tú xuyên liền thấy hắn 10 điểm nể trọng, hết sức coi trọng đẹp tốt tử. Hòa nói bên trong phi thường chú trọng dung mạo đẹp tốt tử, bây giờ chính lấy một loại cực kỳ trướng tai gai mắt tư thế ghé vào tiêu phàm dưới chân, hai chân vặn vẹo thành cực kỳ quái dị hình thái, bị nhiễm ẩm ướt một mảng lớn rõ ràng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cát dây leo tú xuyên cứ việc không có phụ cận tiến hành càng thêm cẩn thận điều tra bằng trực giác cũng có thể phát giác được dưới chướng hắn đắc lực nhất đệ nhất thích khách giờ phút này đã biến thành một người chết ghé vào tiêu phàm dưới chân đẹp tốt tử kia kiều nộn thân thể đã không có bất luận cái gì sinh khí cát dây leo tú xuyên hai mắt nháy mắt liền đỏ che kín huyết phụ đẹp tốt tử lại bị giết mà lại chết được như thế khuất nhục đây là cát dây leo tú xuyên tuyệt đối khó mà tiếp nhận. 3K, cát dây leo tú xuyên lập tức phát ra một tiếng nổi giận sói chu. Vụt, sáng như tuyết sắc bén đông đảo võ sĩ đao ra khỏi vỏ. Đao quang lóa mắt, chương 368, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Giết hắn, giết cái này đáng chết người. Cát dây leo tú xuyên cuồng kêu lên, liều mạng hướng về phía trước vung vẩy trong tay võ sĩ đao. A, à, bốn tên áo đen ninja nghiêm nghị chu lên, hai tay cầm đao, hướng về tiêu phàm mãnh sông lại. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không chút hoang mang thả tay xuống bên trong đũa trúc, tay phải tại trên bàn trà vỗ, đặt ở bên cạnh kia cây chủy thủ bắn lên. Tiêu phàm tay vừa nhấc, bắt lấy trùy thủ, lúc này mới chậm chậm đứng dậy. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút. Bốn chuôi võ sĩ đao đã mang theo thê lương tiếng thét, bổ tới trước mắt, sau một khắc, liền muốn đem tiêu phàm chặt thành mấy khối. Bóng người lóe lên, đao quang như như giải lụa tại không trung vạch nửa tròn. Tiêu Phàm lại trở lại chỗ cũ, chậm rãi ngồi xuống, đem dao găm trong tay chậm rãi đặt tại trên bàn trà. Bốn tên áo đen ninja bỗng nhiên dừng bước, giống như tượng đất, ngốc tại đó, không nhúc nhích. Cát Dây Leo Tú xuyên hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bốn đạo vết máu tại bốn tên áo đen ninja cái cổ ở giữa tỏa ra, từ lúc mới đầu một đạo dây nhỏ, cấp tốc khuếch trương phát triển trở thành bốn đạo huyết tuyền, đậm đặc máu tươi phun ra ngoài hình thành bốn đầu huyết tiễn. Len Ken, bốn chuôi võ sĩ đào cơ hồ là đồng thời rớt xuống đất, bốn tên áo đen ninja không rên một tiếng, trùng điệp mới ngã xuống đất, như là đổ xuống bốn đoạn gỗ mục. Cát dây leo tú xuyên chỉ cảm thấy chỗ bụng dưới siết chặt, một cỗ khó mà ngăn chặn mắc tiểu mãnh mà dâng tới. Dọa nước tiểu, cứ việc cái này thực sự rất mất mặt, hoàn toàn không phù hợp võ sĩ thân phận, nhưng nhân thể phản ứng tự nhiên có đôi khi thật rất khó chịu ý niệm khống chế may mắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các dây leo tú xuyên toàn thân rút gấp, ngạnh sinh sinh đem kia cỗ nước tiểu nén trở về. Nếu thật là ngay trước cái này người dọa đến tè ra quần, các dây leo võ sĩ liền khỏi phải sống, tất phải lập tức mổ bụng tạ tội. Yagyu gia tộc tộc trong lịch sử còn không có dạng này không dùng được ra tướng, thậm chí toàn bộ Đông đảo quốc trong lịch sử đều tìm không ra dạng này phế vật mất mặt võ sĩ. Bốn tên thủ hạ nháy mắt bị giết không phải cắt dây leo tú xuyên dọa nước tiểu nguyên nhân chủ yếu, chân chính hủ sợ cắt dây leo tú xuyên chính là hắn vậy mà ép căn bản không hề thấy rõ ràng tiêu phàm là thế nào xuất thủ. Bóng người lóe lên, đao quang lóe lên, bốn tên ninja liền trong nháy mắt bị kết thúc. Mà tiêu phàm, thật giống như một mực ngồi ở chỗ đó, mảy may đều chưa từng di động qua. Đang, tiêu phàm dao găm trong tay, đặt tại nhựa thủy tinh trên bàn trà, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Rất mềm rất nhẹ hòa nhưng giờ phút này nghe vào các dây leo tú xuyên trong tai lại như thế chói tai như là cuồn cuộn kinh lôi chấn động đến đầu óc ông ông tác hưởng người lại yagyu gia tộc tộc gia tướng a tiêu phàm nhìn qua trên trán gân xanh nổi lên hầu kết không ngừng nhấp nhô các dây leo tú xuyên nhẹ giọng hỏi ngữ khí ôn hòa không mang mảy may sát khí thật giống như vừa rồi kia bốn tên ninja là mình thanh mình giết chết cùng hắn tiêu chân nhân không có bất kỳ cái gì liên quan cát dây leo tú xuyên cái chán mồ hôi rơi như mưa, ngay cả cầm kiếm hai tay đều nháy mắt liền bị mồ hôi thấm ướt, hai tay không thể không lại nắm chặt một chút, nếu không không cẩn thận, võ sĩ đao đều sẽ trượt xuống. Người tên là gì? Tiêu phàm ngữ khí, càng thêm ôn nhuận nhu hòa. Ngươi, ngươi là người vẫn là, hay là quỷ, chốc lát, cát dây leo tú xuyên rốt cục mở miệng, thanh âm vừa nhô ra, ngay cả cát dây leo tú xuyên chính mình cũng giật mình kêu lên. Hoàn toàn khàn giọng, Phảng phất một đầu con lừa, bị người tại trên cổ hung hăng giết một đao, liều mạng đi đến hấp khí lúc phát ra tới cái chủng loại kia thanh âm, nghe vào trong tai muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Tiêu Phàm liền cười, xem ra đối với mấy cái này đông đảo quốc cổ lão truyền thừa gia tộc, mình hay là đánh giá quá cao chút. Có lẽ những gia tộc này còn lưu lại một chút tinh anh, tỉ như Liếu Sinh hùng một cao thủ như vậy, nhưng đại đa số gia thần gia tướng, cuối cùng vẫn là thoái hóa, xa còn lâu mới có thể cùng chiến tranh niên đại tướng so có lẽ, chân chính còn dư lại vẻn vẹn chỉ là một khối chiêu bài, một cái gương mặt. Ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho liễu sinh hùng một, để hắn nghiêm túc điểm, đừng đùa trò trẻ con trò chơi. Ta nhìn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải cùng hắn đến chơi nhà tròi. Tiêu phàm khẽ cười nói, nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất xua đuổi một con ruồi, mặt mũi tràn đầy đều là khắp không quan tâm thần sắc. Cát dây leo tú xuyên dạng này, thật đúng là không đáng tiêu phàm quá nghiêm túc đi đối đãi. Nói đến, Cát Dây Leo Tú Xuyên cùng hắn bốn tên thủ hạ, còn không bằng phía trước cái kia kimono nữ hầu đẹp tốt tử đối tiêu phàm tạo thành uy hiếp lớn. Bất kể nói thế nào, đẹp tốt tử cũng đã tới gần tiêu phàm, tập kích khoảng cách gần trong gang tấc. "Ngươi, ngươi giết chúng ta năm người." Cát Dây Leo Tú Xuyên bỗng nhiên cuồng loạn kêu to lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Tiêu phàm liếc hắn một cái, rất kỳ quái nói, "Chẳng lẽ các ngươi không phải được phái tới giết ta a?" À? cát dây leo tú xuyên lập tức liền đình chỉ. Tiêu phàm nói đến một điểm không sai, bọn hắn chính là đến giết tiêu phàm, đã muốn giết người trước đây, như vậy bọn hắn bị tiêu phàm giết chết cũng là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt ồn ào. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, bát cách nha lộ, nhà cắt dây leo tú xuyên bỗng nhiên bên trong một tiếng rú lên, hai tay đem võ sĩ đao dơ lên đỉnh đầu, nổi điên như phóng tới tiêu phàm. Khinh người quá đáng, cái này người, ép căn bản không hề đem hắn cắt dây leo tú xuyên khi cá nhân đến xem. Đây là cắt dây leo tú xuyên tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận. Tài nghệ không bằng người, hắn có thể tiếp nhận, hắn cắt dây leo tú xuyên lại không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng Tiêu Phàm loại này hoàn toàn không nhìn thái độ, lại làm cho cắt dây leo tú xuyên hoàn toàn chịu không được. Thân vì một cái võ sĩ, cắt dây leo tú xuyên cảm thấy mình có thể đi chết, lại không thể bị dạng này nhục nhã. Sĩ có thể giết, không thể nhục cái này đáng chết người, triệt để đánh nát cát dây leo tú xuyên tự tôn. Nhất định phải liều mạng, lại là bóng người lóe lên, răng rắc cắt dây leo tú xuyên chỉ nghe một trận xương vỡ vụn thanh âm, cầm đao hai tay thủ đoạn lập tức kịch liệt đau nhức không thôi. Hắn chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, Tiêu Phàm nhàn rỗi ở giữa liền đến trước mặt, sau đó, hai tay thủ đoạn cùng một chỗ bị bóp nát khớp nối. A, à, cát dây leo tú xuyên cấm không ngừng kêu thảm lên tiếng. Kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới, đây là tự nhiên mà vậy phản ứng, không nhận mình khống chế. Bất quá các dây leo tú xuyên rú thảm chỉ gọi nửa tiếng liền im bặt mà dừng, giữa ngực bụng một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức lại lần nữa sâu tận xương tủy, tiêu phàm cứng rắn vô so nắm đấm, trùng điệp tại hắn ngực cách vị trí đảo một quyền. Cát dây leo tú xuyên thân thể kìm lòng không đặng nghiêng về phía trước, hai đầu gối một khúc, quỳ dạp xuống đất. Phần bụng nháy mắt như thiêu như đốt, rời sông lấp biển, lại vẫn cứ tại nơi cổ họng kẹp lại, cái gì đều nhả không ra, nước mắt nước mũi đồng loạt phun ra. Loại thống khổ này dày vò tư vị, cắt dây leo tú xuyên từ từ trong bụng mẹ ra liền không đã từng nhận qua. Tiêu phàm buông ra bắt hắn lại thủ đoạn bàn tay, cắt dây leo tú xuyên không có trèo trống, lập tức ngã nhào xuống đất, thân thể cong thành con tôm hình dạng, không ngừng run rẩy, khóe miệng phun ra từng chuỗi bọt trắng. Cái này ngay miệng, cắt dây leo tú xuyên rốt cuộc không có thời gian suy nghĩ khác, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị một cỗ sợ hãi tử vong chặt chẽ bao vây lấy. Cái gì võ sĩ thanh danh, Yagyu gia tộc tộc vinh quang, đều là nói nhảm. Còn sống mới là trọng yếu nhất, cái này người một ra tay liền đem hắn tất cả tôn nghiêm đánh cho vỡ nát, nửa điểm cặn bã đều chưa từng để lại cho hắn. Tiêu phàm đem sắc bén võ sĩ đao lại nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà, liền đặt tại đẹp tốt tử dùng qua kia cây chủy thủ bên cạnh. Liền ra công công nghệ mà nói, cái này hai thanh đao đều có thể xưng tinh phẩm, bán cho quân sự phen, tin tưởng có thể cho cái rất tốt giá tiền. Trong phòng lít nha lít nhít nằm một chỗ người, trừ các dây leo tú xuyên còn đang không ngừng run rẩy năm cái khác thân thể đều đã tại dần dần trở nên lạnh. Xem ra tối nay phải chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi mới được, gian phòng kia đã không thích hợp ở lại. liền ở thời điểm này, phòng khách ghế sofa một bên trên bàn nhỏ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiêu phàm cánh tay một dài, cầm lấy microphone, tiêu tiên sinh, điện thoại bên kia, truyền đến liễu sinh hùng một thanh âm, trầm ổn bên trong không mất ôn hòa nhã nhặn. Thật giống như tiêu phàm là đường xa mà đến cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện nhiều năm lão hiếu. Tiêu phàm không lên tiếng, tiêu tiên sinh, ta biết là ngươi, ta mấy tên thủ hạ, cũng đã cùng tiêu tiên sinh gặp mặt. Tiêu tiên sinh khả năng đều đã giáo huấn qua bọn hắn đi. Liễu sinh hùng một cũng không coi là ngang ngược, khẽ cười nói, ngữ khí mười điểm nhẹ nhõm. Tiêu phàm lúc này mới từ tốn nói, hết thảy sáu người, Năm nam một nữ, hiện tại năm cái đã chết rồi, còn có một cái, chết một nửa. Chết một nửa, Tiêu Tiên Sinh thật sự là hài hước, Liễu Sinh hùng một cười ha hả, tiếng cười rất là cởi mở, tựa hồ thật thập phần vui vẻ. Chết mất năm tên gia tướng, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không để trong lòng, cùng chết mất năm đầu chó không có gì khác nhau. Tiêu Tiên Sinh, ngươi là vị thân sĩ, phi thường thủ tín, ta thật cao hứng cùng Tiêu Tiên Sinh dạng này thân sĩ liên hệ. Giữa chúng ta giao thủ, Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, tin tưởng quá trình đều sẽ rất vui sướng. Không cùng Liễu Sinh Hùng vừa nói xong, Tiêu Phàm liền không chút khách khí đánh gãy hắn, lạnh nhạt nói, Liễu Sinh tiên sinh, bớt nói nhiều lời. Bắt cóc nữ hài tử, cũng không phải là thân sĩ gây nên. Mặc kệ là giết người vẫn là bị giết, ta cũng không cho rằng sẽ khiến người vui sướng. Ta biết người phi thường cố chấp, cho nên ta cũng sẽ không nói để người thả đi Trần Dương đến đây dừng tay. Nhưng là, Liễu Sinh Tiên Sinh, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như Trần Dương Thụ đến bất cứ thương tổn gì, như vậy Liễu Sinh Tiên Sinh cùng Yagyu gia tộc tộc, nhất định sẽ trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần trở lên đại giới. Gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Liễu Sinh hùng nhất trọng phục một câu, ngữ điệu có chút kinh ngạc. Xem ra Tiêu Tiên Sinh đối với mình tràn đầy tự tin a. À. Tiêu Tiên Sinh, người khả năng còn chưa kịp phản ứng đi, nơi này là Đông Đảo, không phải. Mặc kệ ở đâu đều là đồng dạng. Tiêu phàm lạnh lùng nói, liễu sinh tiên sinh, năm đó sư phụ ta chỉ thủy tổ sư có thể đem các ngươi, cửu quỷ lưu, cùng Yagyu gia tộc tộc tiền bối giết đến nước tiểu lưu, tử thương bừa bộn. Như vậy hiện tại, tình huống hay là đồng dạng, cùng năm đó không hề có sự khác biệt. Microphone bên kia lập tức trầm mặc xuống dưới, tiêu phàm nghe tới thật sâu hấp khí thanh. Rất hiển nhiên, hắn đoạn văn này chân chính kích thích đến liễu sinh hùng một, cái này giả vờ giả vịt quỷ tử rốt cục không giả bộ được. Vậy thì tốt, Tiêu Tiên Sinh, chúng ta liền phân cái thắng bại đi. Năm đó ân oán, cùng nhau làm chấm dứt, hy vọng Tiêu Tiên Sinh đừng để ta thất vọng. Trầm mặc chốc lát, Liễu Sinh Hùng dừng một chút chậm nói, ngữ khí trở nên bình thản lạnh lùng rất nhiều, ngữ điệu cũng biến thành vô cùng gượng gạo. Tiêu Phàm không rên một tiếng, cúp điện thoại. Chương 369, toàn thành phố truy nã. Gian phòng bên trong bỗng nhiên nhiều năm bộ thi thể cùng một gần chết người, dù là tiêu chân nhân định lực cao cường, phòng như vậy ở đây hương vị cũng không phải quá tốt. Tiêu phàm ánh mắt nhìn về phía cuộn thành một đoàn ngay tại run rẩy không thôi cắt dây leo tú xuyên, song mi có chút nhau. Gia hỏa này nên khi xử trí như thế nào? Nếu như tại giao thủ quá trình bên trong một chiêu mất mạng, cũng liền thôi. Hiện nay cắt dây leo tú xuyên cái bộ dáng này, tiêu phàm đương nhiên sẽ không lại bổ thêm một đao. Làm như vậy lời nói, thực tế có sai lầm tiêu chân nhân thân phận. Cũng may cái vấn đề khó khăn này, lại không cần Tiêu Phàm Thảo Tâm, tự có người giúp hắn giải quyết. Một tên ba mười mấy tuổi nam tử, trực tiếp đẩy cửa đi đến, trước đó không có đánh qua bất luận cái gì chào hỏi, cứ như vậy vào cửa. Tiêu Phàm ngược lại là biết hắn, gọi Chu Đại Luân, đến từ châu Á cái nào đó du lịch đoàn lĩnh đội, tại khách sạn Tiếp Tân đăng ký thời điểm, cùng Tiêu Phàm gặp mặt qua, còn theo đàm vài câu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, giữa hai người giao tình, tuyệt không có quen đến Chu Đại Luân có thể ngay cả cửa đều không gõ liền xông tới bất quá chu đại luân sau khi vào cửa biểu hiện đủ để tỏ rõ hắn không giống bình thường vừa vào cửa liền thấy thi thể đầy đất chu đại luân giật nảy mình lập tức cười khổ lắc đầu nói đây cũng quá lưu loát một chút thu hết nhặt rồi tiêu phàm nhìn về phía hắn ánh mắt bình tĩnh tiêu trưởng phòng người một nhà trần dương là đồng nghiệp của ta ta cũng là hai ván chu đại luân lập tức hướng tiêu phàm làm giải thích tiêu phàm nhẹ gật đầu cứ việc chu đại luân chỉ là đơn giản như vậy cho thấy thân phật lại không có cầm ra cái gì giấy chứng nhận đến, Tiêu Phàm lại không chút nghi ngờ hắn người một nhà thân phận, Tiêu trưởng phòng Trần Dương hai ván mấy cái này từ tổ hợp lại với nhau, đủ để chứng minh Chu Đại Luân không có nói láo. Mà lại, Tiêu Phàm gì cùng dạng người, tuyệt không phải là cái gì người đều có thể ở trước mặt hắn hoang ngôn khi dễ. Lại nhìn lướt qua trong phòng khách mấy bộ thi thể, Chu Đại Luân vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trên mặt lại một lần nữa lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Ánh mắt tại kia bốn tên áo đen ninja trên thi thể dừng lại thêm một hồi lâu. Không thể nghi ngờ, lấy Chu Đại Luân nhãn lực, hắn đã nhìn ra, cái này bốn tên áo đen ninja là thế nào chết. Chu Đại Luân thậm chí đều có thể trong đầu đem vừa rồi tình hình cho phục hồi như Cố Tiêu Phàm chỉ ra một chiêu, cái này bốn tên tay cầm võ sĩ đao áo đen ninja, liền biến thành bốn bộ thi thể. Mặc dù Chu Đại Luân tại An toàn bộ môn đảm nhiệm chức vụ, mà lại bản thân cũng là hành động tổ đặc công, hòa nói bên trong cao thủ gặp qua không ít nhưng dạng này gọn gàng thủ pháp giết người nói thực ra chu đại luân thật sự chính là lần đầu nhìn thấy trước đó chu đại luân nhận định loại tình hình này sẽ chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết hoặc là phim tác phẩm bên trong loại này giết người tại khoảng khắc tuyệt đỉnh cao thủ tựa hồ vô luận như thế nào đều cùng trước mắt vị này văn tĩnh tiêm tú tiêu trưởng phòng kéo không đến một khối tiêu trưởng phòng không tầm thường chu đại luân từ đáy lòng tán thưởng một câu chợt nhớ tới gần nhất lạc bên trên 10 điểm lưu hành một câu cao thủ tại dân gian. Không chỉ là bọn hắn tình chỉ cơ quan mới có được một cùng một cỗ máy giết người. Tiêu phàm cười cười, gật đầu làm lễ. Chu Đại Luân lập tức nói, tiêu trưởng phòng, chỉ sợ cái quán rượu này không thể lại ở. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, cảnh sát đã xuất động. Chính hướng bên này chạy tới. Cảnh sát, tiêu phàm hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Chu Đại Luân nhẹ gật đầu, có chút tức giận nói, cái này liễu sinh hùng một thật không phải là một món đồ, cũng quá không tuân theo quy củ. Lại còn cùng cảnh sát cấu kết, chuyện này cũng không trách chu đại luân sinh khí, hoàn toàn điên đảo nha. Liễu sinh hùng một cái này bắt cóc phạm, thế mà chủ động để bản địa cảnh sát tham dự vào, nói rõ chính là không tuân theo quy củ. Bất quá đồng thời cũng có thể nói rõ, Yagyu gia tộc tộc tại Bắc ruộng thành phố thế lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Kia là đối chính bọn hắn mới giảng cứu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn không là vấn đề. Đúng vậy, cùng những này quỷ tử, liền không thể nói cái gì quy củ. Tiêu Phàm đứng dậy, chỉ chỉ cắt dây leo tú xuyên. Nói, năm cái khác đều chết rồi, cái này còn sống, hẳn là một cái đầu mục. Chu Đại Luân khẽ vuốt cằm, nói, không có vấn đề, giao cho chúng ta đến xử lý. Nhưng có thể cần dùng đến gia hỏa này. Vậy là tốt rồi, Chu tiên sinh, ta có cái yêu cầu, không quản các ngươi hái lấy hành động gì, đều phải lấy Trần Dương An nguy vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, không có hoàn toàn chắc chắn, không nên khinh cử vọng động." Tiêu Phàm rất trịnh trọng nói. Chu đại luân cũng rất trịnh trọng đáp, "Tiêu trưởng phòng yên tâm, tâm tình của chúng ta cùng ngươi là đồng dạng." Tiêu Phàm rời đi phản điền khách sạn không lâu, địa phương cảnh sát thự đám cảnh sát liền khí thế hung hăng đuổi tới, tự nhiên chỉ thấy năm bộ thi thể trong đó một tên khoảng 40 tuổi lính đội cảnh sát lập tức sắc mặt tái xanh, vội vã chạy qua một bên gọi điện thoại đi. Chỉ thấy 5 người, điện thoại bên kia, Liễu Sinh Hùng một thanh âm thoảng qua có chút kinh ngạc. Đúng vậy, gia chủ, ta không nhìn thấy các dây leo quân, cũng không có thấy thi thể của hắn. Lính đội cảnh sát tức hồn hển nói, từ hắn đối Liễu Sinh Hùng một xương hô bên trên có thể phân tích được đi ra, hắn cũng là Liễu Sinh gia tộc người, tại Liễu Sinh bên trong gia tộc thân phận ước chừng cùng loại với các dây leo tú xuyên. Dạng này cổ lão chủ tớ quan hệ truyền thừa tại châu Á sớm đã tuyệt tích, nhưng là tại Đông đảo quốc vẫn tồn tại, đặc biệt là một chút lưu truyền thời gian rất lâu gia tộc cổ xưa, càng là bảo lưu lấy loại này truyền thống. Xem ra các dây leo là bị bọn hắn mang đi. Lĩnh đội cảnh sát lập tức nói, thế nhưng là gia chủ, ta vừa rồi đã hỏi khách sạn nhân viên phục vụ, Tiêu Phàm là một người ra cửa, sách một cái rất nhỏ dương hành lý hẳn là không có cách nào thanh cắt dây leo quân ẩn giấu đi. Cái kia dương hành lý quá nhỏ, coi như đem cắt dây leo tú xuyên tháo thành tám khối, chỉ sợ cũng trang không dưới. Liễu sinh hùng một cười lạnh, nói, sơn khẩu quân, ngươi cho rằng chỉ một cái chi người kia a à. Cái này tiêu phàm tại chi kia trong nước, là cái, nhà nội đảng, tiêu gia tại quốc gia của bọn hắn, là chính trị thế gia, thế lực cực lớn. Lần này, ta đoán chừng núp trong bóng tối chi người kia chắc chắn sẽ không quá ít. Đương nhiên, thời gian như thế vội vàng bọn hắn muốn triệu tập quá nhiều người tay tới cũng không dễ dàng như vậy ai gia chủ tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào lĩnh đội cảnh sát kính cần hỏi sơn khẩu quân người nhiệm vụ rất đơn giản chính là tại toàn thành phố truy nã cái này chi người kia giết người thế nhưng là trọng tội mặc kệ tại loại tình huống nào ta đều không hy vọng nhìn thấy cái này chi người kia lại còn sống rời đi bắc ruộng thành phố liễu sinh hùng một lạnh nhạt nói ngữ khí lại là lạnh như băng không mang mảy may ấm áp ai gia chủ ta minh bạch lĩnh đội cảnh sát đối điện thoại một cái cúi người chào thật sâu phảng phất liếu sinh hùng một liền đứng ở trước mặt hắn toàn thành phố truy nã ngài cảm thấy cái kia chi người kia sẽ rời đi bắc ruộng a đợi liếu sinh hùng một để điện thoại xuống người mặc mộc mạc kimono một ngực tại liếu sinh hùng một thân bên cạnh thiếp thân phục vụ thu tử thấp giọng hỏi thần sắc trên mặt hơi có mấy phân kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng chuyện này hoàn toàn không cần thiết huyên náo như thế lớn. Bất kỳ một chuyện gì, huyên náo càng lớn, không thể khống phong hiểm lại càng lớn, khả năng lỗ thủng cũng càng nhiều. Cứ việc Yagyu gia tộc tộc tại Bắc ruộng thành phố thế lực đủ cường đại, nhưng bây giờ dù sao không so lúc trước, cường đại hơn nữa gia tộc thế lực cũng rất khó hoàn toàn khống chế thị chính. Liễu sinh hùng nhìn một cái nàng một chút, nói thu tử, người có phải hay không cảm thấy tiêu phàm đã dám đến, liền sẽ không đi. Thu tử nhẹ gật đầu, tiêu phàm nếu thật là khiếp đảm hạng người, căn bản liền sẽ không nhìn dặm xa xôi đuổi tới Yagyu gia tộc tộc đại bản doanh tới. Mà bây giờ đã đến, cũng sẽ không liền tùy tiện như vậy rời khỏi. Liễu sinh hùng một đứng dậy, trong phòng chậm rãi dạo bước, chậm rãi nói ta để sơn khẩu toàn thành phố truy nã tiêu phàm, cũng không phải là sợ hắn rời đi, mà là buộc hắn không thể ổn định lại tâm thần. Phân tích của người không sai, hắn đã đến, liền sẽ không dễ dàng rời đi, cũng nên có kết quả nhưng hắn lại có khả năng trốn để chúng ta tìm không thấy hắn sau đó hắn lại núp trong bóng tối không ngừng mà tìm nhược điểm của chúng ta cùng lỗ thùng như vậy cũng tốt so đánh trận tại bắc ruộng thành phố đánh trận chúng ta là nội tuyến tác chiến tiêu phàm là ngoại tuyến tác chiến ngoại tuyến tác chiến trọng yếu nhất một đầu nguyên tắc chính là tìm kiếm nghĩ cách đem ngoại tuyến tác chiến biến thành nội tuyến tác chiến mà chúng ta không thể cho tiêu phàm cơ hội này thu tử mặt bên trên lập tức lộ ra giật mình thần sắc Liễu sinh hùng một vừa đứng lên đến, thu tử cũng lập tức đứng dậy theo, có chút không người, cùng ở phía sau hắn, cùng hắn tại căn phòng nho nhỏ này bên trong dạo bước, cẩn thận tỉ mỉ. Vừa rồi Sơn khẩu quân nói, đẹp tốt từ toàn thân khớp núi vỡ nát, ngài cảm thấy cái này là dạng gì binh khí tạo thành. Chốc lát, thu tử lại lộ ra vẻ khó hiểu. Sơn khẩu chẳng những lại Yagyu gia tộc tộc xếp vào tại địa phương cảnh sát thự nhân thủ, bản thân cũng là một vị tinh thông quyền thuật chi thuật hảo thủ. Sau khi vào cửa, Liên đối mấy bộ thi thể nguyên nhân cái chết tiến hành bước đầu khảo sát ở trong điện thoại hướng liễu sinh hùng một làm báo cáo chi tiết Thu tử vừa rồi cũng cũng nghe được cho nên mới cảm thấy lẫn lộn cái dạng gì binh khí mới có thể đem một người toàn tỉnh khớp nối vỡ nát mà lại có như thế tất yếu a à. đẹp tốt tử cố nhiên là cái thích khách tiêu Phàm cũng không đến nỗi thống hận nàng đến trình độ này đưa nàng khớp nối khắp nơi đạp nát nội công Liễu sinh hùng dừng một chút chậm đáp không phải binh khí tạo thành là nội công căn cứ sơn khẩu miêu tả, đẹp tốt tử trên thi thể không có ngoại thương. Vậy cũng chỉ có thể là nội công tạo thành tổn thương. Cứ việc cái này rất khó khiến người tin, nhưng là duy nhất giải thích hợp lý. Thu tử không khỏi ngây người, cái này chi người kia thật lợi hại như vậy. Người chưa từng gặp qua tiêu phàm, người không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Chốc lát, liễu sinh hùng một lại nhẹ nhàng thở dài nói. Thu tử cực kỳ nhỏ nhếch miệng, lập tức nói coi như hắn lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn lưu tại bắc ruộng thành phố kia cũng không có cái gì đáng sợ mặc dù như thế chúng ta vẫn là phải bức bách hắn phạm sai lầm muốn để một cao thủ phạm sai lầm đầu tiên liền muốn để tâm tình của hắn không ổn định ta để sơn khẩu quân toàn thành truy nã hắn chính là để hắn không thể an tâm ẩn núp muốn chọc giận hắn mặc kệ cỡ nào không tầm thường cao thủ tại dưới cơn thịnh nộ làm ra quyết định đều là không chu toàn địch nhân sơ sẩy liền là cơ hội của chúng ta kia cắt dây leo quân làm sao bây giờ? Cắt dây leo, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ phát huy tác dụng, người liền không cần lo lắng. Ai, thu tử cung kính đáp, nhìn về phía liễu sinh hùng một trong đôi mắt, toát ra vô hạn sùng bái thần sắc. chương 370, kiến trúc bản vẽ. So ra mà nói, toàn bộ phương Bắc đảo tại đông đảo quốc bên trong đều muốn tính được dân phong thuần phát, nhưng là một nhân khẩu hơn triệu đặc biệt thành phố lớn, Bắc ruộng thành phố nghề giải trí cũng là rất phát đạt, làng chơi tại toàn bộ phương Bắc đảo đều 10 điểm nghe tiếng. Tại một nhà trong rượu, Thu Sơn uống hơi nhiều, rượu bầu không khí rất huệ oải, bốn phía là một mảnh cực kỳ dụ hoặc màu hồng phấn, ca múa cũng 10 điểm thối nát, trong sàn nhảy, một đoàn ăn mặc trang điểm lộng lẫy các thức nam nhân, chính đang múa may. Đúng, toàn là nam nhân, rượu từ trong ra ngoài, từ tổng giám đốc đến gã sai vặt, từ lão bản đến khách nhân, tất cả đều là nam, ngay cả nửa nữ nhân cũng không tìm tới cái này vốn là một nhà chuyên môn hướng nam cùng họ luyến mở ra rượu. Không có một nữ nhân sẽ không giải thích được sông tiến vào nhà này trong rượu đến, nếu không, lại nhận 10 điểm thô bạo đối đãi bị không khách khí chút nào đuổi đi ra cửa. Nhưng phàm là bình thường họ lấy hướng người, tại loại rượu này là không ở lại được, dù là một phút thậm chí nửa phút đều không ở lại được, buồn nôn hỏng. Cứ việc đông đảo quốc đối cùng họ luyến cầm phủ định thái độ, trong nước cũng không có công khai cùng họ luyến liên minh, nhưng mà cái này rượu sinh ý lại phi thường tốt nói nói man múa hàng đêm sinh ca tồn tại tức hợp lý pháp luật cũng có không quản được địa phương dù là như thế loại này hành tẩu tại pháp luật biên giới nơi trốn an toàn họ cũng vẫn là muốn giảm bớt đi nhiều trật tự rất khó chiếm được cam đoan mặc kệ là nơi nào cùng họ luyến hội sở đều là các loại chợ đen giao dịch thịnh hành chỗ nam cùng hội sở càng là ma túy thịnh hành một chút ma túy còn buôn cùng cái khác phạm pháp loạn kỳ cương ra hỏa trà trộn trong đó. Nhà này rượu không ít khách nhân, liền có được song thân phận, Thu Sơn Vũ Phu thậm chí có ba thân phận. Mặt ngoài, hắn có một cái đặc biệt thể diện nghề nghiệp là Thu Sơn thiết kế chỗ chủ nhiệm nhà thiết kế. Tại Bắc ruộng thành phố kiến trúc thiết kế giới có chút danh tiếng, lại có rất ít người biết, Thu Sơn Vũ Phu là một cái cùng họ luyến người, thậm chí còn tại cái này trong rượu xử lý lấy một loại nào đó sắc tình giao dịch người trung gian, một cái ma cô, về phần Thu Sơn Vũ Phu nhất loại sau thân phận Yagyu gia tộc thần người biết liền càng thêm ít. Đây cũng là bởi vì thời đại khác biệt mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Nếu như tại quá khứ, Yagyu gia tộc tộc như vậy mọi người tộc gia thần là khả năng không lớn đi bên ngoài xử lý làm việc. Chủ tớ quan hệ tương đối rất cố định, độ trung thành cũng tương đối cao. Theo thời đại biến thiên, đông đảo quốc rất nhiều truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm đại gia tộc đều đều xuống dốc. Cho tới nay còn truyền thừa xuống, một ít quy tắc cũng bị cải biến không ít. Thu Sơn Vũ Phu đã có lấy kiến trúc thiết kế Thiên Phú, không bằng để hắn đi ra ngoài, một mực quan tại góc đông bắc tòa kia trong đại trạch viện. Khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tối nay, Thu Sơn Vũ Phu tâm tình rất vui vẻ, nguyên nhân là nhiều phương diện. Thứ nhất, hắn gần nhất vừa đổi bạn gái, mới cái này cái bạn gái, tuổi vừa mới 20, ngày thường 10 điểm kiều nghị, bên trong rất nhiều người đều đang theo đuổi kết quả người ta hết lần này tới lần khác liền coi trọng không rất trẻ trung thu sơn vũ phu. Khoảng thời gian này, thu sơn hàng đêm trinh phạt, quả thực hết sức vui mừng. Thứ hai, thu sơn vừa làm thành một đơn sinh ý. Một cái nơi khác đến bác ruộng du lịch người giàu có, thông qua bằng hữu cùng thu sơn liên hệ với, thu sơn giới thiệu với hắn một vị triệu tập nữ lang. Hai người hồ thiên hồ đế đi, Thu Sơn đạt được một bút không ít tiền thuê. Đáng tiếc Thu Sơn bạn gái hôm trước đi công tác, muốn hôm nay mới có thể trở về. Thu Sơn tác hảo ngay tại rượu chờ hắn, trở về về sau hai người cùng nhau tại rượu ăn uống thả cửa hưởng thụ dừng lại, lại đi về nhà song túc song phi, há không đẹp ư. Chỉ là Thu Sơn vũ phu tử lượng thực tế rất bình thường, nhìn xem đồng hồ cùng bạn gái, trong bất trí bất giác liền uống say, lung la lung lay đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Để người kỳ quái là, cái này toàn là nam nhân rượu, phòng vệ sinh thế mà cũng phân nam nữ, mà lại đoạn không tướng hỗn. Thu Sơn Vũ Phu bên trên nhà vệ sinh nam, hắn bạn gái liền lên nhà vệ sinh nữ, Việt sẽ không lầm. Mặc kệ là loại nào cùng họ luyến, giới tính định vị đều là không thể sai. Về phần song họ luyến, kia lại coi là chuyện khác. Thu Sơn Vũ Phu không phải song họ luyến, cho tới nay, hắn đều không có đã kết hôn. Vừa mới vừa đi tiến vào phòng vệ sinh, Thu Sơn Vũ Phu đầu liền oanh một tiếng vang thật lớn, Thu Sơn mắt tối sầm lại, lập tức liền đã hôn mê chờ hắn lúc lại tỉnh lại, phát phát hiện mình hai tay hai chân đều bị trói phải một mực, nửa điểm đều không thể động đậy, cái óc từng đợt kịch liệt đau nhức chuyển đến, đau đến Thu Sơn không chỗ ở nhe răng nhếch miệng. Bất quá Thu Sơn vũ phu không lo được những này, hắn vội vàng nghĩ phải hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình. Rất rõ ràng, mình bị người bắt cóc, chỉ là Thu Sơn vũ phu trong lúc nhất thời còn có chút làm không rõ ràng, làm sao lại có người bắt cóc chính mình. Bởi vì hắn thực tế tính không được là người có tiền, thiết kế chỗ sinh ý cố nhiên không tồi, nhưng cách kẻ có tiền khái niệm còn kém thật xa. Mà lại thu sơn vũ phu bất thiện quản lý tài sản, qua nhiều năm như vậy, tiền đều tiêu vào trước sau mấy đời bạn gái trên thân, mình cũng không để lại bao nhiêu tích xúc. Cửu ra, giống như cũng không có có đắc tội qua, chí ít không có có đắc tội đến muốn bắt cóc hắn tình trạng. Trong lúc nhất thời, thu sơn vũ phu trong đầu kêu loạn, hoàn toàn không nghĩ ra. Bá một đạo sáng như tuyết cột sáng phát sáng lên, Thẳng tắp đâm về Thu Sơn Vũ Phu hai mắt, Thu Sơn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tục không ngừng nhắm mắt lại. "Thu Sơn quân, tiếp xuống, mời ngươi cẩn thận nghe ta nói, mỗi câu lời nói đều muốn rất rõ ràng, đồng thời phải thành thật trả lời. Nếu như ngươi trả lời nội dung không chân thực, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có thể sẽ mất mạng, hiểu chưa?" Lập tức, một cái trầm chậm, chậm giọng nam vang lên, ngữ khí bình ổn, không mang mảy may tình cảm, nghe được lòng người bên trong hàn khí đại mạo. Ai, mặc kệ 3721, Thu Sơn trước liên tục gật đầu lại nói. Hiện tại loại tình hình này, rõ ràng không cách nào cùng kháng. Thu Sơn quân, nghe nói nhà người tổ tiên vẫn là Yagyu gia tộc tộc gia thần, là chuyện như vậy sao? Thu Sơn vũ phu sửng sốt một chút, làm sao người này mới mở miệng liền hỏi chuyện này, lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo lý, bắt cóc hắn đơn giản chính là vì tiền hoặc là vì tình, cùng Yagyu gia tộc tộc có thể kéo đến bên trên cái gì liên quan. Liền như thế hơi sừng sốt một chút, Thu Sơn lập tức đã cảm thấy đầu ngón tay bên trên chuyển đến đau đớn một hồi. Hỏi ngươi cái gì, liền trả lời cái gì, đừng có đùa tiểu thông minh. Một cái thanh âm lạnh như băng tải vang lên bên tai, Thu Sơn vũ phu dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, luôn miệng gật đầu đáp ứng. Mới vừa từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại, hắn giác quan đặc biệt chỉ đột, thế mà không có phát giác sau lưng còn đứng phải có người cũng không biết đây là ở nơi nào. Bất quá có một chút thu sơn vũ phu ngược lại là minh bạch, đó chính là tuyệt đối không thể cùng những người này đối nghịch, không phải sẽ chết rất khó coi. Từ những người này diễn xuất đến xem, thủ đoạn tương đương lão đạo, tuyệt không giống như là tân thủ. Đã có thể đem hắn bắt cóc tới nơi này, như vậy giết chết hắn thu sơn vũ phu, cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Nhà chúng ta xác thực từ tổ tiên bắt đầu, chính là Yagyu gia tộc tộc gia thần, rất tốt, nghe nói liễu sinh trang viên cũng là người tổ thượng chủ trì tu kiến, trong tay ngươi, còn có toàn bộ liễu sinh trang viên kỹ càng bản vẽ. Cứ việc đã vừa mới nhận qua giáo huấn, Thu Sơn Vũ Phu hay là lại một lần nữa trần chờ Dưới mắt hắn xem như hiểu được, không hề nghi ngờ, những người này là hướng về phía Yagyu gia tộc tộc đến, hắn bất quá là gặp vạ lây. Bởi vì hắn đã tại bên ngoài làm việc, Yagyu gia tộc chủ hẹn hò tiêu phàm đại sự, hắn tự nhiên cũng không biết nhưng mà thân là gia thần, Thu Sơn Vũ Phu có thiên nhiên cảnh giác họ. Trong đầu sinh ra phản ứng đầu tiên, chính là muốn bảo vệ tốt gia chủ cùng Yagyu gia tộc tộc. Lần này, phía sau hắn người kia ngược lại là không có tiếp tục ngược đãi hắn. Thu Sơn Vũ Phu trần chờ cũng không có tiếp tục bao lâu, lập tức hỏi các ngươi rốt cuộc là ai a à? Tại sao phải hỏi cái này? Thu Sơn Quân, xem ra ngươi là hồ đồ. Hiện tại là chúng ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi tại hỏi chúng ta. Dẫn tới, theo một tiếng này hô quát, một trận sợ hãi đan xen tiếng la khóc liền truyền tiến vào Thu Sơn Vũ Phu trong lỗ tai bên cạnh. Vừa nghe đến cái này tiếng la khóc, Thu Sơn Vũ Phu tâm lập tức liền chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy từng đợt nắm chặt kéo, từng đợt đau đớn. Rất nhanh, một cái cách ăn mặc yêu dã, nùng trang diễm mặt nữ nhân liền bị đẩy lên Thu Sơn Vũ Phu cách đó không xa. Chính là Thu Sơn Vũ Phu vừa giao không lâu tiểu bạn gái, mới từ nơi khác đi công tác trở về, không ngờ cũng bị người bắt cóc đến nơi đây kia nữ nhân thất tha thất thểu một cái lảo đảo đứng không vững ngã trên mặt đất thu sơn vũ phu a à, gọi một tiếng tâm đau không ngớt thu sơn quân thu sơn quân cứu ta bạn gái vừa thấy được thu sơn vũ phu lập tức tựa như là bắt lấy sau cùng cứu mệnh đạo thảo âm thanh kêu lên nước mắt nước mũi cùng lưu càng thêm lộ ra sở sở đáng thương thu sơn quân hiện tại có thể hảo hảo trả lời vấn đề của ta rồi sao cái kia trầm ổn giọng nam lại một lần nữa chậm rãi hỏi đúng vậy trong tay của ta có liễu sinh trang viên bản vẽ van cầu các ngươi không nên thương tổn chúng ta thu sơn vũ phu ai thán một tiếng trùng điệp rủ xuống đầu rất tốt hiện tại nói cho ta bản vẽ thả ở nơi nào liền đặt ở phòng làm việc của ta bên trong trong máy vi tính tồn một phần còn có một phần bản vẽ nguyên bản đặt ở tủ đựng hồ sơ bên trong bị người bắt được uy hiếp Thu Sơn Vũ Phu cũng không dám có mảy may ý phản kháng, người ta hỏi cái gì, liền đàng hoàng trả lời cái gì. Mặc dù hắn đối Yagyu gia tộc tộc cũng tương đối trung tâm, nhưng cùng mình cùng bạn gái tính mệnh tương đối mà nói, Thu Sơn Vũ Phu tự nhiên biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Thời đại trung quy khác biệt, rất tốt, lập tức, liền có người tiến lên, từ Thu Sơn Vũ Phu trên thân lấy đi một chuỗi chìa khóa, ở trước mặt hỏi rõ ràng những này chìa khóa công dụng, sau đó Thu Sơn Vũ Phu liền nghe tới mấy người rời đi thanh âm, không thể nghi ngờ, những người này là đi hắn văn phòng lấy bản vẽ. Trong phòng rơi vào trong trầm mặc, Thu Sơn Vũ Phu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một trái tim phanh phanh nhảy loạn, liếm môi, lại nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Những người này cũng không có một mà tiếp hướng hắn xác nhận, hiển nhiên là nhận định hắn không dám nói láo. Tại trước mắt dưới tình hình như thế, Thu Sơn Vũ Phu cũng xác thực không dám nói láo. Nếu không sẽ cùng tại tự sát. May mắn, mình không có nói láo. Không lâu sau đó, trong phòng lại vang lên nửa tiếng bước chân. chương 371, Phi Đao. Một cái u tĩnh trong sân nhỏ, tiêu phàm hai tay chắp sau lưng, chính đang từ từ dạo bước. Đối với chu Đại Luân giới thiệu loại này gia đình quán trọ, tiêu phàm rất hài lòng. Khả năng tại đại đa số người trẻ tuổi trong mắt, loại này nhà đơn gia đình quán trọ quá mức quạnh quẽ, mà lại là ở nước ngoài, cùng một cái vốn không quen biết đông đảo người ta đình cùng một chỗ sinh hoạt, càng thêm không thể thích ứng. Lại rất đúng tiêu phàm khẩu vị, phương Bắc đảo mặc dù là đông đảo quốc bản thổ lớn thứ hai hòn đảo, dù sao chỗ cực bắc vùng đất nghèo nàn, ở trên đảo người ở thưa thớt, toàn bộ phương Bắc đảo toàn bộ nhân khẩu cộng lại, vẫn chưa tới đông đảo quốc người của thủ đô miệng một nửa. Bởi vậy bắc ruộng thành phố cũng coi như phải hoang vắng, nhà này gia đình quán trọ có một cái to lớn đỉnh viện, cung cấp tiêu chân nhân lưu luyến quán trọ nữ chủ nhân chuẩn bị thanh đạm bữa sáng cùng cơm trưa, tiêu phàm cũng ăn được 10 điểm thuận miệng. Ăn xong cơm trưa, tiêu phàm trong sân đi vòng một chút. Khoảng thời gian này đối hợp hoan thức luyện tập, rất không thuận lợi. Ngay từ đầu chỉ là đang luyện tập quá trình bên trong, có xúc động, theo tu luyện xâm nhập, loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hóa thân thành một cỗ liệt hỏa, tại tiêu phàm kinh mạch bên trong tán loạn. Dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi, tạo nghệ cao thâm, tình hình như vậy cũng là lần đầu đụng phải. Cùng nhị sư huynh Văn Thiên thương nghị qua đi, tiêu phàm nguyên bản định đi lĩnh Nam đi một chuyến, đem loại kia dùng được dược vật thu hồi lại, hảo hảo luyện chế một lò đan dược đến giải quyết vấn đề này. Không ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, liễu sinh hùng một một điện thoại, liền đem tiêu phàm điều đến phương Bắc đảo đến, hoàn toàn Nam viên Bắc rút. Tiêu phàm rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng bản mệnh chân nguyên, đem kia cỗ khắp nơi tán loạn tà hỏa áp chế xuống, cùng chuyện bên này giải quyết về sau, lại chậm chậm nghĩ cách tốt. Buổi tối hôm qua, tại nhà này gia đình quán trọ ưu tính trong phòng khách, tiêu phàm lần nữa thử nghiệm tu luyện hợp hoan thức. Lại gặp đến cực kỳ mãnh liệt phản phệ, bản mệnh chân nguyên vừa mới buông lỏng động, kia cố bị áp chế tại thể nội dục niệm tà hỏa. Lập tức liền xông ra, bay thẳng trên đỉnh đầu, tựa hồ bị cưỡng ép áp chế những này lúc nói về sau, cỗ này dục niệm tà hỏa chẳng những chưa từng tiêu trừ, ngược lại càng thêm tươi tốt, tiêu phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, nội tức kém chút đi xóa kinh mạch. Tiêu chân nhân dưới sự kinh hãi, không thể không lại một lần nữa cưỡng ép đem cỗ này tà hỏa áp chế xuống. Nhưng lần này vận dụng bản mệnh chân nguyên, rõ ràng so với một lần trước vận dụng càng nhiều. Chiếu cái dạng này phát triển tiếp, trừ phi tiêu phàm triệt để từ bỏ hợp hoan thức tu luyện. Nếu không cỗ này trầm tích dục niệm tà hỏa, chỉ có càng ngày càng lợi hại. Đây là một đạo không vòng qua được đi khảm việc này thật đúng là để tiêu chân nhân có chút phiền não. Bất quá dưới mắt, tiêu chân nhân tạm thời không có thời gian đi chú ý có quan hệ tu la đạo hợp hoan thức vấn đề. Cái gia đình này quán trọ cố nhiên thanh tính, dù sao không phải chân chính thế ngoại đào nguyên, còn tại bắc ruộng thành phố trong vòng phạm vi quản hạt. Đã liễu sinh hùng một không tuân theo quy củ, vận dụng lực lượng của cảnh sát, cảnh sát tìm tới cửa, liền là chuyện đương nhiên. Tiêu phàm vào ở cái gia đình này quán trọ, dùng hay là tiêu một nhóm hộ chiếu. Tiêu Phàm chính đang thưởng thức đình viện mỹ cảnh, một trận rối bởi tiếng cãi vã vang lên, lập tức gia đình quán trọ nữ chủ nhân liền vội vã chạy tiến nội viện, hướng Tiêu Phàm kêu lên, "Tiêu Tang, Tiêu Tang!" Gia đình quán trọ nữ chủ nhân là một cái chừng 30 tuổi mùa hoa thiếu phụ. Tướng mạo dáng người đều cũng không tệ lắm, chỉ là giờ phút này thần sắc hoảng loạn, tựa hồ nhận không nhỏ kinh hãi. Nhượng bên trong làm cho dù gấp, lại tại cách Tiêu Phàm mấy mét bên ngoài kìm lòng không đặng dừng bước. Không dám đến gần nữa. Vừa rồi Sơn khẩu cảnh bộ nói được rõ ràng, cái này gọi tiêu một nhóm chi người kia. Là cái giết người không chấp mắt ma quỷ, tối hôm qua tại một quán rượu, một hơi giết năm người. Cứ việc vị này tiêu tăng nhìn qua thực tế không giống như là cái sát nhân ma vương, nhưng thiếu phụ hay là nửa tin nửa ngờ. Dù sao Sơn khẩu cảnh bộ hoàn toàn không giống như là nói đùa, có ai sẽ mang theo bảy tám tên súng ống đầy đủ cảnh sát sáng sớm chạy đến trong nhà nàng đến nói đùa. Tiêu phàm dừng lại thân thể, mắt nhìn vị này nữ chủ nhân, thần sắc 10 điểm ôn hòa. Cái này ôn hòa ánh mắt cùng chấn định như hằng thần thái, ngạnh sinh sinh đem nữ chủ nhân đầy bụng điểm khả nghi chắn trở về. Nhất định là cảnh sát tiên sinh lầm, dạng này một cái ôn tồn lễ độ nam tử, xem xét chính là đầy bụng kinh luân, làm sao có thể là cái hung thủ giết người. Cơm đảo phu nhân, không nên tới gần hắn, còn không có cùng nữ chủ nhân nghĩ được rõ ràng, trong viện liền truyền đến quát to một tiếng, một tên hơn 40 tuổi cảnh sát nhanh chân đi đến, song tay nắm chặt phối súng, họng súng đen ngòm trực chỉ mà trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vẻ đề phòng. Theo sát phía sau bốn tên cảnh sát, cũng là đồng dạng thần thái cùng động tác. Năm chi cảnh súng thẳng tắp chỉ vào tiêu phàm, còn có ba tên cảnh sát thủ tại bên ngoài, đồng dạng súng ống đầy đủ. Tiêu một hành tiên sinh, bác ruộng cảnh sát thử cảnh sát, ta là sơn khẩu cảnh bộ. Người dính líu giết người, bắt cóc, Hiện tại xin theo chúng ta về cảnh sát thực tiếp nhận điều tra. Sơn khẩu cảnh bộ cao giọng quát, không muốn ý đồ phản kháng, ngươi là giết người nghi phạm, chúng ta đã được đến trao quyền, nếu như ngươi gan dám phản kháng lời nói, sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nói, năm người đồng loạt nắm thật chặt trong tay cảnh súng. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo. Đông đảo quốc cảnh dụng tay súng trong mắt hắn, thực tế không coi là bao nhiêu lợi hại sát khí loại này lắp đạn 5 phát súng lục tay súng, lúc trước thiết kế ý nghĩa chính liền cũng không chú trọng lớn lực sát thương, mà là lấy ngăn lại phạm tội vì mục tiêu chủ yếu. Bởi vì cảnh dụng tay súng cùng quân dụng tay súng tại sử dụng hoàn cảnh bên trên khác biệt, vì phòng ngừa ngộ thương xung quanh thị dân, cảnh dụng tay súng lực sát thương thua xa tại quân dụng tay súng, tầm bắn càng thêm có hạn. 50 m cơ bản cũng là loại này cảnh dụng tay súng sát thương cực hạn. Đương nhiên, cảnh dụng tay súng lực sát thương lại kém, tiêu chân nhân cũng không đến nỗi muốn lấy huyết nhục chi khu đi đối kháng một phen. Bình thường đến nói, tiêu phàm căn bản liền sẽ không để người có cơ hội ở trước mặt hắn móc súng. Hiện tại loại tình hình này lại phát sinh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề tiêu phàm cho rằng để bọn hắn ở trước mặt mình móc súng cũng đừng gấp. Trên thực tế, sân khẩu mấy người cũng xác thực không có cơ hội kích phát. Số đạo hàn mang hiện lên, đón chân trời nắng gắt, cái này mấy đạo hàn mang từ tiêu phàm bên người thụ nha bên trên bắn lúc đi ra, sơn khẩu cảnh bộ cùng hắn bốn tên thủ hạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát giác tiêu phàm đang đứng tại đón mặt trời phương hướng ánh nắng lóa mắt cái góc độ này sơn khẩu bọn người nhìn tiêu phàm lớn như vậy người đều là mơ mơ hồ hồ chớ đừng nói chi là tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ ám khí ai nha a à, vài tiếng thống khổ rú thảm truyền đến sơn khẩu cảnh bộ cùng năm tên cảnh sát cơ hồ là đồng thời chúng chiêu trên cổ tay cắm một thanh sáng loáng liễu diệp phi đao máu me đầm đìa tay súng đồng loạt rất xuống đất Ba ca, sơn khẩu cảnh bộ trái tay nắm chặt thụ thương cổ tay phải, vừa mới ngồi thẳng lên chu lớn một tiếng, tiếng kêu lập tức liền im bặt mà dừng. Không biết lúc nào, tiêu phàm đã đứng trước mặt của hắn, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Sơn khẩu cảnh bộ lại cảm thấy cổ bị thứ gì đồ vật hung hăng bóp lấy, trương đại chỉ chỉ là hô hô thở dốc, nửa câu đều nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng muốn tuyệt thân sắc. Hắn lại Yagyu gia tộc tộc gia tướng, tướng so cảnh sát bình thường mà nói, võ nghệ có thể xưng cao cường, buổi tối hôm qua cũng đã gặp phản điền khách sạn đẫm máu hiện trường, biết cái này họ tiêu chi người kia là cái giết người không chấp mắt ác ma, bởi vậy đã đầy đủ cẩn thận, mang bốn tên bộ hạ cùng một chỗ tới. Cái này họ tiêu lợi hại hơn nữa, đông phương võ thuật lại thần kỳ, cũng không có khả năng nhanh hơn được năm thanh tay súng. Trừ ngoan ngoán bị trói sơn khẩu không nghĩ ra được tiêu phàm còn có thứ hai con đường có thể đi. Tiêu phàm phạm vào là trọng tội, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết nhất định phải bắt sống hắn chỉ cần hắn dám phản kháng lập tức mở thương kích đánh chết đây là pháp luật tương quan hoàn toàn cho phép cái này cùng phổ thông bắt khác biệt năm người năm thanh súng hoàn toàn đầy đủ huống chi bên ngoài còn trông coi ba người ba thanh súng coi như tiêu phàm có thể hóa thân thành một con chim nhỏ hắn cũng bay không ra cái này thiên la địa nhưng là sơn khẩu thật không nghĩ tới còn có ám khí dù coi như hắn là yagyu gia tộc tướng ám khí cái từ ngữ này đối với hắn mà nói cũng vẫn như cũ quá cổ xưa chút. Có súng loại này siêu cấp ám khí, phi đao còn có cái gì dùng. Mà bây giờ, Sơn Khẩu rốt cục ý thức được mình sai, đồng thời sai rất không hợp thói thường. Nguyên bản Sơn Khẩu còn muốn xoay người lại nhặt lên tay súng, tiêu phàm hướng trước mặt hắn một chạm, cũng không dám lại tùy tiện động đậy. Buổi tối hôm qua phản điền khách sạn xa hoa bên trong sáo gian nhìn thấy một màn, lần nữa thoáng hiện tại Sơn Khẩu trước mắt bốn tên ninja đồng loạt gục ở chỗ này bốn chuôi võ sĩ đao hàn quang lóa mắt cơ bản có thể phán đoán bọn hắn là trong nháy mắt bị người giết chết cùng là yagyu gia tộc tướng sơn khẩu cảnh bộ đội mấy vị này ninja bản sự hiểu rất rõ ràng đơn đả độc đấu mỗi một cái đều không kém chính mình tại cái này họ tiêu chi người kia trước mặt bốn người liên thủ ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có như vậy tiêu phàm muốn giết mình hoặc là nói muốn đem phe mình cái này năm danh thủ cổ tay bên trong đao, phế hơn phân nửa cảnh sát toàn diện giết chết, cũng bất quá là một cái nhấc tay thôi. Mình không có mảy may kháng cự cơ hội, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Sơn Khẩu cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế. Mùa hoa thiếu phụ cơm đảo phu nhân sớm đã hét lên một tiếng, ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không mang nửa phân huyết sắc. Trừ Sơn Khẩu, cơm đảo phu nhân bọn người, ngoài ra còn có một vị ẩn núp trong bóng tối thương thủ, cũng giống vậy cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vị này tay bắn tỉa ngay tại sát phách gia đình quán trọ tầng 3, ở trên cao nhìn xuống quan sát cơm đảo nhà toàn bộ đình viện, một chi tinh xảo ngắm bắn bước súng liền gác ở cửa sổ, tự nhiên ẩn tàng rất khá. Sơn khẩu bọn người hai tay nâng súng, khí thế hung hăng chỉ hướng tiêu phàm thời điểm, tay bắn tỉa lúc đầu đã chuẩn bị mở súng, không ngờ hay là muộn một bước. Rốt cuộc không nghĩ tới, thuộc nha bên trên sớm đã mai phục có người, mà lại là một cùng một cao thủ. Cứ việc trong tay mình cầm là kiểu mới nhất ngắm bắn bước súng, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào trong cùng một lúc phế bỏ năm tên đông đảo cảnh sát. Coi như hắn động tác lại nhanh, cho những ngày đông đảo cảnh sát điểm danh, cũng phải có cái trước sau chi phân. Trên một điểm này, ngắm bắn bước súng thật không như bay đao. Thiên nữ tán hoa loại này ám khí thủ pháp, chú định chỉ có thể dùng tại cổ lão bay trên đao, mà không thể dùng tại ngắm bắn bước súng phía trên, lại trước tiến vào ngắm bắn bước súng cũng không dùng tới. Sơn khẩu bọn người thất kinh thời điểm, thụ nha một trận rất nhỏ run run, tay bắn tỉa rất rõ ràng nhìn thấy, một bóng người cực nhanh rời đi rậm rạp tán cây, lóe lên về sau liền không gặp. Lập tức, ngoài cửa lại truyền tới liên tiếp kêu thảm. Lưu thủ tại bên ngoài ba tên đông đảo cảnh sát, đã bị giải quyết hết. Sơn khẩu cảnh bộ trong chốc lát mặt như màu đất mươi 372, con tin trao đổi. Sơn khẩu cảnh sát, làm phiền ngươi, cho liễu sinh tiên sinh gọi điện thoại. Tiêu phàm rất bình tĩnh đối sơn khẩu cảnh bộ nói. Hắn có liễu sinh hùng một số điện thoại, bất quá dưới mắt lúc này, tự nhiên vẫn là dùng sơn khẩu điện thoại cho liễu sinh hùng một đánh tới tương đối tốt một chút. Mặc dù các dây leo tú xuyên cũng tốt, sơn khẩu cảnh bộ cũng được, loại trình độ này quấy dày đối tiêu phàm sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng luôn luôn như thế không lưu loát, Tiêu chân nhân cũng sẽ tương đối phiền, một khi bị ảnh hưởng đến tâm tình, có đôi khi là xảy ra bất tỉnh chiêu. Sơn Khẩu chỉ là nhìn Tiêu Phàm một chút, không rên một tiếng, liền dùng tay trái đi trong túi móc điện thoại. Cổ tay phải máu me đầm đìa, không làm gì được. Mắt thấy Tiêu Phàm lực chú ý tựa hồ hoàn toàn đặt ở Sơn Khẩu trên thân, Sơn Khẩu sau lưng một tên cảnh sát liền chậm rãi hướng xuống xoay người, muốn đi đem rơi trên mặt đất súng lục tay súng nhặt lên năm tên cảnh sát súng ống đầy đủ tiến đến bắt một cái phạm nhân kết quả chi này người kia đều không cần ra tay đoàn người liền mơ mơ hồ hồ địa giao nộp giới thực tế có đủ mất mặt nhất là chi này người kia không chậm không nhanh cao cao tại thượng thần sắc coi là thật để người khó mà chịu đựng chi người kia lúc nào có thể tại đại đông đảo dân tộc trước mặt như vậy như bức hống hống đúng không sơn khẩu cảnh bộ biểu hiện cũng quả thật làm cho người nhìn xem ấm ức làm sao có thể đối cái này chi người kia nói gì nghe nấy dù là liền là chết, cũng muốn phản kháng. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn chạm đến tay súng, cảnh sát thậm chí cảm thấy chuôi này tay súng bên trên khí thức quen thuộc, trong lòng không khỏi cuồng loạn lên. Chỉ cần lại cùng một giây đồng hồ, thế cục liền có thể đảo ngược. Cứ việc dùng tay trái cầm súng rất không quen, nhưng cái này chi người kia gần trong gang tắc. Tùy tiện vừa bóp cò, liền có thể đem đầu của hắn đánh nổ. Gần, bắt lấy, sau đó, nửa tiếng thê lương bi thảm bỗng nhiên vang lên không có dấu hiệu nào, tên kia cảnh sát đầu ngay lúc này nở hoa, giống một viên dưa hấu nát vỡ ra. Máu đen cùng óc tung tóe bên cạnh đồng sự một thân. Có tay bắn tỉa, cái khác ba tên đông đảo cảnh sát lập tức hét dầm lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô so. Không phải nói bắt một cái chi người kia à, làm sao, làm sao hiện tại ngay cả tay bắn tỉa đều hiện thân rồi. Còn có cái kia so tay bắn tỉa càng thêm cao thủ đáng sợ, cho tới nay đều chưa từng thấy rõ ràng là nam hay là nữ. Tiêu phàm sau mi có chút nhân lại, có chút không vui nói, sơn khẩu cảnh sát. Mời ngươi ước thúc bộ hạ của ngươi, yêu quý sinh mệnh của mình. Đây là cơm đảo tiên sinh cùng cơm đảo phu nhân tư nhân vườn hoa, ta không nghĩ nơi này biến thành một cái lò sát sinh. Tất cả không được nhúc nhích, sơn khẩu vội vội vàng vàng quay thân hướng về còn lại ba tên cảnh sát kêu lên. Cái này chi người kia, bên ngoài đồng hồ nhã nhận, lại là cái chân chính sát nhân ma vương, từ ngữ khí của hắn, thần thái thậm chí trong ánh mắt. Đều có thể phán đoán được đi ra, trong mắt hắn, mình những này đông đảo người, xác thực cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Chỉ cần ai một có dị động, cái kia núp trong bóng tối thần bí tay bắn tỉa, liền sẽ không chút do dự bóp cò, đem kẻ vọng động đầu đánh thành dưa hấu nát. Tiêu phàm tuyệt sẽ không để ý đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nhận dạng này kinh hãi kích thích, sơn khẩu động tác ngược lại lưu loát, lưu loát lấy ra điện thoại lưu loát cho Liễu Sinh Hùng một gọi tới, điện thoại kết nối trong nháy mắt đó. Sơn khẩu cảnh bộ sắc mặt lại là sợ hãi lại là xấu hổ, muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Sơn khẩu quân, thế nào, tìm tới tiêu phàm nơi đặt chân rồi sao? Điện thoại bên kia, truyền đến Liễu Sinh Hùng một yêu nhã thanh âm trầm ổn. Gia chủ, Sơn khẩu cảnh bộ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Thế nào, xảy ra ngoài ý muốn. Liễu sinh hùng một ngựa bên trên liền nghe ra không đúng, có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Tiêu phàm lên núi miệng vươn tay ra, sơn khẩu cảnh bộ cơ hồ là phản xạ có điều kiện đưa điện thoại di động đưa cho tiêu phàm, đông đảo người có một cái đặc điểm, đó chính là đặc biệt sùng bái cường giả. Cục diện bây giờ tại tiêu phàm hoàn toàn trong khống chế, sơn khẩu không có chút nào kháng cự chi lực, một cách tự nhiên đối tiêu phàm hết thảy chỉ lệnh đều không hứng nổi lòng kháng cự. Chỉ là đưa điện thoại di động đưa cho tiêu phàm về sau, sơn khẩu mới ý thức tới, mình thế mà không có trước cấp gia chủ giải thích một chút liễu sinh tiên sinh tiêu phàm chậm rãi nói ngữ khí ngưng trọng tiêu tang liễu sinh hùng một nửa nụ cười khổ không cần phải nói tiêu phàm lại thắng sơn khẩu đều trong lòng bàn tay của hắn liễu sinh tiên sinh loại này chơi nhà tròi trò chơi ta đã chán ghét hiện tại còn chỉ có một tên cảnh sát mất mạng nhưng là ta không bảo đảm lần sau bọn hắn còn may mắn như vậy liễu sinh tiên sinh ta nhất định phải lập tức nhìn thấy trần dương tiêu tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng có thể chỉ lệnh ta liễu sinh hùng một ngữ khí cũng ngưng trọng lên rất đơn giản ta dùng cát dây leo tú xuyên tiên sinh cùng sơn khẩu cảnh bộ cùng ngươi trao đổi con tin nếu như ngươi không đồng ý như vậy ta liền đem bọn hắn xử tử sau đó trực tiếp tiến công liễu sinh trang viên tiêu phàm bình tĩnh nói sơn khẩu cảnh bộ trong lòng không khỏi một hàn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch cứ việc đây là đang đông đảo quốc, tại Bắc ruộng thành phố, tại Yagyu gia tộc tộc hang ổ, Sơn khẩu lại không có chút nào hoài nghi, tiêu phàm thật sẽ như vậy làm. Tiêu phàm không phải đang uy hiếp liễu sinh hùng một, mà là tại tự nói kế hoạch của mình. Trừ phi liễu sinh hùng một đáp ứng trao đổi con tin, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng tiêu phàm, hắn Sơn khẩu liền chết chắc. Liễu sinh hùng khẽ đảo là không thế nào do dự, một ngụm liền đáp ứng. Có thể, ta đồng ý trao đổi con tin địa điểm, tiêu tiên sinh, để ta tới định địa điểm, người sẽ thả tâm A. Nói, thật, địa điểm ta nhìn liền định tại thành Bắc Tĩnh Xuyên Núi, Tĩnh Xuyên Núi Công viên Quảng Trường. Nơi đó người ở thưa thớt, tầm mắt khoáng đạt, là cái lý tưởng trao đổi con tin địa điểm. Có thể, lúc nào gặp mặt, tiêu tiên sinh, thời gian từ ngươi đến định, ta bên này lập tức liền mang trần cảnh sát đi tĩnh xuyên núi công viên, vô luận ngươi chừng nào thì đến, gọi điện thoại cho ta là được, ta sẽ một mực tại nơi đó chờ đại giá của ngươi quang lâm. Liễu sinh hùng một rất đại độ nói, tiêu phàm lập tức cúp điện thoại, sơn khẩu cảnh bộ lại thất thủ rồi. Thu tử nhìn về phía liễu sinh hùng một, giật mình hỏi. Sơn khẩu cảnh bộ tại võ thuật cùng nhẫn thuật bên trên tạo nghệ. Chưa hẳn liền so các dây leo tú xuyên mạnh hơn, mấu chốt hắn là cảnh sát, còn không phải một thân một mình hành động. Một đôi cảnh sát mang theo súng, làm sao sẽ còn thất thủ. Ừm, cái này rất bình thường. Ta nguyên bản liền không có trông cậy vào Sơn Khẩu có thể thật bắt lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu như bị Sơn Khẩu bắt lấy, chỉ sợ ta sẽ phi thường thất vọng. Liễu Sinh Hùng một mỉm cười, vẫn như cũ rủ bận vẫn ung dung, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bất kể nói thế nào, ta để Sơn Khẩu chọc giận hắn mục đích hay là đạt xong rồi. Thu Tử hỏi kia, chúng ta thật muốn đi Tĩnh Xuyên Công viên cùng hắn trao đổi con tin a. Liễu Sinh Hùng nhìn một cái nàng một chút, cười cười nói tĩnh xuyên công viên là khẳng định phải đi nhưng có phải là trao đổi con tin vậy liền không nhất định thu tử vội vàng nói ai gia chủ ta cũng cho là như vậy tĩnh xuyên công viên nơi đó tầm mắt khoáng đạt tầm bắn tốt đẹp đặc biệt thích hợp cự ly xa ngắm bắn đã cận chiến không phải tiêu phàm đối thủ liên tiếp hai nhóm người múa đao làm súng đều để cái kia chi nam nhân kia cho diệt xa như vậy khoảng cách ngắm bắn dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất thậm chí thu tử cho rằng, ngay cả hiện tại tính xuyên công viên trao đổi con tin đều là vẽ vời thêm chuyện. Cái kia Tiêu Phàm không phải nói hắn sẽ trực tiếp tiến công Liễu Sinh Trang Viên a. Vậy liền để hắn đến tốt, tại Liễu Sinh Trang Viên đánh lén hắn mới là tốt nhất địa điểm, so tính xuyên công viên càng thêm phù hợp. Không phải thời gian dài sinh hoạt tại Liễu Sinh Trang Viên người, có thể không bị trong này cửu khúc hành lang mê đi đầu liền đã rất không tệ lại làm sao có thể phòng bị được không biết tránh ở trong cái xó nào đâm lén bắn lén tại liếu sinh trang viên thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình có lý do gì không thắng đừng bảo là một cái chi người kia chính là đến một đống chi người kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là liếu sinh hùng một không có có an bài như thế thu tử cũng không tiện nói ra dù sao tiêu phàm ở trong điện thoại nói đến hết sức rõ ràng nếu như liếu sinh hùng một không đồng ý trao đổi con tin hắn liền sẽ đem cát dây leo tú xuyên cùng sơn khẩu cảnh bộ trực tiếp xử tử. mặc kệ là cát dây leo tú xuyên hay là sơn khẩu cảnh bộ, thu tử cùng bọn hắn quan hệ đều vô cùng bình thường. đối sinh tử của bọn hắn không nói thở ơ, tối thiểu cũng không phải để ý như vậy. mấu chốt ở chỗ, trên bản chất nàng cùng cát dây leo sơn khẩu đều là cùng một loại người, yagyu gia tộc gia thần. nếu như mình chủ động mở miệng nói không muốn đi quản cát dây leo tú xuyên cùng sơn khẩu cảnh bộ chết sống không khỏi có chút đào hố chôn chính mình ý tứ. Cái này tiền lệ vừa mở, chỉ sợ có hướng nhất viết, nếu như cần, gia chủ sẽ không khách khí chút nào đem mình cũng hy sinh hết. Liễu sinh hùng một khẽ gật đầu, nói thu tử, người chuẩn bị một chút, trước đi qua. Ai, thu tử liền là cúi người chào thật sâu. Gia chủ, vì thận trọng lý do, ta đề nghị, mang chính giã cùng Takada quân cùng đi. Cái này chi người kia rất lợi hại, ba người chúng ta người đồng loạt ra tay, nắm chắc phải lớn hơn nhiều. Thu tử 10 điểm trịnh trọng nói, ngoại nhân vô luận như thế nào sẽ không biết, cái mới nhìn qua này kiều tiểu linh lung, ôn nhu uyển chuyển, tựa hồ trừ tại giường tre ở giữa thỏa mãn liếu sinh hùng một liền lại không có cái khác sở trường thu tử tiểu thư, nhưng thật ra lại Yagyu gia tộc tộc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất tay bắn tỉa. Đối với các loại súng ống sử dụng, có vô so kiệt xuất thiên phú. Mặc kệ là khoảng cách gần bắn nhau hay là cự ly xa ngắm bắn, thu tử đều có như thần giác quan thứ sáu, tại rất nhiều lần mô phỏng trong quyết đấu yagyu gia tộc tộc những cái kia uy tín lâu năm ninja đều chạy không khỏi thu tử ám sát dù là như thế thu tử cũng tuyệt không chịu tình địch liễu sinh chính giã cùng takada một lang là yagyu gia tộc tộc trừ nàng bên ngoài mạnh nhất tay bắn tỉa ba người ba xào hạng nặng ngắm bắn bước súng tăng thêm tĩnh xuyên công viên vùng đất bằng phẳng tốt đẹp tầm nhìn chỉ muốn cái này gọi tiêu phàm chi người kia không phải thiên thần hạ phàm hắn tại tĩnh xuyên công viên quảng trường ngoi đầu lên thời điểm chính là hắn tử kỳ liễu sinh hùng một mỉm cười nói chính giã cùng takada cũng sớm đã quá khứ cũng sớm đã quá khứ rồi thu tử lại có chút chưa tỉnh hồn lại chẳng lẽ gia chủ đã sớm biết tiêu phàm muốn cùng hắn tại tĩnh xuyên công viên trao đổi con tin trước kia liền làm an bài thu tử chi người kia có câu nói gọi là giang hồ hiểm ác quá thành thật là phải ăn thiệt thòi liễu sinh hùng một không chịu được thở dài lắc đầu, nói: "Thu tử hai mắt trợn thật lớn, thu tử, mặc kệ Tiêu phàm có phải là chủ động nói ra cùng ta trao đổi con tin, chẳng lẽ ta liền không thể để hắn đi tĩnh xuyên công viên sao? Chỉ cần Trần Dương trong tay ta, quyền chủ động liền mãi mãi cũng trong tay ta." "Ngươi rõ chưa?" "Ai," thu tử lần nữa cúi người chào thật sâu, lúc ngẩng đầu lên cũng đã mặt mũi tràn đầy sùng bái đến cực điểm thần sắc. Chương 373: Ám sát Tính xuyên núi tại bắc ruộng thành phố Đông Bắc, ước chừng hai mươi mấy cây em nơi xa, sơn lâm xanh um tươi tốt, cây cối che trời, một mảnh màu xanh biếc giạt rào. Đông đảo quốc rừng rậm bao trùm xuất vốn là phi thường cao, phương bắc đảo càng hơn, hoang vắng, một mảng lớn một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Đương nhiên, giới hạn trong phương bắc đảo bản thân diện tích trên đảo rừng rậm nguyên thủy liền nó rộng lớn kéo dài, từ không thể cùng châu Á Đông Bắc rừng rậm nguyên thủy đánh đồng. Nhưng mà đối bất luận cái gì người hoặc là lữ hành đoàn đội mà nói, hàng trăm hàng ngàn cây em bình phương rừng rậm nguyên thủy đã đầy đủ rộng lớn. Tĩnh xuyên công viên kỳ thật chính là tĩnh xuyên núi rừng rậm nguyên thủy lối vào, phong cảnh 10 điểm tú lệ. Chính là tháng 7, thời tiết sáng sủa, miền Bắc Trung Quốc phong quang, bầu trời xanh nhìn dặm. Tĩnh xuyên công viên cửa vào cách đó không xa, có một cái thanh thạch phô thành cỡ lớn quảng trường, điều khắc có một ít cổ lão đồ đằng, cùng một chút giải trí công trình là bác ruộng thị dân giả nói hưu nhà nơi đến tốt đẹp, không ít du khách nước ngoài cũng sẽ đến tĩnh xuyên công viên du lịch, cho nên tĩnh xuyên công viên cũng muốn xem như bác ruộng thành phố du lịch thắng địa một trong. tại thu tử nghĩ đến, đoán chừng đây cũng là tiêu phàm một lời đáp ứng tại tĩnh xuyên công viên trao đổi con tin nguyên nhân du lịch thắng địa. tại người bình thường trong tưởng tượng, luôn luôn người ta tấp nập, không quá yên tĩnh. tại dạng này địa phương náo nhiệt trao đổi con tin có thể hữu hiệu né tránh bắn tỉa khoảng cách xa uy hiếp. Một khi gặp được tập kích, tận lực hướng nhiều người địa phương chạy. Đây là thường thức, người càng nhiều, tràng diện một hỗn loạn, tay bắn tỉa liền không dễ dàng tại thất kinh, chạy loạn khắp nơi trong đám người lần nữa tìm đúng mục tiêu. Nhìn xem lãnh lãnh thanh thanh tĩnh xuyên công viên quảng trường, thu tử nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Người ngoại quốc đến cùng không có khả năng hiểu rõ tĩnh xuyên công viên tình huống thật, Tĩnh Xuyên công viên đương nhiên là du lịch thắng địa, nhưng chân chính hấp dẫn các du khách chính là trong núi sâu chùa miếu cùng cái khác tự nhiên cảnh quan, mà không phải cái này nhân tạo kiến tạo ra được quảng trường. Đa số du khách sẽ chỉ đem quảng trường xem như bãi đỗ xe, sau đó trực tiếp lần theo trong rừng đường mòn vào núi. To lớn tĩnh xuyên quảng trường, trên cơ bản không nhìn thấy mấy người. Loại này không che không đậy hoàn cảnh, là lý tưởng nhất ngắm bắn sân bãi. Chỉ cần tiêu phàm dám mạo hiểm đầu, dù là hắn đem mình hóa thân thành một con phi điểu, cũng tuyệt chạy không khỏi ba chi ngắm bắn bước súng ám sát. Thu tử lái một đài kinh tế hình đông đảo quốc sinh xe Việt giã, chậm rãi dừng sát ở công viên quảng trường một gái hào không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Lúc này thu tử, tự nhiên không còn là một thân dịu dàng kimono, mà là một bộ lam lục sắc giao nhau đồ thể thao, dưới chân xuyên một đôi leo núi dày, mái tóc thật dài ở sau ót đâm thành một chùm, toàn bộ đều nhét tiến vào nhất định lam lục sắc giao nhau mũ lưỡi chai, lộ ra phi thường giả dặn. Quần áo thể thao, mũ lưới chai đều là lam lục sắc giao nhau, không thể nghi ngờ, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, đây chính là tốt nhất đồ đổi màu ngụy trang. Xe Việt dã trong góc rừng hẳn, thủ tử nhẹ nhàng nhảy xuống xe, từ chỗ ngồi phía sau lôi ra một cái màu đen túi vải dày tử, hướng trên vai hất lên, thân thể chấp động mấy lần, liền biến mất tại ven đường trong rừng rậm, trên thân trang phục cùng rừng rậm hòa làm một thể, lại cũng khó có thể phân biệt. Vài phút về sau, thù tử xuất hiện tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao phía trên. Ngọn núi nhỏ này bao bên trên cây rừng dày đặc, không có bất kỳ cái gì cảnh điểm, cũng không có bất kỳ người nào công kiến trúc, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không có du khách hoặc là những người khác chạy đến núi này bao đi lên. Đối vùng này địa hình, thù tử quá quen thuộc, liễu sinh bên trong gia tộc quyết đấu thi đấu, chỉ ít có hai lần là ở đây cử hành, thù tử đối công viên quảng trường xung quanh địa hình biết rõ hơn ghi tạc tâm. Dù là nàng chưa từng tới bao giờ công viên quảng trường, đứng tại quảng trường lối vào tùy tiện quét qua, cũng có thể tìm tới 10 điểm thích hợp chỗ bắn lén đưa, đây là một cái ưu tú tay bắn tỉa kiến thức cơ bản. Thu tử cóng màu đen vải bạt ba lô, bước chân nhẹ nhàng, vượt qua sườn núi đỉnh chóp, thân thể rất nhanh liền biến mất tại một cái nhô ra đống đất về sau. Cái này đống đất về sau, có thế giới khác, nếu có ngắm bắn kinh nghiệm người lại tới đây, một chút liền có thể nhìn ra, nơi này là một cái giản dị đơn binh ngắm bắn trận địa. Thu tử rất hài lòng gật gật đầu nơi này đơn binh nắm bắn trận địa hay là bên trên về bên trong gia tộc thời điểm tranh tài nàng tự tay bố trí thời gian mấy tháng quá khứ nơi này còn duy trì dáng dấp ban đầu cơ hồ khỏi phải làm sao ra công liền có thể tiếp tục sử dụng thu tử tại đống đất về sau ngồi xổm tử mở ra vải bạt ba lô lộ ra bên trong màu đen dài mảnh mệnh cái dương chấp động lên kim loại sáng bóng cảm nhận mê người đến cực điểm đánh mở dương thủ tử đem ngắm bắn súng linh kiện từng loại lấy ra, lắp lên thành một chi hoàn chỉnh ngắm bắn bước súng, thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng còn có thời gian, không vội, gia chủ mới vừa cùng tiêu phàm thông qua điện thoại, nàng cơ hồ là lập tức liền lên đường chạy tới. Cái kia người lợi hại hơn nữa, cũng là người ngoại quốc, chỉ sợ ngay cả tính xuyên công viên tại cụ thể vị trí nào, đều cần tìm đọc địa đồ hoặc là hỏi thăm người khác mới có thể biết được, tự nhiên không có khả năng nhanh hơn nàng đuổi tới công viên. Huống hồ vừa rồi tại trên đường thời điểm, gia chủ lại cùng nàng thông qua điện thoại, sơn khẩu cảnh bộ còn lưu tại nội thành. Cái này là thông qua truy tung sơn khẩu điện thoại tín hiệu mà biết được tình báo. Cái kia người rất ngông cuồng tự đại, cũng không có đem sơn khẩu điện thoại tắt máy hoặc là vứt bỏ. Nếu là trao đổi con tin, người khẳng định phải đem sơn khẩu cùng cắt dây leo mang theo trên người. Mặc kệ gia chủ có phải là thật hay không nguyện ý cùng hắn trao đổi con tin, vì bạn gái an nguy, tiêu phàm đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng gia chủ thành ý. Cái này nam nhân thật là một cái đồ đần, biết rõ Yagyu gia tộc chủ muốn gây bất lợi cho hắn, vì một nữ nhân, thế mà thật đúng là chạy đến bác ruộng đi tìm cái chết. Thu tử mình mặc dù là nữ nhân, nhưng trọng nam khinh nữ khái niệm lại thâm căn cố đế, cùng đại đa số đông đảo nam nhân đồng dạng, thù không hay gây nên. Tại thu tử nghĩ đến, đừng bảo là vì bạn gái, liền xem như vì lão bà, cũng không nên dùng sinh mệnh đến mạo hiểm nếu có hướng nhất viết, mình bị người bắt cóc, Yagyu gia tộc chủ tuyệt sẽ không mạo hiểm tới cứu nàng, coi như Yagyu gia tộc chủ nguyện ý bốc lên dạng này hiểm, thủ tử cũng tuyệt không đáp ứng. Không đáng giá, hiện tại đã là buổi chiều, thủ tử đoán chừng, tiêu phàm chỉ cần không phải cái chân chính đồ ngốc, liền chọn tại trời tối sau trao đổi con tin. Bất kể nói thế nào, ban đêm mãi mãi cũng là tay bắn tỉa địch nhân lớn nhất. Mặc dù có máy ảnh nhiệt hồng ngoại cùng nhắm chuẩn nghi, nhưng lại rất khó trong bóng đêm nhận ra ngắm bắn mục tiêu. Thật muốn nghĩ ngắm bắn thành công, bảo đảm nhất cách làm chính là đem đối phương tất cả mọi người đánh chết. Nhưng cứ như vậy, độ khó liền phải lớn hơn nhiều. Trừ cự ly xa ngắm bắn, lấy đối phương kia gần như thân thủ, cận thân bác kích lời nói, coi như gia chủ tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Bất quá dù coi như là ban đêm trao đổi con tin, thu tử cũng cho rằng tiêu phàm có thể tránh thoát ám sát tỷ lệ thực tế không lớn. Đêm tối cố nhiên có thể cung cấp rất tốt bảo hộ, nhưng kia vẻn vẹn đây là chỉ lúc bình thường. Mà thu tử bày ra, lại là một cái ngay cả điểm sát trận. Chính giã cùng Takada, đều là kinh nghiệm phong phú tay bắn tỉa. Hai người đều tại lực lượng phòng vệ bộ đội tinh nhuệ phục qua dịch, tại bộ đội chính là đảm nhiệm tay bắn tỉa. Tiêu phàm bọn hắn chỉ cần không phải đến quá nhiều người, tại ba người hỏa lực đan sen đã kích xuống, có thể còn sống sót chỉ có thể dựa vào vận khí. Trừ cái đó ra, thủ tử mặt khác còn tại đến đây tĩnh xuyên công viên con đường 2 bên an bài tổ bốn đồn quan sát, đồng thời kiêm nhiệm hậu bị tay bắn tỉa. Cái này tổ bốn đồn quan sát đương nhiên không bằng 3 người bọn họ chuyên nghiệp như vậy, nhưng cũng không phải thái điểu. Chính xác ngắm bắn có lẽ lực có chưa đến, trực tiếp công kích tiêu phàm bọn hắn cưới cỗ xe, hay là có tỷ lệ rất lớn chúng đích mục tiêu. Mà lại, phụ trách cùng tiêu phàm trao đổi con tin nhóm người kia, cũng không phải ăn chay, mỗi người đều trang bị công kích tay súng. Từ Israel nhập khẩu Uzi công kích súng, hỏa lực mật thiết, lực sát thương kinh người. Xa gần trình hỏa lực đan sen đã tạo thành, tại chương này hỏa lực bao trùm dưới, cho dù tiêu phàm thật sự là thiên thần hạ phàm, thu tử cũng không cho rằng hắn có thể còn sống rời đi tĩnh xuyên công viên. Thu tử xưa nay không tin tưởng thần thoại, càng không tin kỳ tích. Về phần các dây leo tú xuyên cùng sơn khẩu cảnh bộ, nói thật, thu tử thật không có quá nhiều đi cân nhắc. Mặc dù nàng không đến mức ngay trước Yagyu gia tộc chủ mặt nói ra cái gì vô tình vô nghĩa lời nói, lại không trở ngại nàng như thế đi áp dụng kế hoạch. Nếu lại Yagyu gia tộc tộc gia thần, liền phải tùy thời làm tốt vì gia chủ hy sinh chuẩn bị. Thu tử rốt cục lắp ráp tốt ngắm bắn bước súng, dám với mình hình thể, thủ tử không có lựa chọn quá mức cồng kênh, đồng thời cũng quá mức uy phong lẫm liệt ba lôi đặc biệt 50 trọng hình ngắm bắn bước súng. 12 giờ 7 ly đạn dược, vượt qua 2.000 mét cực xa tầm sát thương, cố nhiên là ba lôi đặc biệt súng nhắm bán điểm, lại không thích hợp thu tử sử dụng, càng không thích hợp hôm nay muốn chấp hành ám sát nhiệm vụ. Thu tử cần một thanh tầm bắn không phải xa như vậy, một phát lực sát thương không phải như vậy, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục xả kích ngắm bắn bước súng. Lại cường hãn tay bắn tỉa, cũng không thể cam đoan tại tầm nhìn cực thấp ban đêm, sử dụng tia hồng ngoại nhắm chuẩn nghi một súng trúng đích mục tiêu. Ba lôi đặc biệt hạng nặng ngắm bắn bước súng một phát xả kích, lắp đạn chậm đặc điểm, khó mà thỏa mãn lần này ám sát cần. Cho nên, thủ tử lựa chọn là PSG-1, đen khắc xiết khoa hách công ty sản xuất chính xác xả thủ bước súng. Nói tai man người tinh vi tỉ mỉ, tại loại này ngắm bắn trên súng trường biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. PSG-1 ngắm bắn bước súng danh sưng trên thế giới nhất chính xác bán tự động ngắm bắn bước súng một trong, có thể tại 300 mét khoảng cách bên trên, liên tục đem 50 phát đạn bắn tiến vào một cái đường kính không đến 8 cm vòng tròn. Cứ việc PSG 1 ngắm bắn súng cũng nặng đến 8.000 khắc, nhưng tương đối ba lôi đặc biệt 50 trọng hình ngắm bắn bước súng nặng 13 cây di lượng mà nói, hay là nhẹ rất nhiều. Thu tử đem màu đen cao mật nhựa chế tạo ngắm bắn bước súng nâng lên, xuyên thấu qua ống nhắm, bắt đầu quan trắc quảng trường tình huống. Tầm mắt tốt đẹp, tầm bắn tốt đẹp, tại thu tử hiện tại vị trí bên trên, trong tay nàng ngắm bắn bước súng có thể bao trùm cả cái công viên quảng trường. Thu tử đem ngắm bắn giá súng tại đơn binh trận địa trước đó, mở ra bộ đàm, bắt đầu kêu gọi chính giã, Takada cùng cái khác mấy tiểu tổ. Chính giã cùng Takada sớm đã tiến vào dự thiết trận địa, báo cáo vị trí của mình, cái khác tiểu tổ cũng trả lời đã chuẩn bị kỹ càng. Thu tử mắt liếc một cái, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Chính giã cùng Takada không hổ là nàng lão cộng tác, lựa chọn chỗ bắn lén đưa tốt vô cùng, vừa vặn cùng nàng đại khái cấu thành một cái tam giác đều, hỏa lực đan sen đả kích vô góc chết. Rất tốt, hiện tại liền đợi đến cái kia nam nhân trước đi tìm cái chết. Thu tử trong đầu hiện ra nước một câu cổ lão tục ngữ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đông phong. Người văn minh ngược lại là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thế nhưng là võ công của bọn hắn, thực tế quá kém a. À. Thu tử khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. chương 374, Nam Nhân Lòng Dạ, mặt trời dần dần lặn về tây, thu tử tai nghe vang lên. Là ngoài thành tổ thứ nhất đồn quan sát hướng nàng báo cáo, có một đài treo du lịch bảng số cỡ chung xe buýt rời đi thành khu, chính hướng tĩnh xuyên công viên phương hướng lái tới. Căn cứ nhìn ra, cỡ chung xe buýt ngồi đầy hành khách. Thu tử đáp ứng, cũng không phải rất để ý, tiêu phàm ứng sẽ không phải tại đài này cỡ chung xe buýt phía trên. Nói xong trao đổi con tin, trong đó còn có một vị cảnh bộ, tiêu phàm lại nghiêu bức hống hống, cũng không có khả năng đem sơn khẩu cảnh bộ cùng các dây leo tú xuyên trói gôn ném ở cỡ chung xe buýt phía trên, cùng một xe du khách lộn xộn tại một khối. Cần biết hắn hiện tại là bị truy nã giết người trọng phạm. Nếu như là tại châu Á trong nước, lấy tiêu ra thế lực, đông đảo quốc cái này cái gọi là truy nã, thí sự không đỉnh. Châu Á bất kỳ một cái nào cảnh thự, bất kỳ cái gì một vị cảnh sát, cũng sẽ không đem cái này truy nã coi ra gì. Nhưng mà đây là đang đông đảo quốc, tại Bắc Ruộng thành phố, Tiêu Phàm giam chính là Bắc Ruộng thành phố hiện trước cảnh sát. Đông đảo được xưng là cảnh sát quốc gia, cảnh sát phân phối lực lượng là rất mạnh. Mà lại, hiện tại trời còn chưa có tối, Tiêu Phàm lúc này đuổi tới Tĩnh Xuyên công viên, tuyệt đối thuộc về muốn chết. Quả nhiên, không lâu sau đó, bộ kia cỡ chung xe buýt đi tới Tĩnh Xuyên công viên quảng trường, tại một bên ngừng tốt, xuống tới một đoàn du khách, tại qua cờ nhỏ hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới, dọc theo quảng trường phía sau một đầu trong rừng đường mòn, lên núi đi. Từ con đường kia đi hơn 10 dặm, liền có thể đi hướng một cái cổ tháp, ngược lại là các du khách thường xuyên đi du lãm thưởng thức chỗ. Mặc dù biết tiêu phàm khả năng không lớn tại đài này cỡ chung xe buýt phía trên, thu tử hay là rất chân thành nằm xuống đi, bưng lên ngắm bắn bước súng, xuyên thấu qua ống nhắm tiếp cận đám kia du khách nhất cử nhất động, cho đến bọn hắn toàn bộ lên núi, biến mất tại ngoài tầm mắt, thu tử mới thở phào. Nửa giờ sau, Đồn quan sát báo cáo, lại một đài xe van trên đường đi công viên phương hướng. Sự thật chứng minh, vẫn như cũ là sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Phàm vẫn chưa tại đài này trên xe. Cùng lúc đó, từ đại bản doanh cũng truyền tới tin tức, nói sơn khẩu cảnh bộ điện thoại tín hiệu đã biến mất, xem ra cái kia người đã tại làm chuẩn bị. Muốn để điện thoại tín hiệu triệt để tin tức, tắt máy còn chưa đủ, nhất định phải đưa điện thoại di động pin lấy ra, mới sẽ không bị truy tung. Sắc trời dần dần đen xuống dưới khi thứ ba đài trên xe đi xuống người cũng biến mất ở kính ngắm bên ngoài, thu tử nhẹ nhàng thở vào một cái, đem PSG một hình ngắm bắn bước súng báng súng rời đi bờ vai của mình, ngồi dậy, thân thể có chút lùi ra sau, nhẹ nhàng thở vào một cái. Ngắm bắn, ẩn núp, chẳng những là cái việc cần kỹ thuật, cũng là việc tốn thể lực. Không có cùng loại kinh nghiệm người, nếu như chỉ ở văn nghệ tác phẩm hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong gặp qua tay bắn tỉa ẩn núp, trong suy nghĩ sẽ chỉ toát ra hai chữ đến phong cách tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trương kỳ ẩn núp ra sao cùng vất vả tay bắn tỉa cũng không phải đầu gỗ điêu thành mà là có máu có thịt người sống sờ sờ tại ẩn núp quá trình bên trong cũng cần thích hợp buông lỏng cùng nghỉ ngơi mắt thấy trời liền muốn tối đen thu tử đoán chừng tiêu phàm cũng nên đi động dưới mắt hẳn là một lần cuối cùng nghỉ ngơi lần này nghỉ ngơi qua đi liền thật không thể lại buông lỏng lại thở dốc nhất định phải toàn lực ứng phó thu tử nhẹ nhàng hoạt động thủ đoạn khớp nối Cầm lấy bên người ấm nước, ngước cổ lên uống một ngụm. Sau đó, nguyên bản buông lỏng thần sắc bỗng nhiên rút gấp. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện chiếm lấy trái tim của nàng. Không có nghe được thanh âm, nửa điểm thanh âm đều chưa từng nghe tới. Nhưng mà ninja bản năng nói cho thu tử, có người tới gần, mà lại là một cái không phải thường phi thường kẻ nguy hiểm, thậm chí trực tiếp đối tính mạng của nàng tạo thành uy hiếp. Thu tử bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một người một cái nam nhân, cứ việc trong rừng cây đã phi thường ám, thu tử vẫn có thể nhìn người nọ tướng mạo 10 điểm anh Tuấn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thậm chí soi Yagyu gia tộc chủ nhìn qua còn muốn nhã nhận ôn hòa. Tiêu phàm, thu tử gặp qua tiêu phàm ảnh chụp, sắc mặt đại biến, tiểu xảo miệng lập tức tấm thành o hình, lại là một điểm thanh âm đều không phát ra được. Sau một khắc, thu tử rốt cuộc kịp phản ứng, hai tay kìm lòng không đặng hướng về ngắm bắn bước súng chộp tới. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thu tử hai tay lập tức liền cứng lại ở đó, chốc lát, một chút xíu thu hồi lại, quy củ đặt tại bụng của mình bộ, hướng về tiêu phàm có chút khom người chào, thấp giọng nói tiêu tiên sinh. Đầu cao tốc vận chuyển lại, nàng mặc dù là lần đầu nhìn thấy tiêu phàm bản nhân, nhưng cũng biết, đã tiêu phàm đã cùng nàng mặt đối mặt, còn muốn nắm lên súng đến phản kháng, rõ ràng khả năng không lớn. Tiêu phàm có thể vô thanh vô tức lấn đến trước mặt của nàng, khoảng cách gần như thế, nàng không có khả năng lại có nửa điểm cơ hội, sơn khẩu cảnh bộ nói được rõ ràng các dây leo tú xuyên thủ hạ bốn tên ninja cơ hồ là tại đồng thời bị giết một chiêu đưa ra bốn tên trải qua huấn luyện ninja đồng thời mất mạng thu tử trước kia đừng bảo là chưa thấy qua ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua tại thu tử trong mắt đó đã không phải là nhân lực có thể đạt thành thuộc về thần lĩnh vực hiện tại vị này thiên thần đứng tại trước mặt của nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng sắc mặt bình tĩnh ánh mắt càng bình tĩnh không có toát ra mảy may sát cơ cùng sát khí nhưng thu tử rất rõ ràng mình không thể có dị động nếu không chỗ này đơn binh ngắm bắn trận địa chính là mình sinh mệnh cuối cùng kết thúc chỗ điểm này thu tử không chút nghi ngờ tiêu phàm nhìn qua cũng không phải là loại kia xúc động họ cách không có hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ không cùng đối mặt mình mặt tại mình còn không có phát giác hắn tung tích thời điểm tiêu phàm có mấy chục lần cơ hội lấy nàng tính mệnh thu tử tiểu thư Tiêu phàm cứ như vậy đứng tại thu tử trước mặt, mỉm cười hỏi, bình tĩnh như nước. Thu tử giật nảy cả mình, tiêu tiên sinh, ngài biết ta. Thu tử mặc dù là một tên cực kỳ xuất sắc thương thủ, cũng là một tên xuất sắc ninja, nhưng ở liễu sinh bên trong gia tộc, chỉ là liễu sinh hùng một thiếp thân thị nữ, địa vị hèn mọn. Cát dây leo tú xuyên cùng gia thần, thân thủ có lẽ còn không bằng nàng, địa vị lại so với nàng muốn cao hơn nhiều. Thu tử tuân thủ nghiêm ngặt lấy cổ lão quy củ, hòa nói trong lặng lẽ hầu hạ liễu sinh hùng một, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, rất ít bên ngoài suốt đầu lộ diện. Duy chỉ có trong gia tộc thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra tranh vanh. Nhưng là đối ngoại, nàng là hào vô danh khí, cái này đường xa mà đến người, lại một ngụm liền kêu lên tên của nàng. Từ đó có thể biết, tiêu phàm đối Yagyu gia tộc tộc hiểu rõ, hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là đã phi thường xâm nhập. Ừm, Cát Đăng Tiên Sinh cùng ta nói qua có quan hệ thu tử tiểu thư một chút tình huống. Tiêu Phàm hay là rất ôn hòa nói, Cát Dây Leo Quân, thu tử lần nữa lấy làm kinh hãi, lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Cát Dây Leo vậy mà làm phản đồ, cái này tại thu tử mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Cát Dây Leo tú xuyên bị Tiêu Phàm không tốn sức chút nào liền giết đến đại bại thua thiệt, không có lập tức mổ bụng tả tội đã là kẻ hèn nhát, lại còn hướng Tiêu Phàm đầu hàng chủ động cung khai liễu sinh bên trong gia tộc tình huống cặn kẽ. Quả thực là càng là vô sỉ, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói các đằng tiên sinh không có làm phản đồ, nhiều khi, chính hắn cũng không thể khống chế đầu óc của mình, càng không thể khống chế miệng của mình. Thu tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói các ngươi, đối cắt dây leo quân sử dụng thôi miên thủ đoạn. Lời tuy như thế, thần sắc lại càng phát ra hãi nhiên. Thôi miên dùng làm bức cung thủ đoạn, quả nhiên là tốt nhất, thế nhưng là độ khó cũng rất lớn, nhất là đối cắt dây leo tú xuyên lâu như vậy trải qua huấn luyện ninja sử dụng thuật thôi miên đến hỏi han, càng phi thường khó khăn. Ninja tiêu chuẩn có lẽ cao có thấp có, nhưng mà có thể trở thành một cái ninja, bản thân liền cần chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, tâm trí chi kiên, không thể nghi ngờ. Ý chí lực càng mạnh người, càng khó bị thôi miên. Tiêu phàm cười cười, nói ta có một vị đồng bạn, rất tinh thông thuật thôi miên. Thất diệu cung bảy đại tuyệt kỷ, ngự hương trong tuyệt kỹ, liền bao hàm cực kỳ cao minh thuật, cũng chính là Tây Phương cái gọi là thuật thôi miên. Mỗi lần mang Hắc Lân lên máy bay, đều là Tân Lâm cùng sân bay nhân viên quản lý thương lược, giam ba câu liền thuyết phục đối phương, bất quá là thuật ra mau thủ đoạn, dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi. Thu tử im lặng, nhưng như cuối cùng tiêu phàm đối mặt, cũng không có chút nào khiếp đảm chi ý. Không thể nghi ngờ, hiện tại loại tình hình này là tiêu phàm hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, triệt để trưởng khống tình thế, nhưng là muốn thu tử hướng cái này nam nhân khuất phục lại thế chỗ khó có thể đánh từ lúc còn nhỏ bắt đầu thu tử liền biết mình là yagyu gia tộc chủ nô tì một thế này sinh là vì hắn mà sinh tử cũng nhất định phải vì hắn mà chết nhiều năm như vậy không ngừng cường hóa xuống tới cái này quan niệm sớm đã thâm nhập não hải sâu tận xương tủy lại cũng khó có thể cải biến tiêu tiên sinh người dự định xử trí ta như thế nào đối mặt chốc lát thu tử lạnh nhạt hỏi thu tử tiểu thư ngươi là người biết chuyện chắc hẳn ngươi cũng biết cái gọi là tại tính xuyên công viên trao đổi con tin bất quá là liễu sinh hùng một đùa nghịch một cái mánh khóe thôi trần dương căn bản liền không ở chỗ này đúng không tiêu phàm chậm rãi hỏi đúng thế cho nên tiêu tiên sinh nếu là muốn tóm lấy ta làm con tin cùng yagyu gia tộc chủ trao đổi chỉ sợ kết quả sẽ để cho tiêu tiên sinh phi thường thất vọng chúng ta những người này cùng yagyu gia tộc chủ đại kế tương đối mà nói hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Yagyu gia tộc chủ tuyệt sẽ không bởi vì vì mấy người chúng ta an nguy liền cùng tiêu tiên sinh đàm phán. Tu tử nhẹ nói, tựa hồ đàm luận không phải tính mạng của mình sinh tử, loại kia bình tĩnh lạnh nhạt, để người khó có thể lý giải được. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý, nói thu tử tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta cùng chủ nhân của ngươi không giống, cầm nữ nhân đi uy hiếp hắn, loại này hạ lưu thủ đoạn, ta còn khinh thường xuất ra. Hai đoàn đỏ ửng nổi lên thu tử hai gò má, lại không phải vì chính mình, mà là vì Yagyu gia tộc chủ cảm thấy đỏ mặt hải táo. Cái này hoa hạ nam nhân, dùng mình hành động thực tế, hướng thu tử trình bày cái gì gọi là nam nhân chân chính lòng dạ, cái gì gọi là chân chính đại khí bàng bạc. Kia, ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn để chủ nhân của ngươi biết ta ở đây, mà lại đã bị ngươi nâng. Ít nhất phải cho hắn tạo thành dạng này ảo giác. Thu tử liền cười, tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hợp tác với ngươi à. Thu tử tiểu thư, ta không phải tại thương lượng với ngươi, cũng không phải muốn ngươi hợp tác. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng mà thôi. Tiêu phàm lắc đầu, nhẹ nói. Thu tử còn không có nghĩ đến hết sức rõ ràng, đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Chi giác lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền cái gì cũng không biết. Trường 375, Ba đường tiến công. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến thành bác liễu sinh sơn trang thứ tự sáng lên ánh đèn. Nhưng là cùng xung quanh từng mảnh từng mảnh đèn đuốc sáng trưng, đèn nê ông không ngừng lấp lóe nhà cao tầng so ra, liễu sinh sơn trang giống như là hoàn toàn một cái thế giới khác, tựa hồ vẫn còn bên trong thời kỳ cổ, cùng những này hiện đại hóa nhà cao tầng không hợp nhau. May mà tại đông đảo quốc, có rất nhiều bảo tồn tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc, coi như tại bắc ruộng thành phố, tràn đầy nét cổ xưa liễu sinh trang viên cũng không phải độc nhất vô nhị, lúc này mới khiến liễu sinh sơn trang không đến mức như vậy làm cho người chú mục liễu sinh bản thân gia tộc nhân khẩu không vượng, cứ việc nuôi không ít gia thần gia tướng hòa gia chính nhân viên phục vụ tương đối to lớn sơn trang mà nói chút người này tay hay là quá ít một chút. bởi vậy một đến tối muộn, toàn bộ sơn trang liền lộ ra âm trầm trầm, gió mát trận trận, tốt không khủng bố. mà đêm nay bên trên liễu sinh sơn trang phá lệ quạnh quẽ. tối hôm qua tổn thất các dây leo tú xuyên đẹp tốt tử cùng sáu tên tinh nhuệ xế chiều hôm nay thu tử lại mang đi mười mấy người rất nhiều nơi lực lượng cảnh vệ đều triệt tiêu đêm nay liễu sinh sơn trang nhìn qua cùng hướng nói đồng giạc bình tĩnh an nhiên trên thực tế đã có chút ngoài mạnh trong yếu liễu sinh hùng một mặc xanh đen sắc kimono lẳng lặng bó gối ngồi ở trong mật thất song nghi có chút nhíu lên vừa mới tiếp vào một nữ hài điện thoại tự xưng là tiêu phàm bằng hiếu nói cho liễu sinh hùng một bọn hắn đã xuất phát tiến về tính xuyên công viên hy vọng liễu sinh hùng một làm tốt trao đổi con tin chuẩn bị cô gái này đồng thời cảnh cáo liễu sinh hùng một không muốn ra vẻ không phải bọn hắn sẽ không khách khí chút nào đem cắt dây leo tú xuyên cùng sơn khẩu cảnh bộ xử lý mặc dù không có tự giới thiệu liễu sinh hùng một lại có thể đoán được vị này hẳn là tân lâm căn cứ bên kia tin tức truyền đến tiêu phàm bên người có như thế một vị thiếp thân thị nữ xuất thân thần bí võ nghệ cao cường là tiêu phàm bảo tiêu Tiêu phàm hôm nay tới đây bắt ruộng, người khác sẽ không cùng đi, vị này thiếp thân thị nữ lại là nhất định sẽ đi theo tới. Thật giống như hắn liễu sinh hùng vừa muốn đi ngoại quốc mạo hiểm, thủ tử cũng nhất định sẽ cùng đi theo. Liễu sinh hùng một lập tức đem tin tức này thông báo cho Thu tử. Bất quá Thu tử thanh âm nghe vào hòa bình nói tựa hồ hơi có chút khác biệt, loại này nhỏ xíu khác nhau, người bình thường là nghe không hiểu, nhưng liễu sinh hùng một không phải người bình thường, thủ tử quan hệ với hắn cũng đầy đủ mật thiết đương nhiên vô tuyến trò chuyện có đôi khi là sẽ tạo thành nhất định thanh âm sai lệch. Cuống chi tĩnh xuyên công viên đã rời thành hai mươi mấy cây em tín hiệu không tốt cũng là hiện tượng bình thường. Điểm này nhỏ xíu khác biệt, cố nhiên không đủ để để liếu sinh hùng một lập tức khai thác một loại nào đó quả quyết hành động lại làm cho hắn trong lòng bất an. vô luận là sơn khẩu cảnh bộ hay là cắt dây leo tú xuyên tại liếu sinh hùng một trong suy nghĩ phân lượng đều còn kém rất rất xa thu tử. nếu như tiêu phàm bắt lấy thu tử uy hiếp hắn trao đổi con tin liễu sinh hùng một nói không chừng thật sẽ đổi liễu sinh hùng lúc thì nhưng có chút hối hận không nên để thu tử rời đi bên cạnh mình đi tĩnh xuyên công viên chấp hành nhiệm vụ thu tử cố nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện ninja cùng tay súng thiện xạ đối phó những người khác hẳn là không thành vấn đề nhưng tiêu phàm thật là một ngoại lệ liễu sinh hùng một sở dĩ quả quyết vận dụng lực lượng của cảnh sát cũng bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn đối phó được tiêu phàm ngay cả hắn đều nắm chắc không đủ liên lại càng không cần phải nói người khác. Chỉ là hiện đang hối hận, hiển nhưng đã trễ. Coi như thu tử trước mắt bình yên vô sự, Tiêu Phàm đã khởi hành tiến về tính Xuyên công viên, lúc này cũng tuyệt không có đem thu tử lại giúp trở về đạo lý. Liễu Sinh hùng một đứng dậy, tựa hồ muốn rời khỏi gian phòng, liền ở thời điểm này, trong mật thất hệ thống báo động bỗng nhiên chấn vang lên. Đây không phải hiện đại hóa hệ thống báo động, mà là một bộ 10 điểm cổ lão hệ thống báo động, sợi tơ liên tiếp linh đang liễu sinh hùng một mặc dù cũng không bài xích hiện đại hóa khoa học kỹ thuật nhưng bộ này cổ lão hệ thống báo động cho tới nay đều phi thường vận hành phải phi thường hữu hiệu chưa bao giờ có sai lầm kia liền không cần thiết lại thay mới hệ thống liễu sinh hùng một đôi lông mày bỗng nhiên giơ lên cảnh báo vậy mà đồng thời từ ba phương hướng chuyển đến nói cách khác địch nhân đồng thời từ ba cái địa phương khác nhau đột tiến vào hắn trang viên liền trước mắt loại tình huống này đến nói ba phương hướng đồng thời đột nhập trang viên có thể nói là toàn diện tiến công. Nguyên bản cũng biết tiêu phàm không có khả năng độc thân đến đây bắc ruột, châu Á tình trị cơ quan, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tiêu ra con cháu độc thân mạo hiểm mà không để ý tới. Nhưng mà sắc trời vừa mới đen xuống liền quy mô tiến công hắn trang viên, vẫn là để liễu sinh hùng một cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là tới một chi cỡ nhỏ quân đội A, làm sao đông đảo quốc tình trị cơ quan, đối này không có chút nào cảnh giác. Liễu sinh hùng một trận cảm thấy, mình trước kia đối nước láng giềng tình chỉ cơ quan nhận biết, còn thiếu rất nhiều. Quốc gia này ẩn giấu đi rất nhiều không vì ngoại giới biết thực lực, thời khắc mấu chốt mới có thể hiển lộ một góc của băng sơn. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải suy nghĩ dạng này quốc gia đại sự thời điểm. Liễu sinh hùng một khẽ vươn tay, nắm lên trên bàn nhỏ trưng bày võ sĩ đao, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi ra cổng, tiếng thứ hai cảnh báo lại truyền vào trong tai của hắn. Cái này biểu thị lấy có một đường địch nhân, đã đột phá thứ nhất nói phòng tuyến, tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến phạm trù. Nhanh như vậy, Liễu Sinh Hùng một lấy làm kinh hãi, cứ việc hai ngày này tổn thất một ít nhân thủ, toàn bộ trang viên lực lượng phòng vệ hơi ngại yếu kém chút, nhưng mà xa xa không đến giật gấu vá vai tình trạng, không nói những cái khác, riêng là những cái kia cổ lão trận pháp bố trí, cũng không phải là người bình thường có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện đột phá. Đến những địch nhân này, dù coi như có hoàn chỉnh trang viên địa đồ, theo lý cũng không nên đột phá phải như thế nhanh chóng. Địa đồ cùng phòng hộ pháp trận là hai chuyện khác nhau. Nếu như không hiểu trận pháp, cho dù có địa đồ cũng sông không tiến vào. Địa đồ tác dụng chỉ là để người tại thời khắc mấu chốt không đi nhầm phương hướng thôi, lại phá giải không được pháp trận. Chẳng lẽ đến địch người bên trong có tinh thông trận pháp cao thủ? Cổ lão hệ thống báo động cùng hiện đại hóa hệ thống báo động, nó khác biệt ngay lúc này hiện ra. Cổ lão hệ thống báo động có thể nói cho chủ nhân địch nhân đến từ chỗ nào đến lại không có cách nào vì chủ nhân cung cấp hình ảnh đồ án không thể chính xác phán định địch đến nhân số cùng đại khái tình hình bất quá cái này cũng không quan hệ chỉ cần hắn liễu sinh hùng một còn lưu tại trang viên liền không có gì đáng sợ những này chi người kia chẳng lẽ cho là mình thật không dám giết rơi trần dương a hay là nói bọn hắn ép căn bản không hề đem trần dương sinh mệnh an toàn để ở trong lòng mục đích chuyến đi này chính là tới giết hắn liễu sinh hùng một Liễu Sinh Hùng một sắc mặt trở nên âm trầm. Ngay tại Liễu Sinh Hùng vừa rời đi mật thất không lâu, phía đông phương hướng chuyển đến lần thứ ba cảnh báo, ngắn ngủi một chén trà thời gian, phía đông địch nhân đã liên tiếp đột phá đến đạo thứ ba phòng tuyến, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Ngược lại là cái khác hai cái phương hướng, cảnh báo vang lên một lần về sau liền không có động tính, cũng không biết là đánh nghi binh hay là xác thực lọt vào cường lực chặn đường. Đối với phối hợp mình tiến công hai tên an toàn hai ván đồng chí, Đàm Hiên giờ phút này cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Tại đột phá đến đạo thứ ba phòng tuyến thời điểm, Đàm Hiên gặp một điểm phiền phức. Trước mắt mảnh này dừng trúc, nhìn qua không lớn, lại bố trí thành cửu cung bát quái trận, đồng thời không phải phổ thông cửu cung bát quái trận, mà là trải qua cải tạo, thêm tiến vào một số biến hóa cửu cung bát quái trận. Điêu trùng tiểu kỹ, Đàm Hiên cười lạnh một tiếng, dừng bước, thời khắc này Đàm Ti trưởng, một thân tiêu chuẩn màu đen y phục dạ hành, đen khăn khăn trùm đầu, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, tại yếu ớt ánh đèn chiếu rọi phía dưới, cả người đều lộ ra thập phần thần bí. Mặc kệ là nguyên chấp nguyên vị cửu cung bát quái trận, hay là cải tạo qua cửu cung bát quái trận, tại đàm hiên trong mắt, đều chỉ là một bữa ăn sáng. Loại trình độ này trận pháp bố trí, tại vô cực môn bất quá là cấp độ nhập môn công phu. Đàm hiên chỉ tại nguyên chỗ quan sát một lát, liền là trong lòng hiểu rõ, Thân thể nhoáng một cái, liền phía bên trái bên cạnh vọt tới. Ô, một chút cực kỳ nhỏ tiếng xé gió vang lên, đen trong bóng tối, hàn quang lóe lên, hướng về Đàm Hiên bắn thẳng đến mà tới. Đàm Hiên dưới chân bỗng nhiên vừa thu lại, thân thể đi phía trái lóe lên, đạo hàn quang kia liền là sát thân thể của nàng bắn tới. Mặc dù chỉ là điện quang thạch hỏa nháy mắt, Đàm Hiên cũng thấy rõ ràng, kia là một thanh chế tạo cực kỳ tinh xảo cỡ nhỏ phi đao. Phi đao loại này ám khí trong giang hồ thường thấy nhất, loại hình chủng loại cũng nhiều nhất nhất tạp. Có phi đao nặng đến một cân trở lên, chúng vào một đao không chết cũng bị thương, mà có phi đao lại tiểu xảo như liễu diệp, thậm chí cùng chung y châm cứu dùng ngân châm không sai biệt lắm. Ô, đàm hiên vừa mới để qua ngọn phi đao thứ nhất, còn chưa hoàn toàn đứng vững thân thể, đạo thứ hai tiếng xé gió lại vang lên nữa. Vẫn như cú tới lại nhanh lại tật, đàm hiên cười lạnh một tiếng, tinh xảo ngón giữa bỗng nhiên bắn ra, chính chính đánh chúng phi đao đao sống lưng, chuôi này tiểu xảo phi đao liền cải biến phương hướng, bay không thấy tăm hơi. Ừm, một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm nam tử vang lên, tựa hồ đối với đàm hiên chiêu này cảm thấy ngoài ý muốn. Né tránh phi đao, không tính là gì, bình thường người, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt, thân thủ lưu loát, cũng có thể làm đến. Nhưng ở loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong, kinh hồn hơi định thời khắc, lấy đạn chỉ thần thông chuẩn xác không sai lầm đánh chúng kích xạ mà đến phi đao đao sống lưng, nó khó dễ độ hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. U Tây, nam tử phát ra một tiếng tán thưởng, nghe vào, người này niên kỳ hẳn là cũng không tiểu, chỉ ít đã người qua trung niên. Đàm Hiên hít một hơi, bỗng nhiên hướng về thanh âm phát ra địa phương phóng đi, tốc độ cực nhanh, tại rậm rạp trong rừng trúc, Đàm Hiên thân thể mềm mại tựa hồ bỗng nhiên ở giữa hóa thành hư vô, bộc phát tu trúc, hoàn toàn đối nàng không cấu thành bất luận cái gì chướng ngại, thoáng qua ở giữa, liền đến mấy mét bên ngoài giống tuếch, đàm hiên có thể kết luận, nơi này chính là vừa rồi nam tử trung niên đợi địa phương, bất quá bây giờ lại cái gì cũng không có. Tại cái này cực đoan nháy mắt, nam tử trung niên liền chuyển đổi vị trí, mà lại đàm hiên nhất thời còn không có cách nào phán đoán hắn tránh hướng phương nào. Đào quốc nhẫn thuật, quả nhiên có mấy phân môn nói. Ngay lúc này, bốn phía cây trúc một trận kịch liệt chập chờn hô hô vui vẻ. Năm sáu đạo thô to bóng đen từ phương hướng khác nhau hướng về đàm hiên bắn thẳng đến mà tới mượn nhờ cách đó không xa ngọn đèn hôn ám cùng nhàn nhạt ánh trăng đàm hiên thấy rõ ràng đây là trúc súng phát nhọn trúc súng lấy cùng loại cơ quan chi lực phát ra thế tới vừa nhanh vừa độc so sánh với vừa rồi hai ngọn phi đao lực sát thương lớn mà lại từ phương hướng khác nhau phóng tới vô luận hướng phương nào trốn tránh đều rất không thích hợp đàm hiên không hề nghĩ ngợi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hai tay khẽ trống bên người cây trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên Bạch, đúng lúc này, một đao sáng như tuyết đao quang từ đàm hiên đỉnh đầu mãnh bổ xuống. Lại có người trốn ở không trung, ngầm thi đánh lén. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 25.